Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Trương 1906, điều tra lại hai. Văn Hạo Nam bắt đầu ý thức được người trước mắt là nữ nhân thông minh, hắn mỉm cười nói, Đinh Tiểu Thư, quản lý một gia tộc lớn như vậy có phải rất không dễ dàng hay không? Đinh Lâm nói, không nhọc anh phải lo, công ty vẫn có một số người trung thành. Đề tài của Văn Hạo Nam mơ hồ bất định, không hề có dấu hiệu hỏi, Đinh Tiểu Thư đã kết hôn rồi đinh lâm lạnh lùng nhìn văn hạo nam rõ ràng đã phẫn nộ cái đó và có liên quan gì tới anh văn hạo nam nói tôi chỉ là tùy tiện hỏi thôi vụ án đó lúc ấy rất oanh động phan cường vào ngày thành hôn bắn chết phùng kính quốc cũng chính là chồng của cô cho tới bây giờ cảnh sát bắc cảng vẫn không bắt được hung thủ giết người đinh lâm giận dữ nói đủ rồi tôi không muốn nhắc lại chuyện này tôi cũng không có hứng thú nói bất cứ chuyện gì với anh tôi hy vọng anh về sau đừng đến đây nữa văn hạo nam vẫn không có ý đứng dậy hắn lạnh lùng nói theo như tôi biết thì phan cường là con nuôi của cha cô là nghĩa huynh của cô hai người từng yêu nhau một đoạn thời gian có phải hay không đinh lâm tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch cô ta chỉ vào cửa lớn anh ra ngoài cho tôi văn hạo nam lạnh lùng nói tôi đang tra án đinh tiểu thư tôi hy vọng cô có thể phối hợp với công tác của tôi đừng để tôi áp dụng thủ đoạn cực đoan đối với cô đinh lâm tức giận nói anh đang uy hiếp tôi văn hạo nam nói tôi chỉ nói sự thực với cô thôi cô và phan cường yêu nhau không được cha cô đồng ý cuối cùng cha cô lựa chọn phùng kính quốc mà ông ta cho rằng có tiền đồ nếu điều tra của tôi không sai thì phùng kính quốc lúc ấy hẳn là phó trưởng ban cục phòng chống buôn lậu trên biển của hải quan bắc cảng một ngành rất quan trọng đinh lâm cắn môi nhìn thẳng vào văn hạo nam trước mắt cô ta đã ý thức được lai giả bất thiện văn hạo nam nói cô và phùng kính quốc từ lúc yêu nhau tới kết hôn chỉ được hai tháng ngắn ngủn tôi có thể lý giải như sau, sự kết hợp giữa hai người có hai loại khả năng, một là nhất kiến trung tình, hai là vì cô thuận theo ý của cha cô, gả cho một người mà mình không yêu. Audio điện tử võ tấn bền Đinh Lâm nói, văn cảnh quan, tình cảm cá nhân của tôi không không có bất kỳ liên quan gì tới vụ án mà anh muốn điều tra, tôi không cần phải nói với anh. Văn Hạo Nam tiếp tục nói, động cơ phan cường bắn chết phùng kính quốc chỉ có một, đó chính là vì cô, Hắn không có được cô, cũng không muốn để cô cho ai, cho nên hắn liền lựa chọn bí quá hóa liều. Đinh Lâm nói, tôi nghĩ chúng ta không cần tiếp tục phải bàn nữa. Văn Hạo Nam rất phong độ cười cười, hắn đứng lên cáo từ Đinh Lâm. Đinh Lâm căn bản không có ý tứ đứng dậy, xoay mặt sang một bên. Văn Hạo Nam nói, đúng rồi, cô rất hiểu Phùng Kính Quốc đúng không? Cô có biết hắn có vấn đề rất lớn không? Đinh Lâm nói, Văn Cảnh Quan anh có cảm thấy mình rất vô sỉ hay không văn hạo nam mỉm cười nói tôi chỉ là đang cố gắng trả cho sự thực một chân tướng văn hạo nam xoay người rời khỏi tới xe cảnh sát bên ngoài ngồi xuống trợ thủ triệu kha của hắn khởi động ô tô nói khẽ xếp tình huống thế nào văn hạo nam lắc đầu nói nữ nhân này rất không đơn giản muốn từ trong miệng cô ta moi ra được tình huống chân thật là rất khó triệu kha nói đúng rồi vừa rồi mạnh tường gọi điện thoại tới nói đã tra được một số tư liệu của Phùng Kính Quốc, người này quả nhiên có chút vấn đề, một phó trưởng khao buôn lậu trên biển không ngờ có nhiều bất động sản và xe sang như vậy. Văn Hạo Nam nói, tôi đã sớm nói hắn có vấn đề mà. Triệu Kha nói, đương nhiên không thể bài trừ tài sản của hắn là đinh ra cho hắn. Văn Hạo Nam nói, anh cho rằng đinh ra sẽ tốt với hắn như vậy ư. Huống chi, hắn còn chưa kịp cưới đinh lâm vào cửa thì đã không còn mạng rồi, Đinh Gia sẽ vì một người chết mà trả công nhiều như vậy ư? Nhưng Phan Cường là con nuôi của Đinh Cao Sơn, hắn giết người, Đinh Gia dẫu sao cũng phải có bồi thường chứ? Văn Hạo Nam cười nói, bồi thường ư? Anh tưởng Đinh Gia tất cả là người lương thiện ư? Tôi có thể nhìn ra Đinh Lâm căn bản không có bao nhiêu tình cảm đối với Phùng Kính Quốc, Đinh Cao Sơn sở dĩ gả con gái cho Phùng Kính Quốc, còn không phải là bởi vì vị trí của hắn ư, Đinh Cao Sơn coi trọng một phó trưởng khoa phòng chống buôn lậu như vậy làm gì? trong đó khẳng định có ảo diệu. Đinh Cao Sơn và Phùng Kính Quốc đều đã chết rồi, muốn điều tra ra chân tướng là rất khó. Văn Hạo Nam nói, bất kể chuyện làm nghiêm mật đến mất nhưng bách mật khó tránh khỏi một sơ suất, Phùng Kính Quốc là một lỗ hổng, muốn triệt để điều tra rõ vấn đề của người này thì chỉ cần mở ra một lỗ hổng là được rồi. Bác Cảng trong khoảng thời gian này thần hồn nát thần tính vô cùng, bí thư thị ủy hạng thành cuối cùng cũng có chút không chịu nổi, hắn quyết định phái người tới Đông Giang một chuyến, trực tiếp bàn một chút với mấy vị lãnh đạo tỉnh, y cũng không phản đối chuyện tỉnh lý phái tổ công tác, nhưng làm việc gì cũng phải có mức độ, cứ tiếp tục như vậy, quần thể cán bộ Bắc Cảng sẽ bị làm cho nhân tâm hoảng sợ, công tác cũng không tiện tiến hành, Hạng Thành nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nhân tuyển thích hợp nhất là Cung Kỳ Vĩ. Cung Kỳ Vĩ cảm thấy bất ngờ vì Hạng Thành truyền triệu, bởi vì Hạng Thành rất ít chủ động tìm hắn. Hạng Thành nói ý tứ của mình với Cung Kỳ Vĩ, Cung Kỳ Vĩ vừa nghe vậy liền minh bạch đây tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, một là đây là tới tỉnh Lý khuyên các vị lãnh đạo thay đổi suy nghĩ, cho Bắc Cảng được thả lỏng Thứ hai là Hạng Thành nhìn mình ngứa mắt, muốn rời hắn khỏi thị tuyến vài ba ngày. Cung kỳ vĩ nói, bí thư Hạng, chuyện này không dễ làm đâu, thái độ của tỉnh Lý rất kiên quyết, lần này nhất định phải tra ra manh mối chuyện của Lưu Thính. Hạng Thành nói, tra xét vài ngày rồi mà đến bây giờ còn không phải vẫn không thu hoạch được gì ư. Ai dám xác định chuyện của Thính nhất định có liên quan tới Bắc Cảng đồng chí kỳ vĩ, lần này anh tới Đông Giang nhất định phải hảo hảo câu thông một chút với mấy vị lãnh đạo tỉnh Lý, nếu cứ điều tra như vậy, thế tất sẽ ảnh hưởng đến công tác bình thường của chúng ta, xin các lãnh đạo cho chúng ta sự tín nhiệm nhất định. Cùng kỳ vĩ minh bạch ý tứ của hạng thành, thật ra chuyện mấy ngày nay hắn cũng nhìn ra, trừ mấy cán bộ từ ngoài tới Bắc Cảng như hắn ra, mấy lãnh đạo chủ yếu khác của thị lý trên cơ bản đều bị tổ điều tra gọi tới tìm hiểu tình huống. Những lời này của hạng thành rất đúng, sự tồn tại của tổ điều tra ủy ban kỷ luật tỉnh đã ảnh hưởng đến công tác bình thường của bọn họ, Cung Kỳ Vĩ nói, "Bí thư Hạng, tôi hiểu ý ngài, nhưng tôi đi cũng chưa chắc đã có thể thuyết phục được các lãnh đạo thay đổi cách làm." Hạng Thành nói, "Tôi biết đó là một chuyện khổ sai, đồng chí Kỳ Vĩ, tôi cũng không phải cố ý giao chuyện khổ sai này cho anh, nhưng tôi đã cân nhắc rồi, trừ anh ra thì người khác đều không thích hợp. Anh vừa tới Bắc Cảng, tỉnh lý phái anh tới đây công tác." Đầu tiên là thành lập trên cơ sở tín nhiệm anh, tôi tin anh câu thông với các lãnh đạo sẽ dễ dàng hơn một chút. Hạng Thành đã nói tới nước này, cung kỳ vĩ chỉ đành nhận lấy việc. So với quần thể cán bộ Bắc Cảng bị ủy ban kỷ luật tỉnh khiến cho phiền không chịu nổi, Trương đại quan nhân trong khoảng thời gian này cũng rất thích ý, trừ đi làm ra thì hắn còn dành thời gian giúp Liễu Đan Thần trị liệu bệnh đau thắt lưng. Đương nhiên, Trương đại quan nhân cũng chú ý chú ý chừng mực, đừng nhìn Liễu Đan Thần ở nhà khách thị ủy. Trương Dương trừ chữa thương ra thì rất ít liên hệ với cô ta, bảo trì khoảng cách rất tốt, bằng không rất nhanh sẽ có chuyện xấu truyền ra. Hơn nữa khi chữa thương cho liễu đan thần hắn trên cơ bản đều gọi cả thường hải tâm cùng đi, đây là để tránh thị hiềm. Thường hải tâm đối với việc này cũng rất có phê bình kín đáo, cho rằng Trương Dương lấy mình làm lá chắn, nhưng trong lòng không biết lại có chủ ý gì. Trương đại quan nhân đáp lại đối với chính là trời đất chứng giám, ít nhất trước mắt hắn giúp liễu đan thần chỉ là thực sự muốn cứu người, căn bản không có bất kỳ suy nghĩ không an phận nào cả. Có điều thường hải tâm và Liễu Đan Thần cũng rất hợp ý, sau vài lần tiếp xúc cũng đã cũng đã thành bằng hữu tốt. Tuy rằng tổ điều tra của ủy ban kỷ luật tỉnh mấy ngày nay không chú ý nhiều tới Trương Dương, nhưng Trương Dương vẫn rất hiếu kỳ với công tác của bọn họ ở Bắc Cảng, đám người này do Ngụy Long Hưng cầm đầu rốt cuộc có thể phát hiện được gì ở Bắc Cảng. Trương đại quan nhân không xem trọng đám người này, trên thực tế Hắn cho rằng Lưu Diễm Hồng bất kể là năng lực hay là sự hiểu biết về quần thể cán bộ Bắc Cảng đều mạnh hơn Ngụy Long Hưng, chuyện ngay cả Lưu Diễm Hồng cũng đều không thể làm rõ thì sau khi Ngụy Long Hưng hắn tới có thể giải quyết dễ dàng được ư? Trương Dương không tin, một chút cũng không tin. Chương 1907, điều tra lại 3. So sánh với tổ công tác của Ủy ban kỷ luật tỉnh mà nói thì công tác của tổ công tác của thính công an tỉnh liên quan tới Tân Hải nhiều hơn, từ sau chuyện của đồng chính Dương lần trước Trình Diễm Đông liền sinh ra một số cái nhìn đối với Văn Hạo Nam, ngoài mặt tuy rằng khách khí, nhưng trên thực tế không phối hợp với công tác điều tra của Văn Hạo Nam như trước đây, Trình Diễm Đông cho rằng Văn Hạo Nam này làm việc quá mức cực đoan, hơn nữa tự cao tự đại, căn bản không để công an địa phương bọn họ ở trong mắt. Vì chuyện Văn Hạo Nam lại đến Tân Hải điều tra, Trình Diễm Đông đặc biệt tìm tới Trương Dương, hắn có chút buồn bực nói: "Bí thư Trương, không phải nói Văn Hạo Nam lần này là tới để tra vụ án của Lưu Thinh Ngư?" Nhưng hắn lại lật ra vụ án của huynh đệ Đinh gia thậm chí đặc biệt điều tra tư liệu về con rể phùng kính quốc của Đinh Cao Sơn năm đó bị giết, tôi thấy hắn lần này không chỉ là để tra chuyện của Lưu Thính thôi đâu. Trương Dương nói, hắn muốn điều tra gì thì kệ hắn, anh cứ phối hợp là được. Trình Diễm Đông thở dài nói, lần trước chính vì phối hợp với công tác của hắn mà đồng chính Dương mới chết một cách mạc danh kỳ diệu đó. Trương Dương nói, sự kiện đó không phải đã điều tra xong rồi ư. Trình Diễm Đông nói, Bí Thư Trương, nói ra không sợ anh tức giận, tôi rất không thích ông anh trai này của anh. Trương Dương cười nói, anh thích hay không không quan trọng, quan trọng là hắn hiện tại phụ trách vụ án của Lưu Thính, là người phụ trách của tổ công tác thính tình, hắn hiện tại là không sai, anh phải toàn lực phối hợp với công tác của hắn. Trình Diễm Đông nói, Văn Hạo Nam này rất tự kiêu, giống như trừ bản thân hắn chính xác ra thì người khác đều sai, trừ hắn thông minh ra thì người khác đều là kẻ ngốc. Trương Dương nói, được rồi, anh đừng cầu nhau nữa, so với oán trách người khác, chẳng tha tự mình làm việc cho tốt đi. Trình Diễm Đông nói, tôi thật sự là không hiểu, tình lý lần này rốt cuộc là hát bài gì, phải nhiều tổ công tác như vậy, đây căn bản chính là để mọi người sinh ra mâu thuẫn nội bộ, chuyện chúng ta tra không ra, chẳng lẽ tổ công tác xuống là có thể tra ra ư? Nếu thực sự là vây thì tôi cũng không có mặt mũi nào làm tiếp ở vị trí trước mắt nữa. Trương Dương cười nói, anh không xem trọng bọn họ có thể phá án ư. Trình Diễm Đông lắc đầu, một chút cũng không xem trọng, thanh thế cũng không nhỏ, nhưng làm như vậy chỉ tổ đả thảo kinh xa, bí thư Trương, anh chờ coi, những tổ công tác này của tỉnh Lý tuy rằng nhiệt tình rất cao, thanh thế rất lớn, nhưng đến cuối cùng bọn họ vẫn không tra được cái gì đâu. Trương Dương nói, đúng vậy, chuyện cả Lưu Thính cũng không giải quyết được thì bọn họ vừa đến là giải quyết được ư. Tôi cũng không tin, trình diễm đông nói tôi nghe nói văn hạo nam gần đây lại tra vấn đề của phùng kính quốc trương dương nói phùng kính quốc anh là nói con rể của đinh cao sơn ư trình diễm đông gật đầu nói phùng kính quốc vào ngày cưới đinh lâm thì bị giết hung thủ đã được tập trung là con nuôi phan cường của đinh cao sơn có điều phan cường hôm ấy liền bỏ chạy cho tới bây giờ vẫn không rõ nơi hạ lạc trương dương nói văn hạo nam tra hắn làm gì trình diễm đông nói lúc ban đầu tôi cũng không rõ đến về sau tôi mới ý thức được, mục đích Văn Hạo Nam lần này tới đây không chỉ là muốn tra chuyện thính trưởng lưu ngộ hại, hắn muốn tra ra mạng lưới tội phạm của Bắc Cảng, lòng tham của hắn rất lớn, muốn làm một bàn lớn. Trương Dương nói, nghe ra thì cũng là chuyện tốt mà, ít nhất ở phương diện càn quét tội phạm, mục đích của anh và hắn giống nhau. Trình Diễm Đông nói, tôi đến Tân Hải đã được một đoạn thời gian rồi, rất nhiều chuyện tôi vẫn đang tra, làm bất kỳ chuyện gì cũng đều phải có trình tự. Tổ chuyên án mà Văn Hạo Nam lĩnh hàm đã quấy nhiễu nghiêm trọng công tác bình thường của chúng tôi, Bí thư Trương, anh có thể hay không nói chuyện với hắn không? Trương Dương gật đầu, trên thực tế hắn đối với Văn Hạo Nam thật sự là bất lực, từ lập trường của bọn họ mà xét, Văn Hạo Nam và Ngụy Long Hưng hiển nhiên đã làm ảnh hưởng đến công tác bình thường của bọn họ, nhưng từ góc độ của người ta mà nói, người ta là vì công tác, Trương Dương nói thật ra mọi người đều là vì công tác, chỉ có điều phương pháp công tác bất đồng thôi. Trình Diễm Đông nói: "Bí thư Trương, anh thực sự định mặc kệ ư?" Trương Dương nói: "Anh còn nhớ Phó bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Nghiêm Chính không?" Nhớ tới lần trước Nghiêm Chính dẫn đội tới Tân Hải điều tra, Trình Diễm Đông không khỏi bật cười, nhớ rõ lúc ấy bọn họ ở lại Tân Hải không đi, vẫn là anh Cao Minh cầm hóa đơn của họ tới đòi nợ, khiến cho đám người này mặt xám mày cho. Trương Dương mỉm cười nói: "Lần này tổ điều tra của tỉnh Lý không phải vì chúng ta mà tới." Nếu tôi đoán không sai thì các lãnh đạo của thành phố Bắc Cảng còn khó chịu hơn chúng ta, chúng ta gấp cái gì? Hoàng đế không vội mà Thái giám đã cuống lên rồi ư? Trình Diễm Đông nói, tôi cũng không phải là cuống lên, tôi sợ bọn họ chặn ngang như vậy, làm tình huống nơi này càng loạn, ngược lại thành kéo chân sau của chúng ta. Trương Dương nói, cứ để bọn họ dày vò đi, tình lý cũng sẽ không có tính nhẫn nại như vậy đâu, dày vò một thời gian, nếu vẫn không ra kết quả gì thì tất nhiên sẽ rút bọn họ về. Chúng ta không cần quan tâm, lập tức duy ổn là quan trọng nhất, mặc kệ người khác loạn thế nào, Tân Hải chúng ta không thể loạn được. Trình Diễm Đông gật đầu, phát hiện tu vi chính trị của Trương Dương tựa hồ lại có đề cao, hắn nói khẽ tôi gần đây nghe nói một tin tức, nói ngài sắp thành thường ủy thị ủy Bắc Cảng. Trương Dương cười nói, anh nghe ai nói? Trình Diễm Đông nói, ai cũng nói thế. Trương Dương nói, bí thư hạng cũng nói với tôi rồi, nhưng tôi từ chối, tôi hiện tại coi như là nhìn rõ rồi thăng chức quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt hơn nữa cho dù tôi nguyện ý thì một cửa của bí thư tống cũng khó qua trình diễm đông cười nói có những lúc bối cảnh cũng là một loại gánh nặng trương dương nói anh cảm thấy tôi có bối cảnh ư trình diễm đông nói có nhưng anh có thành tựu hôm nay tuyệt đối không phải là dựa vào bối cảnh hắn nói xong lại cười bảo quan điểm cá nhân của tôi thôi người khác chưa chắc đã thấy vậy trương đại quan nhân bật cười ha ha câu trả lời của Trình Diễm Đông rất xảo quyệt. Lúc này điện thoại trên bàn làm việc đổ chuông, Phó Trường Trinh thông chi cho Trương Dương, Phó Bí Thư Thị ủy Bắc Cảng Cung Kỳ Vĩ tới. Cung Kỳ Vĩ đến không hề báo trước, từ lúc hắn tới Bắc Cảng chính thức nhậm chức, vẫn chưa công khai tới Tân Hải bao giờ, Trương Dương vội vàng đứng dậy đón chào, không đợi hắn đi ra ngoài cửa thì Cung Kỳ Vĩ đã cùng Phó Trường Trinh bước vào. Trình Diễm Đông nhìn thấy Cung Kỳ Vĩ tiến vào thì cũng vội vàng đứng dậy chào Bí Thư Cung. Cung kỳ vĩ cười nói, Diễm Đông cũng ở đây à? Trình Diễm Đông nói, báo cáo tình huống với Bí Thư Trương, các anh nói chuyện đi, tôi xin đi trước. Cung kỳ vĩ nói, đừng đi vội, sau khi tôi đến Bắc Cảng vẫn chưa gặp mặt anh. Hôm nay tới đây cũng không phải là vì chuyện công, tôi muốn mời các anh ăn cơm. Trương Dương nghe hắn nói như vậy thì không khỏi buồn cười, Bí Thư Cung, đây nếu là ở Nam Tích, Bắc Cảng thì ngài nói như vậy còn được, nhưng nơi này là nơi này là Tân Hải. Mời ăn cơm cũng không tới lượt ngài Trình Diễm Đông nói Đúng vậy Trương Dương nói với Phó Trường Trinh Trường Trinh, cậu đi an bài một chút đi Lát nữa chúng tôi tới Phó Trường Trinh dạo một tiếng rồi đi Trương Dương đứng dậy phá chén cho Cung Kỳ Vĩ Cười nói Bí thư cung Ngày hôm nay tới đây Chắc không phải có chỉ thị quan trọng gì chứ Cung Kỳ Vĩ nói Trương Dương, ngày mai tôi phải tới Đông Giang Trương Dương nói Đi công tác à không thể trong thời gian ngắn như vậy đã lại được thăng cấp chứ. Cung kỳ vĩ cười nói, bí thư hạng cho tôi nhiệm vụ. Bảo tôi tới tỉnh Lý câu thông một chút với mấy vị lãnh đạo. Trương Dương nói, câu thông cái gì? Cung kỳ vĩ nói, mấy tổ công tác mà tỉnh Lý phái xuống gần đây khiến quần thể cán bộ chúng tôi tâm thần không yên. Công tác bình thường cũng bị quấy nhiễu, cho nên bí thư hạng ra nan đề cho tôi. Bảo tôi tới tỉnh Lý câu thông với các lãnh đạo hy vọng tình Lý có thể cho cán bộ Bắc Cảng nhiều tín nhiệm hơn, cứ tiếp tục như vậy, sẽ xúc phạm nghiêm trọng tới nhiệt tình công tác của các đồng chí. Trình Diễm Đông nói, nhìn xem kìa, bí thư trương, tôi nói có sai đâu, chẳng những tôi nghĩ vật, rất nhiều người cũng nghĩ như vậy. Trương Dương cười nói, bí thư hạng vì sao không tự đi. Cung Kỳ Vĩ nói, chuyện này rất khó giải quyết, sự cố của thính trưởng lưu khiến lãnh đạo tỉnh cực kỳ phẫn nộ. Trương Dương nói, người ta khi phẫn nộ thường thường sẽ đưa ra quyết định không lý trí, phái tổ công tác, chuyện này tuyệt đối là nước cờ sai. Những lời này cũng chỉ có trương đại quan nhân mới dám ngông nghênh nói ra, lãnh đạo tỉnh Há có phải là hắn có thể tùy tiện bình luận. Cung kỳ vĩ cười nói, tôi cũng không giấu gì anh, tôi tới là muốn xem anh có ảnh không, có thể theo tôi tới Đông Giang một chuyến, ở trước mặt bí thư tống, tôi chỉ sợ không nói lên lời. Trương Dương nói, bí thư cung, ngài cảm thấy khó giải quyết cho nên mới muốn ném củ khoai lang nóng này cho tôi. Tôi hiện tại tới tỉnh Lý, Bí Thư Tống khẳng định sẽ nói tôi không làm chính sự mà cứ muốn xen vào việc của người khác. chương 1908, Tổ Hỏa 1 Cung Kỳ Vĩ nói, thật ra tôi cũng cho rằng cách làm gần đây của tỉnh Lý có chút không ổn, nếu tôi trực tiếp tới nói với Bí Thư Tống, không có anh đi cùng thì sợ y khó chấp nhận. Trương Dương vẫn muốn cự tuyệt thì di động của hắn đổ chuông, thằng cha này nhìn nhìn thấy là số của Tần Thanh, hắn cười ái náy với cung kỳ vĩ cười cầm điện thoại đi vào phòng trong bắt máy. Giọng nói của Tần Thanh lộ ra vẻ rụt ghè, Trương Dương. Trương Dương cười nói, sao? Nhớ anh à? Tần Thanh ừ một tiếng, tạm dừng một hồi lâu rồi mới nói khẽ em. Em tháng này không có kinh. Trương Dương không hiểu là sao, cái gì? Em, em có thể là mang thai rồi. Đầu óc Trương Đại Quan Nhân Lâm vào trống rỗng ngắn ngủi, hắn gần đây cảm thấy có chuyện phát sinh, lần trước cùng Tần Thanh là súng thật đạn thật, không có diệt tinh trùng, cái đó. Quả nhiên là tẩu hỏa rồi, xác suất chuẩn xác như mình không phải là cao bình thường. Tần Thanh thấy hắn trầm mặc cả nửa ngày thì giọng nói không khỏi trầm thấp, anh đừng lo, em sẽ tự mình chịu trách nhiệm. Trường đại quan nhân, tự em chịu trách nhiệm ư, nói năng kiểu gì vậy, chuyện hai người ra dựa vào gì mà em phải một mình chịu trách nhiệm. Em đừng sợ, sáng mai anh sẽ tới. Tần Thanh nói, em không sợ, em lo là anh sợ thôi. Trương Dương nói, anh từng sợ ai bao giờ à? Lúc làm có sợ đâu, anh chuẩn bị tâm lý rồi. Tuy là nói như vậy, nhưng Trương Đại Quan Nhân vẫn chưa chuẩn bị tâm lý chút nào. Tần Thanh khác với An Ngữ Thần, An Ngữ Thần là nha đầu không ai chú ý. Tần Thanh thì khác, Tần Thanh hiện tại là bí thư đảng công ủy của nội thành mới Đông Giang. Hơn nữa cô ta chưa kết hôn, đối với bên ngoài là ngay cả bạn trai cũng không có. Giờ mang thai, trên đạo lý căn bản là khó ăn nói, nếu thực sự để bụng phình ra, ủy ban kỷ luật chưa biết sẽ đối phó cô ta như thế nào, Trương đại quan nhân lo lắng tới vấn đề sĩ đồ của Tần Thanh. Nếu chuyện này xử lý không tốt, chỉ sợ sĩ đồ của Tần Thanh từ nay về sau sẽ vẽ một chấm tròn. Trương đại quan nhân tiếp cú điện thoại này xong, rõ ràng trở nên tâm thần hoảng hốt, nói chuyện với cung kỳ vĩ cũng không nhập tâm, cung kỳ vĩ nói gì hắn căn bản không nghe thấy cung kỳ vĩ còn tưởng rằng hắn không muốn cùng mình tới đông giang không muốn nhận nhiệm vụ khổ sai trái phái đều khó này vì thế thở dài thôi anh nếu thực sự không muốn đi thì tôi cũng không miễn cưỡng anh trương dương nói ai nói tôi không đi tôi đi với anh cung kỳ vĩ đương nhiên không ngờ trương dương đáp ứng cùng mình tới đông giang mục đích chân chính của hắn thật ra là việc riêng trương dương còn đặc biệt gọi cả cao liêm minh tới nếu đi đông giang một chuyến thì phải giải quyết chuyện tốt một chút rất nhiều lúc lợi dụng quan hệ thân là tất yếu. Trên đường cung kỳ vĩ thương lượng với Trương Dương, trước tiên để hắn tới chỗ Tống Hoài Minh xem thực hư thế nào, sau đó nghĩ em nên giải quyết chuyện này như thế nào. Trương Dương bảo cung kỳ vĩ trực tiếp đưa hắn đến viện gia thuộc tỉnh ủy, hắn và Cao Liêm Minh xuống xe ở đây, hai người mang theo không ít đặc sản địa phương. Cao Liêm Minh nói tối nay chúng ta ai về nhà nấy với cha mẹ, sáng ngày mai gặp mặt. Trương Dương nói, anh đừng quên, thử ý thứ của lão ra từ nhà anh nhé. Cao Liêm Minh oán giận nói, khổ sở đi xa như vậy, kết quả là bắt tôi làm đặc vụ, bí thư Trương anh cũng thật là không có hậu đạo. Trương Dương nói, đừng trách tôi, tôi cũng là tới làm cầu cho bí thư cung thôi. Cao Liêm Minh cảm giác sâu sắc đồng bệnh tương liên, hai người sau khi tiến vào khu nhà thì ai đi đường nấy. Trương Dương trên đường tới Đông Giang đã gọi điện thoại trước cho Tống Hoài Minh, hắn chưa nói mục đích lần này mình tới Đông Giang. Chuyện làm cầu cho cung Kỳ Vĩ không thể nói được, chuyện Tần Thanh mang thai càng không thể nói, nhưng nếu đã tới đây thì phải tìm một lý do khiến cho người ta tin phục, đầu óc Trương đại quan nhân nhanh nháy, hắn lấy cớ là vì Lưu Diễm Hồng. Sau khi tình huống của Lưu Diễm Hồng ổn định, đã được đưa đến bệnh viện nhân dân tỉnh, Trương Dương vốn cũng định dành thời gian tới thăm cô ta, một là để tìm hiểu một chút tình huống khôi phục của cô ta, hai là có những chỗ khó hiểu muốn thỉnh giáo cô ta. Đối với Tống Hoài Minh mà nói, Lý do này của Trương Dương là khá toàn vẹn, y cũng hiểu võ công và y thuật của Trương Dương, cho nên y khi Lưu Diễm Hồng phát sinh sự cố người đầu tiên mà y nghĩ tới là Trương Dương. Trên thực tế, quyết định y bảo Trương Dương tới là chính xác, nếu không phải Trương Dương kịp thời chạy đến nơi, chỉ sợ Lưu Diễm Hồng đã bởi vì không thể được cứu kịp thời mà xảy ra bất chắc rồi. Nhân viên cứu hộ tới hiện trường tuy rằng rất nhiều, nhưng không ai có năng lực từ vách núi xuống cứu Lưu Diễm Hồng, càng không ai có y thuật trị bệnh cứu người như Trương Dương khi Trương Dương tới Tống ra, Tống Hoài Minh vẫn chưa đi làm về, Liễu Ngọc Oánh mời hắn vào trong phòng khách, nhìn thấy Trương Dương mang theo nhiều đặc sản tới, Liễu Ngọc Oánh không khỏi oán trách, Trương Dương, đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đến thì cứ đến, chưa có mang đồ, mỗi lần đều cầm nhiều đồ như vậy, có phải là khách khí với chúng tôi không? Trương Dương cười nói, cô Liễu, cháu cũng không khách khí đâu, nếu thực sự khách khí thì cháu đã không đến, cũng chẳng phải là đồ quý giá gì, chỉ là ít hải sản mang tới cho cô chú ăn thử. Liễu Ngọc Oánh thất đồ đi, lúc này bảo mẫu và tiểu canh Tân đi tới, tiểu canh Tân đã biết đi rồi, tuy rằng đang tập tính, nhưng cũng coi như là đi vững, nhìn thấy người lạ ở trong nhà, đôi mắt to tròn nhìn Trương Dương. Liễu Ngọc Oánh cười nói, "Tiểu Tân, con không nhận ra anh à? Anh ấy là anh rể tương lai của con đấy." Trương đại quan nhân nói, "Sao lại bảo là anh rể tương lai, cháu chính là anh rể của em, ra anh rể bế cái nào?" Tiểu canh tân không ngờ đi tới thật, trương đại quan nhân bế tiểu canh tân, cười nói thằng ôn này chắc gớm. Liễu Ngọc Oánh cười nói, nó ăn khỏe lắm, tôi chỉ lo nó sau này sẽ trở thành một thằng béo. Tiểu canh tân cười khanh khách, mẹ, bế, bế. Liễu Ngọc Oánh nói, ra mẹ nào, đừng làm bẩn quần áo của anh. Trương Dương nói, không sao, để cháu làm thân với nó. Đang nói không sao thì tiểu canh tân lại không cho hắn mặt mũi, tè một bãi nóng hổi lên người hắn. Trên người Trương Đại Quan nhân bị tè một bãi, Liễu Ngọc Oánh vội vàng bế lấy thằng bé, rồi bảo Bảo Mẫu đi lấy quần áo của Tống Hoài Minh cho Trương Dương thay. Lúc này Tống Hoài Minh cũng về, nhìn thấy bộ dạng chật vật của Trương Dương thì không khỏi mỉm cười nói, "Trương Dương, cậu bế nó làm gì?" Thằng ôn này là lục thân không nhận, lúc muốn tè trả báo trước cho ai đâu? Tống Hoài Minh cũng là người bị hại. Liễu Ngọc Oánh cười nói, "Được rồi, nước tiểu của đồng tử rất quý giá." Trương Dương hình như nước tiểu đồng tử có thể làm thuốc đúng không, người làm mẹ nhìn con trai, lúc nào cũng thấy thuận mắt. Trương Dương cười nói, vây, gần đây gan thận cháu hơi nóng, nước tiểu của tiểu canh tân vừa hay có thể trừ hỏa. Mấy người đều bật cười, Trương Dương đứng dậy vào phóng khách thay quần áo của Tống Hoài Minh. Liễu Ngọc Oánh nói với Tống Hoài Minh, anh hôm nay về sớm thế. Tống Hoài Minh nói, hôm nay vừa hay không có việc gì, biết Trương Dương tới cho nên anh về nhà ăn cơm sớm một chút. Liễu Ngọc Oánh nói, hai người trò chuyện đi, em đi chuẩn bị cơm chiều. Tống Hoài Minh gật đầu, nhìn Trương Dương, phát hiện Trương Dương giã thay quần áo của mình, từ trên người trên người tựa hồ nhìn thấy bóng dáng của mình, không khỏi mỉm cười. Trương Đại Quan Nhân nói, chú Tống, gần đây công tác có phải rất bận không? Tống Hoài Minh nói, vẫn ổn, y uống một ngụm trà rồi nói, chuyện lần trước cũng may có cậu. Trương Dương nói, đừng nói người gặp chuyện không may là thính trưởng lưu, cho dù là một người cháu không quen thì cháu cũng cứu tống hoài minh cười cười y nói khẽ tôi nghe yên nhiên nói lúc trước nó chính là gặp chuyện không may ở vách núi đó hai người cũng chính là quen nhau ở đó trương dương nói đúng vậy lúc ấy cô ấy đâm xe với người ta trực tiếp rơi xuống vách núi tuy rằng chuyện trôi qua nhiều năm như vậy nhưng trương dương vẫn nhớ như in tình cảnh lúc đó trong lòng rất ấm áp tống hoài minh lại không cảm thấy ấm áp Tuy rằng không chính mắt nhìn thấy cảnh hãi hùng đó, nhưng Tống Hoài Minh nghe Trương Dương nhắc tới thì vẫn cảm thấy lòng còn sợ hãi, y cơ hồ đã mất đi con gái. Sự ngỗ nghịch của Sở Yên Nhiên lúc đó cũng là bởi vì y, nếu không phải gặp được Trương Dương, có lẽ ngăn cách giữa cha con bọn họ vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Tống Hoài Minh cảm khái nói, hai đứa đều lớn rồi. Trương Dương nói, đã trải qua nhiều chuyện như vậy thì nói sao cũng phải trưởng thành chứ. Tống Hoài Minh nói, tình huống dự đoán bệnh tình của đồng chí Diễm Hồng không lạc quan, chuyên gia của Bệnh viện Nhân dân tỉnh nói, cô ta có thể bị liệt cả đời, khả năng khôi phục đi lại về sau là rất nhỏ. Khi nói những lời này trong lòng Tống Hoài Minh tràn ngập chờ mong, phải nói y ôm kỳ vọng rất lớn đối với Trương Dương, cho rằng y thuật của Trương Dương có lẽ có thể sáng tạo ra kỳ tích. Trương Dương nói, lát nữa cháu tới bệnh viện thăm cô ta, thuận tiện giúp cô ta trần trị một chút. Trước khi chưa biết được tình trạng mới nhất của Lưu Diễm Hồng, Trương Đại Quan Nhân cũng không dám dễ dàng hứa hẹn. chương 1909, Tẩu Hỏa 2 Tống Hoài Minh nói, Trương Dương, cậu nhất định phải đem hết toàn lực chữa khỏi cho cô ta. Trương Dương gật đầu, cháu sẽ cố hết sức. Tống Hoài Minh đặt chén trà lên bàn, nói khẽ có một số người lá gan rất lớn. Cố tình làm bậy, một loạt chuyện này đều đại biểu bọn họ đang khiêu chiến với pháp luật của chúng ta, khiêu chiến chế độ của chúng ta, đã khiêu chiến tới điểm mấu chốt của chúng ta. Trương Dương nói, một người có bệnh thì phải trị, nhưng cũng phải phân rõ tình trạng, trước khi chứng bệnh chưa được chẩn đoán chính xác thì đã hạ thuốc mạch, rất dễ mang tới tác dụng ngược. Những lời này của Trương Đại Quan Nhân nói rất mịt mờ, nhưng Tống Hoài Minh vẫn lập tức nghe ra được hắn đàm ám chỉ gì đó, y nhìn Trương Dương nói khẽ cậu muốn nói gì. Trương Dương cười nói, tỉnh Lý gần đây phái tổ công tác đến Bắc Cảng, thanh thế của bọn họ rất lớn. Tống Hoài Minh nghe ra ẩn ý của Trương Dương, cậu nói bọn họ tiếng sấm thì to mà mưa thì nhỏ. Trương Dương nói, không phải cháu nói, cháu cũng không biết tình huống cụ thể, chú Tống, bọn họ đến được nhiều ngày như vậy, rốt cuộc có tiến triển thực chất gì không? Tống Hoài Minh nói, cậu không đồng ý với ý kiến tỉnh lý phái tổ công tác tới. Trương Dương nói, không chỉ là cháu, có thể nói bác cảng từ trên xuống dưới đều không đồng ý với ý kiến với chuyện tỉnh lý phái tổ công tác tới, cháu coi như là người bị quấy nhiều ít nhất đấy, vậy mà cũng bị đồng chí phó bí thư ủy ban kỷ luật tân nhiệm ngụy Long Hưng gọi đi hai ba lần. Cháu nói một câu không khách khí nhé, tổ công tác không biết gì về tình huống thực tế của bác cảng, sau khi bọn họ tới bác cảng, bắt đầu tất cả từ đầu, rất nhiều chuyện đều lật đổ rồi dựng lại. Chú Tống, cháu muốn hỏi chú một câu, trong lòng chú, Năng lực công tác của Phó bí thư Ngụy và Lưu Thính thì ai mạnh hơn? Tống Hoài Minh không nói gì, y không tiện đưa ra đánh giá. Nhưng Trương Dương thì có thể, Trương Dương nói, Lưu Thính đã bỏ tinh lực rất lớn trong công tác điều tra Bắc Cảng, cháu cho rằng cô ta tìm hiểu được rất nhiều chuyện của Bắc Cảng so với người khác, ngay cả chuyện đến giờ cô ta cũng đều không thể phá được, cháu không tin đồng chí Ngụy Long Hưng có thể giải quyết được, nếu cháu chẳng may nhìn lầm thì chứng minh năng lực của đồng chí Ngụy Long Hưng không phải là mạnh bình thường làm phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh đối với hắn là thiệt tòi. Tống Hoài Minh nói, hắn quấy nhiễu công tác của các anh. Trương Dương nói, cháu cho rằng sau khi tổ công tác tới Bắc Cảng chỉ mang đến hai tác dụng, thứ nhất là quấy nhiễu công tác bình thường của chúng tôi, thứ hai chính là đả thảo kinh xà, thanh thế của bọn họ lớn như vậy, cho dù là hung phạm ở ngay Bắc Cảng thì trong khoảng thời gian này cũng biết thu liếm, ai còn dám gây án. Chú chờ xem đi, vụ án này chờ tổ công tác giải quyết thì khẳng định là còn lâu mới xong. Ngón tay Tống Hoài Minh đan vào nhau, khẽ cao mày, rất nghiêm túc cân nhắc những lời vừa rồi của Trương Dương, một lát sau mới nói cậu lần này đến Đông Giang, mục đích chân chính là thế này. Trương Dương cười nói, chú Tống, quả nhiên không gì giấu được chú, có điều cháu chủ yếu vẫn là tới thăm thính trưởng thính trưởng, chuyện này là nhân tiện thôi. Thật ra câu thông với lãnh đạo cũng không tới lượt cháu, à. Cháu đi cùng phó bí thư cung. Tống Hoài Minh nói: "Cung Kỳ vĩ từ lúc nào cũng học được trò này, có chuyện mà không trực tiếp tìm tôi, cứ phải thông qua người khác." Trương Dương nói: "Lệnh trên không dám trái, chuyện các lãnh đạo quyết định, muốn xin bọn chú thu hồi mệnh lệnh đã ban ra là quá khó khăn, cho nên người làm thuộc hạ cũng có chỗ khó xử của người làm thuộc hạ, cháu cũng không muốn tới, nhưng mấy vị lãnh đạo thành phố đều bắt cháu tới đây làm cầu, bảo cháu tới câu thông với chú trước." Tống Hoài Minh nói: "Chỉ cần nói có đạo lý thì tôi sẽ nghe." cái gì mà lệnh trên không dám trái. Ai cũng có lúc phán đoán sai lầm mà. Liễu Ngọc Oánh lúc này tới gọi bọn họ đi ăn cơm, vì thế hai người dừng nói chuyện. Sau bữa cơm chiều, Trương Dương phải tới Bệnh viện Nhân dân tỉnh thăm Lưu Diễm Hồng, Tống Hoài Minh quyết định đi cùng hắn. Liễu Ngọc Oánh nghe nói bọn họ muốn đi thăm Lưu Diễm Hồng thì cũng đề xuất đi cùng với bọn họ. Trương Đại Quan Nhân cười thầm trong lòng, đoán rằng Liễu Ngọc Oánh chắc vẫn không yên tâm đối với Tống Hoài Minh, có điều nói đi nói lại, Tống Hoài Minh đối với Lưu Diễm Hồng thực sự là không tồi, lúc trước sau khi Lưu Diễm Hồng gặp chuyện không may, y có thể ngay lập tức từ Đông Giang chạy đến Xuân Dương, chỉ từ chuyện này cho thấy quan hệ giữa bọn họ rất không bình thường. Thương tình của Lưu Diễm Hồng đã ổn định, tỉnh Lý mời chuyên gia nhất Lưu trong nước tới trần trị cho cô ta, nhìn thấy mấy người Tống Hoài Minh cùng nhau tới đây, Lưu Diễm Hồng cười cười, chị dâu tới rồi. Liễu Ngọc Oánh cắm hoa vừa mua vào bình, tới cạnh giường rồi ngồi xuống, nắm tay Lưu Diễm Hồng, mắt không khỏi đỏ lên lòng dạ của nữ nhân luôn rất mềm tuy rằng liễu ngọc oánh ở sâu trong lòng một mực định nghĩa lưu diễm hồng là tình địch cực lớn cũng vẫn luôn cẩn thận đề phòng cô ta nhưng nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cô ta thì cũng không khỏi chua sót trong lòng trương dương cười nói lưu thính tinh thần đã tốt hơn nhiều rồi trước mặt tống hoài minh hắn cũng không dám gọi loạn là chị gái lưu diễm hồng nói cậu còn biết tới đây thăm tôi à Trương Dương nói, muốn tới từ lâu rồi, nhưng công tác thật sự là bận quá, gần đây kiểm tra lớn nhỏ không ngừng, tôi phải an bài xong việc công mới có thể tới thăm chị được. Tống Hoài Minh nói, Trương Dương lần này là đặc biệt tới đây để đưa ra một phương án trị liệu giúp cô đấy. Lưu Diễm Hồng nói, có thể nhặt lại cái mạng đã là vạn hạnh rồi, hiện tại đầu óc tôi lúc thì tỉnh táo lúc thì hồ đồ, bác sĩ nói não tôi bị chấn động, sinh ra mất trí nhớ bộ phận Trương Dương cười nói, thật ra mất trí như bộ phận là chuyện tốt, quên tất cả chuyện phiền não, chỉ để lại chuyện vui vẻ. Lưu Diễm Hồng cười nói, nào có khéo như vậy. Trương Dương tới bên cạnh Lưu Diễm Hồng bắt mạch giúp cô ta, lại đưa chân khí vào bên trong kinh mạch của Lưu Diễm Hồng, tìm hiểu bệnh tình của Lưu Diễm Hồng mất gần 20 phút của hắn, hắn mới thả cổ tay Lưu Diễm Hồng ra. Tống Hoài Minh nói, như thế nào rồi? Trương Dương nói, tương tự những gì mà bác sĩ đã nói. Tống Hoài Minh nghe hắn nói như vậy thì ánh mắt lập tức trở nên có chút mất mát. Trước mặt Lưu Diễm Hồng y cũng không tiện hỏi, rốt cuộc Lưu Diễm Hồng liệu có bị liệt hay không. Trương Dương nói, có điều cũng không nghiêm trọng như vậy, nếu trị liệu thích đáng, khôi phục thuận lợi thì chắc có thể đi lại được. Lưu Diễm Hồng gần đây đã liên tiếp bị chuyên gia tuyên án nửa đời sau phải sống trên xe lăn, nghe thấy Trương Dương nói như vậy thì cũng không khỏi kinh hỉ nói, thật ư. Trương Dương nói, tôi cũng không nói dối làm gì, có điều trị đừng quá cao hứng, quá trình khôi phục khẳng định là rất dài, trong vòng một năm chắc có thể xuống giường đi lại, muốn khôi phục như người bình thường thì chỉ có thể trông vào tạo hóa của chị, còn về phần chạy nhảy thì trong vòng 5 năm, năm chị đừng có mơ. Lưu Diễm Hồng nói, tôi còn muốn chạy nhảy gì chứ, cậu chỉ cần giúp tôi đi lại được là tốt rồi, cho dù là khập khiếng tôi cũng chấp nhận. Trương Dương lấy ra một bình ngọc tùy thân, nói khẽ trong đây có dịch cân đan mà tôi phối chế, có thể giúp chị chữa trị kinh mạch, cứ cách ba ngày thì dùng một viên, trước mắt trị liệu của chị chủ yếu là cố bản bồi nguyên, phương diện cơ năng chỉ có thể chậm rãi khôi phục, sau nửa năm mới có thể tiến hành trị liệu khang phục cho chị, thính thính, chị nhất định phải kiên nhẫn. Lưu Diễm Hồng nói, có kiên nhẫn hay không thì cũng phải thành thật mà nằm trên giường thôi. Trong lời nói lộ ra vẻ mất mát, Tống Hoài Minh nghe Trương Dương nói Lưu Diễm Hồng về sau có thể khôi phục đi lại tự nhiên, không nghi ngờ gì nữa đây là tin tức tốt nhất mà y nghe thấy, y cười nói nếu trương dương nói như vậy thì cô cứ nghe hắn đi tổ tiên của trương dương có bí phương chưa thương xương khá hữu hiệu hắn nói anh cô có thể khôi phục khỏe mạnh thì nhất định là có thể lưu diễm hồng nói bí thư tống ngài thật đúng là có phúc khí tìm được một thằng con rể có bản lĩnh như vậy tống hoài minh không khỏi bật cười liễu ngọc oánh nói hoài minh rất thưởng thức trương dương trương đại quan nhân nói đừng khen tôi tôi xấu hổ lắm mấy người đồng thời bật cười Tống Hoài Minh và Liễu Ngọc Oánh cáo từ trước, Trương Dương thì ở lại một lát. Lưu Diễm Hồng nhìn Trương Dương, nói: "Phiền cậu rồi." Trương Dương nói: "Giữa chúng ta còn cần nói những lời khách khí như vậy ư?" Lưu Diễm Hồng nói: "Thật ra tôi vẫn luôn muốn nói tiếng cảm ơn với cậu." Trương Dương cười nói: "Chị nói hay không thì trong lòng tôi biết rõ." Lưu Diễm Hồng nói: "Tôi thực sự có thể khôi phục năng lực đi lại ư?" cho tới bây giờ cô ta vẫn không dám hoàn toàn tin những lời nói của Trương Dương. Trương Dương nói, chỉ cần chị phối hợp trị liệu thì chắc không có vấn đề gì đâu. Lưu Diễm Hồng thở phào, nói Trương Dương, tôi phát hiện cậu thật đúng là không gì không làm được. Trương Dương nói, cũng không có năng lực lớn như vậy đâu, tôi nếu thực sự có năng lực thì nên làm tới cấp thính rồi. Lưu Diễm Hồng nói, lòng tham không đáy. Trương 1910, Tẩu Hỏa 3 Trương Dương nói, cái này không gọi là lòng tham, mà gọi là trí tiến thủ. Chị nếu không có trí tiến thủ thì làm sao mà tiến bộ được? Lưu Diễm Hồng nói, gần đây phía Bắc Cảng thế nào? Trương Dương cười nói, chị vẫn chưa khôi phục khỏe mạnh đã liền bắt đầu nghĩ tới công tác rồi à? Chị Lưu, tôi khuyên chị một câu, một năm gần đây. Chị vẫn phải thanh thản ổn định mà dưỡng thương, chuyện công tác triệt để từ bỏ đi, nói một câu chắc chị không thích nghe, nhưng không có chị thì trái đất vẫn quay. Lưu Diễm Hồng nói: "Tôi biết, tôi cũng hiểu rõ, đúng rồi, tôi nghe nói hiện tại là đồng chí Ngụy Long Hưng tiếp nhận công tác của tôi, trước mắt hắn đang điều tra ở Bắc Cảng." "Cậu đã tiếp xúc với hắn chưa? Hắn có làm khó cậu hay không?" Trương Dương nói: "Làm khó tôi ư? Ai có bản sự này vậy?" Lưu Diễm Hồng bật cười, cô ta dù sao cũng vẫn còn yếu, nghỉ ngơi trong chốc lát mới nói: "Phương pháp công tác của mỗi người đều khá nhau. Ngụy Long Hưng này tôi trước đây cũng từng tiếp xúc" hắn rất có năng lực thành công phá vài vụ án lớn rất được thượng tầng coi trọng trương dương nói tôi vừa rồi cũng bàn chuyện này với bí thư tống sau khi ngụy long hưng tới bắc cảng làm ra động tính quá lớn tôi lo lắng hắn làm như vậy không những không giải quyết được vấn đề ngược lại sẽ đả thảo kinh xa lưu diễm hồng nói khả năng là hắn có tính toán của mình trương dương nói chị lưu chị bỏ bao nhiêu tinh lực ở bắc cảng cũng không có được tiến triển quá lớn đổi thành hắn tới là có thể ư Tôi không tin. Lưu Diễm Hồng thở dài, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Trương Dương nhìn ra cô ta mệt mỏi, đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, Lưu Diễm Hồng giữ hắn lại, nói khẽ Trương Dương, những lời trước đây tôi nói với cậu, cậu đừng coi là thật. Trương Dương ngây ra một thoáng, lập tức minh bạch Lưu Diễm Hồng vì sao nói như vậy, lần bị thương này hiển nhiên đã đả kích Lưu Diễm Hồng cực lớn, tuy rằng tuy rằng cô ta chưa bao giờ oán giận, nhưng trong lòng của cô ta không bình tĩnh như ngoài mặt. Lưu Diễm Hồng biết rõ hơn bất kỳ ai, chuyện lần này tuyệt đối không phải là bất ngờ, mà là mưu sát nhằm vào cô ta, nhằm vào tổ điều tra của Ủy ban kỷ luật tỉnh. Lưu Diễm Hồng cũng không sợ chết, nhưng cô ta sợ nửa đời sau sẽ mãi phải nằm trên giường bệnh, cô ta bắt đầu lo lắng tao ngộ của mình cũng đồng dạng đổ xuống người Trương Dương, có lẽ cô ta không nên để Trương Dương dính vào việc này quá sâu, cho nên cô ta cho nên cô ta mới có thể nói như vậy với Trương Dương. Nhưng Lưu Diễm Hồng không hiểu Trương Dương tao ngộ của cô ta đã khơi dậy sự phẫn nộ của Trương Đại Quan Nhân, khiến Trương Dương lặng lẽ hạ quyết định nhất định phải đào ra độc thủ phía sau màn của Bắc Cảng, nhất định phải đòi lại công đạo cho Lưu Diễm Hồng. Trương Đại Quan Nhân lẻn vào phủ dung viên của Tần Thanh thì đã là hơn 11 giờ tối, Tần Thanh vẫn chưa ngủ, ngồi trong phòng khách, lặng lặng nhìn về phía ban công, thân ảnh của Trương Dương vừa xuất hiện, liền bị cô ta phát hiện. Trương Đại Quan Nhân cười nói, anh có tưởng sẽ mang tới cho em sự bất ngờ không ngờ em lại ôm cây đợi thỏ ở đây. Tần Thanh dịu dàng cười nói, anh là một con thỏ không nghe lời. Trương đại quan nhân giang tay ra, Tần Thanh cắn cắn môi rồi nhào vào lòng hắn, ông chặt lấy người hắn, ôn nhu nói ôn nhu nói, em rất nhớ anh. Trương Dương bế Tần Thanh lên đưa tới sofa, để ngồi trên đùi mình, nói khẽ, bí thư Tần của anh hôm nay sao trở nên điềm đạm đáng yêu như vậy. Tần Thanh nói, mấy ngày nay em luôn ngủ không ngon. Trương Dương bật cười, hắn thò tay vào trong váy ngủ của tần thanh vuốt ve cái bằng phẳng bằng phẳng trơn nhắn của cô ta nói khẽ mang thai rồi à tần thanh xấu hổ gật đầu rúc đầu vào lòng hắn nói khẽ anh sẽ không giận em chứ trương dương nói anh vì sao phải giận em bí thư tần cam nguyện sinh con cho anh anh có lý do gì mà giận em anh ui còn không kịp nữa là tần thanh ôm cổ hắn kề vào tránh nói thật ư anh không lừa em chứ trương dương gật đầu nói nghĩ lại em lần trước rất muốn có con, có phải không? Tần Thanh nói khẽ, người ta sợ về sau nếu lớn tuổi rồi, cho dù là muốn sinh cũng không sinh được. Trương Dương vỗ vỗ mông cô ta, nói, một khối đất tốt như vậy làm sao mà lại không mọc hoa màu được. Tần Thanh gát, đừng nói bậy, em đang nói chuyện đứng đắn với anh. Trương Dương nói, Thanh, em có từng nghĩ tới công tác của em sẽ ra sao không? Tần Thanh nói, em gọi anh đến chính là muốn thương lượng với anh, em nghĩ, gần đây sẽ bỏ công tác, hiện tại vừa mới mang thai không lâu, quá mấy tháng nữa thì bụng của em sẽ to ra. Trương Dương thở dài nói, em khó khăn lắm mới có vị trí hôm nay, làm nhiều năm như vậy, hiện tại vì đứa nhỏ này mà vứt bỏ toàn bộ ư. Tần Thanh nói, bất kể là đi tới bước nào trong quan trường thì em cuối cùng vẫn là một nữ nhân. Trương Dương nói, thị lý sẽ đồng ý cho em từ chức ư. Tần Thanh nói, có gì mà đồng ý với không đồng ý, em đã nghĩ kỹ rồi cô ta đã hạ quyết định, nhất định phải giữ lại đứa nhỏ này. Trương Dương nói, để anh nghĩ đã, xem có phương pháp lưỡng toàn đề Mỹ nào hay không. Tần Thanh nằm trong lòng hắn, nói khẽ trừ đi xa ra thì em không nghĩ ra biện pháp khác. Trương Dương nói, nói thế nào với người nhà. Tần Thanh nói, nói là em ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Cô ta ngẩng đầu nhìn vẻ mặt có chút phức tạp PC của Trương Dương, nụ cười trên mặt lập tức biến mất anh có phải không thích em làm như vậy hay không trương dương lắc đầu anh chỉ là cảm thấy ủy khuất cho em vì anh em phải hy sinh quá nhiều tần thanh ôm mặt trương dương trong lòng em trên đời này không có gì quan trọng hơn anh trương đại quan nhân lại động tình tay không chịu yên tần thanh nắm lấy bàn tay đáng ghét của hắn đừng em đọc trong sách hiện tại không thích hợp trương dương cười nói không thích hợp cái gì tần thanh cắn cắn môi vung tay đấm một cái vào ngực hắn anh xấu lắm trương dương nói thế anh tối nay chẳng phải là phải nhịn ư tần thanh đỏ mặt nói hay là em giúp anh trương đại quan nhân nhìn đôi môi như hoa của tần thanh không khỏi nuốt nước miếng nói vậy vất vả cho bí thư tần rồi người đầu tiên trương đại quan nhân nghĩ đến chính là an Nữ thần chuyện tần thanh mang thai không thể công khai cũng không thể đem chuyện này nói với sở yên nhiên Nữ nhân có khoan dung đến mấy cũng không thể tùy ý để nam nhân của mình tùy tiện sinh con ở bên ngoài. Nhưng Trương đại quan nhân cũng không cảm thấy mình có gì không đúng, thật ra hắn đã sớm nghĩ tới có một ngày, những người yêu này của mình sẽ sinh ra một đống con cho mình, đến lúc đó một đại gia đình hoàn mỹ tốt đẹp, hòa thuận vui vẻ, ở triều đại tùy thì là chuyện đương nhiên, nhưng với xã hội hiện tại thì trở nên vô cùng phức tạp, khi đó ba vợ bốn nàng hầu hưởng hết phúc tề nhân, người ta nói anh có bản lĩnh, có hiện hiện giờ khẳng định là lạc nhân khẩu thiệt, người khác sẽ nói anh không có đạo đức. Thậm chí trái với pháp luật, cái này gọi là tội trùng hôn, ít nhất cũng là tội lưu manh. An ngữ thần mang thai sinh con là hành động bất đắc dĩ của trương đại quan nhân thì tần thanh lần này mang thai chính là lựa chọn sau khi cô ta bình tĩnh cân nhắc, nữ nhân theo tuổi lớn dần sẽ sinh ra một số suy nghĩ kỳ quái, cơ chí như tần thanh cũng không thể ngoại lệ, cô ta biết đoạn quan hệ này của mình và trương dương không thể công khai, nhưng cô ta lại khát vọng một gia đình một gia đình, cho nên Tần Thanh sau khi cân nhắc đi cân nhắc lại đã quyết định muốn một đứa nhỏ, một đứa nhỏ thuộc về cô ta và Trương Dương. Đương nhiên cái giá phải trả cô ta cũng rõ, đó chính là phải từ bỏ sự nghiệp của mình. Trương Đại Quan Nhân hiện giờ thật sự là ra sự quốc sự thiên hạ sự, mọi chuyện đều phải lo. Sáng sớm hôm sau Cung Kỳ Vĩ gọi điện thoại tới hỏi hắn tình huống câu thông với Tống Hoài Minh, Trương Dương đem nội dung cuộc nói chuyện tối hôm qua với Tống Hoài Minh kể lại cho một lần, buông điện thoại thì tần thanh cũng tỉnh dậy tựa vào người hắn nói khẽ vất vả thế mới sáng sớm đã phải lo chuyện công tác rồi à trương dương gật đầu nói gần đây bắc cảng không ngừng có chuyện lần này đến tỉnh lý anh cũng có công vụ trong người tần thanh nói chuyện gì vậy trương dương kể lại giản lược cho cô ta hay tần thanh nói em mấy ngày trước có tới thăm thính trưởng lưu chiếu theo như lời anh nói thì tỉnh lý đã tập trung điểm đáng ngờ ở bên trong bắc cảng cho rằng là phía Bắc Cảng có người muốn mưu ngư hại thính trưởng lưu. Trương Dương nói, tình huống trước mắt là như vậy đó. Tần Thanh nói, em cũng không hiểu gì về công tác của Ủy ban kỷ luật, nếu nói có người muốn hại lưu thính, khẳng định là vì cô ta đã gây nguy hiểm cho lợi ích của người. Nếu tiếp tục để cô ta truy tra tiếp thì rất có thể sẽ lôi được một số người ra, cho nên những người này mới không ngại bí quá hóa liều xuống tay với Lưu Thính. Trương Dương nói, theo anh được biết thì Lưu Thính ở Bắc Cảng điều tra không có tiến triển quá lớn. Trương Dương nói như vậy là có lý do, nếu Lưu Diễm Hồng thực sự tìm được cửa đột phá vấn đề thì cô ta sẽ không nhờ mình giúp. Trương 1911, không dễ làm một. Tần Thanh nói, chuyện đó rất kỳ quái, nếu Lưu Thính không có được tiến triển gì thì có nghĩa là không thể không thể tạo thành uy hiếp đối với một số phần tử tội phạm nào đó, nếu như vậy thì vì sao có người muốn giết cô ta? Trương Dương chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, được Tần Thanh nhắc nhở, mới phát hiện sự kiện này vô cùng kỳ quái, đúng vậy, nếu Lưu Diễm Hồng không có có tiến triển với tính đột phá trong vấn đề của Bắc Cảng thì vì sao người khác muốn ngưu hại cô ta? Chuyện này căn bản rất khó giải thích. Tần Thanh nói, còn có một khả năng rất lớn, có người muốn lợi dụng chuyện trừ bỏ Lưu Thính để hấp dẫn ánh mắt của Tỉnh Lý đến Bắc Cảng, trước mắt Tỉnh Lý đã gia tăng độ mạnh yếu điều tra Bắc Cảng, có lẽ đây cũng là kết quả mà người này muốn. Anh chớ quên, không ai chủ động dính vào phiền toái, sau khi chế tạo sự cố của Lưu Thính, sẽ mang đến nhiều phiền toái hơn cho Bắc Cảng. Trương Đại Quan Nhân cảm thán nói, Thanh, đầu óc em kiểu gì vậy? Đúng là nhìn rõ mọi việc, em nói xem, nếu con trai nhà chúng ta về sau giống em thì khẳng định sẽ là một âm mưu ra. Tần Thanh gắt, em không cần con trai, em muốn con gái. Trương Đại Quan Nhân nói, con trai cũng được, con gái cũng được, cả đời này em chuẩn bị sinh con cho anh đi. Tần Thanh đỏ mặt, đồ đáng ghét, anh coi em là cái máy đẻ à. Trương đại quan nhân rất gióng giặc nói, gen của chúng ta tốt như vậy, nếu sao cũng phải có nhiều hậu đại một chút, nếu không thì không phải với xã hội nhân loại. Anh biến đi. Trương đại quan nhân quả thực có chút thô bỉ, có thể khiến bụng bí thư tần to ra, vẫn rất cảm thấy có cảm giác thành tựu, nhưng trương đại quan nhân cũng sinh ra một số cảm giác lo lắng, hắn phải nghĩ biện pháp đi giải quyết vấn đề tình cảm của mình, muốn dàn xếp tốt cho tất cả nhiều hồng nhan chi kỷ như vậy khó khăn là tương đối lớn nhưng có khó khăn đến mấy cũng phải làm những lời này của tần thanh có thể nói một câu làm bừng tỉnh người trong mộng chuyện của bắc cảng không đơn giản như ngoài mặt tai nạn xe cộ của lưu diễm hồng có lẽ thực sự không phải là một hồi mưu sát đơn thuần chính trị trước giờ đều là trò chơi của người có chỉ số thông minh cao tần thanh có thể cân nhắc đến vấn đề này tống hoài minh cũng có thể cân nhắc đến cung kỳ vĩ vốn định hôm nay gặp tống hoài minh nhưng lại được thông báo rằng bí thư Tống hôm nay không có thời gian. Thật ra Tống Hoài Minh cũng có việc gì đặc biệt, sáng sớm tỉnh trưởng Chu Hưng Dân tới văn phòng y, tặng y hai hộp trà lá. Tống Hoài Minh cười nói, Hưng Dân, anh đây chính là ngang nhiên đút lót. Chu Hưng Dân cười nói, trà lá là bạn học cũ cho tôi, tôi đưa anh nếm thử, anh nếp chụp mũ loạn cho tôi thì tôi sẽ cầm về thôi. Tống Hoài Minh cười nói, thứ đã tặng rồi còn muốn cầm lại. Hưng Đân, anh có phải có chút keo kiệt hay không? Y cất trà đi. Chu Hưng dân ngồi xuống đối diện y, bí thư Tống, tôi vừa rồi gặp cung kỳ vĩ. Tống Hoài Minh nói, cung kỳ vĩ. À, nhớ ra rồi, hắn nói muốn gặp tôi có việc. Chu Hưng dân nói, vậy anh sao không gặp hắn? Tống Hoài Minh bật cười, hắn lần này đến Đông Giang đơn giản là muốn câu thông một chút với tôi, hắn muốn nói gì thì trong lòng tôi hiểu rõ. Chu Hưng dân nói, bí thư Tống, ngài rất không hài lòng đối với phía Bắc Cảng. Tống Hoài Minh hỏi ngược lại, anh hài lòng ư? Chu Hương Dân lắc đầu nói, Bắc Cảng là vấn đề. Phát triển kinh tế lạc hậu nghiêm trọng, Trị An xã hội cũng thấp nhất toàn tỉnh, cũng không biết hạng thành mấy năm nay quản lý thế nào. Tống Hoài Minh nói, vấn đề của Bắc Cảng phải giải quyết. Chu Hương Dân nói, Bí Thư Tống, ngài có phải nhận định chuyện của thính trưởng Lưu có liên quan tới phía Bắc Cảng hay không? Tống Hoài Minh không nói gì, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, gần đây có người nói với tôi, đối mặt với một bệnh nhân bệnh tình nghiêm trọng, nếu một mực dùng thuốc mạnh thì ngược lại sẽ mất nhiều hơn được, không khéo còn có thể lấy tính mạng của bệnh nhân. Chu Hưng dần nghĩ nghĩ rồi gật đầu nói, người này nói rất có đạo lý, thật ra tôi cũng muốn nói chuyện với ngài về phương diện này, từ sau khi thính trưởng lưu gặp chuyện không may ở Xuân Dương, tỉnh Lý phái ra tổ công tác tới Bắc Cảng, nhưng trên thực tế hiệu quả nhận được cũng rất ít. Tống Hoài Minh nhìn Chu Hưng Dân, chờ y nói tiếp. Chu Hưng Dân nói, tôi không phủ nhận năng lực của những đồng chí của tổ công tác, nhưng tôi cũng không tin bọn họ có thể trong ngắn hạn có thể mở ra được cuộc diện. Nếu chúng ta cho bọn họ áp lực quá lớn, bọn họ khó tránh khỏi sẽ trồng áp lực này lên trên người của cán bộ địa phương, điều này sẽ tạo thành một loại mâu thuẫn mới, cán bộ địa phương sẽ cho rằng chúng ta không tín nhiệm bọn họ. Từ đó sẽ tạo thành tâm lý nghịch phản, ảnh hưởng tới công tác bình thường. Tống Hoài Minh nói, Hưng Dân, anh cho rằng sau lưng sự cố lần này của đồng chí Diễm Hồng có thể có âm mưu và động cơ như thế nào. Chu Hưng Dân nói, phản ứng đầu tiên của tôi cũng giống như đa số người, đều cho rằng đồng chí Diễm Hồng có thể đã nắm giữ tội chứng của một số người, cho nên những người này muốn trừ bỏ cô ta, giết người diệt khẩu, hủy diệt chứng cớ, nhưng trên thực tế đồng chí Diễm Hồng hình như không hề nắm giữ được chứng cớ gì, hơn nữa cô ta điều tra ở Bắc Cảng Tựa Hồ cũng không có được tiến triển quá lớn nếu không phải đồng chí Diễm Hồng che giấu chuyện gì đó thì như vậy mưu sát lần này tựa hồ có chút không thích hợp. Về lý, nếu cô ta không tạo được uy hiếp cho người khác thì người khác vì sao muốn giết cô ta? Tống Hoài Minh gật đầu nói, tôi cũng nghĩ như vậy, chuyện lần này có chút giấu đầu hở đuôi, hung phạm bày ra sự cố lần này không phải muốn che giấu gì cả, mà là muốn di rời sự chú ý của chúng ta tới Bắc Cảng. Chu Hưng Dân nói, bí thư Tống, tôi vốn cho rằng ngài không chú ý tới chuyện này, hiện tại xem ra là tôi lo xa rồi tống hoài minh nói tình huống của bắc cảng so với trong tưởng tượng của chúng ta thì phức tạp hơn rất nhiều chu hưng dân nói một khi đã như vậy chúng ta vì sao phải cho một số người được như ý chẳng lẽ bí thư tống là muốn tương kế tự kế tống hoài minh cười nói trước mắt tôi chỉ có thể kết luận một chuyện bắc cảng dính tới lợi ích của rất nhiều người chu hưng dân nói hoặc là do chúng ta đi phát hiện vấn đề hoặc là để bọn họ tranh đấu lẫn nhau tự để bại lộ vấn đề. Tống Hoài Minh gật đầu nói, sở dĩ phái đồng chí Diễm Hồng tới Bắc Cảng điều tra, là vì gần đây tố cáo nhằm vào ban lãnh đạo Bắc Cảng rất nhiều, kết hợp với chuyện xảy ra gần đây, có thể phát hiện tình trạng này tuyệt không phải là ngẫu nhiên. Chu Hưng Dân nói, Bí Thư Tống, ngài là muốn lửa cháy đổ thêm dầu, triệt để đốt bó đút Bắc Cảng này. Tống Hoài Minh ý vị thâm trường nói, thật ra vấn đề của Bắc Cảng chỉ có thể để Bắc Cảng tự đi giải quyết, Cung kỳ vĩ cuối cùng vẫn không được Tống Hoài Minh tiếp kiến, Tống Hoài Minh sở dĩ không gặp hắn là vì cảm thấy không cần thiết, y có tính toán của mình, suy nghĩ của y không cần cấp dưới nghiền ngẫm được. Từ góc độ của cung kỳ vĩ, Tống Hoài Minh không gặp mình cũng không phải là có thành kiến gì với cá nhân hắn, mà là không hài lòng với công tác chỉnh thể của ban lãnh đạo Bắc Cảng. Cung kỳ vĩ vốn cho rằng thông qua trương dương câu thông trước với Tống Hoài Minh thì chuyện này sẽ trở nên dễ làm hơn một chút, nhưng Tống Hoài Minh vẫn truyền lại tín hiệu kiên trì điều tra cho hắn, Cung Kỳ Vĩ không khỏi có chút bối rối, hắn không nghiền ngẫm ra suy nghĩ thực sự của Tống Hoài Minh. Được người khác nhờ, lần này là mang nhiệm vụ mà tới đây, Cung Kỳ Vĩ không thể qua loa cho xong rồi trở về, phong cách làm việc của hắn luôn luôn nghiêm túc. Không gặp được bí thư tỉnh ủy Tống Hoài Minh, hắn tới thính công an tỉnh gặp thính trưởng thính tỉnh Cao Trọng Hòa. Cao Trọng Hòa vô cùng khách khí đối với Cung Kỳ Vĩ, mời hắn vào văn phòng của mình hai người đầu tiên hàn huyên vài câu nói chuyện về biểu hiện của cao liêm minh ở tân hải vòng vo mãi mới trở về chính đề cung kỳ vĩ nói thính trưởng cao tôi lần này tới là muốn thương lượng một chuyện với ngài cao trọng hòa nói anh tới là vì chuyện tổ điều tra mà thính tỉnh phái xuống ư cung kỳ vĩ gật đầu cao trọng hòa hiển nhiên là người thông minh mục đích của mình đã bị người ta đoán được cao trọng hòa nói chuyện này tôi cũng có chút khó giải quyết Vốn tôi luôn đề xướng chuyện của địa phương thì để địa phương tự mình giải quyết, nhưng lần này đồng chí Lưu Diễm Hồng xảy ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa án kiện ác tính của Bắc Cảng gần đây không ngừng, cấp trên ra lệnh, chúng tôi cũng không thể không làm. Cao Trọng Hòa đầy tất cả trách nhiệm kênh cấp trên. Cung kỳ vĩ trước khi đến chỗ y đã cân nhắc rồi, Cao Trọng Hòa rất có thể sẽ làm như vậy, đầy tất cả trách nhiệm lên người Tống Hoài Minh, tỏ rõ mình là phụ mệnh mà làm, y bất lực với tình huống trước mắt. Cung kỳ vĩ cười nói, thính trưởng cao, tôi tới đây không phải muốn kháng nghị thính tỉnh điều tra, trong chuyện thính tỉnh phái tổ công tác tới tôi cũng giữ thái độ tán thành, nhưng tôi hy vọng tổ công tác có thể chú ý phương pháp công tác một chút, tận lực để lại không gian nhất định cho hệ thống cảnh vụ địa phương chúng tôi. Cung kỳ vĩ huyền truyền tỏ thái độ, hiện tại tổ công tác của thính tỉnh đã ảnh hưởng đến công tác bình thường của địa phương. Trường 1912, không dễ làm hai. Cao Trọng Hòa nói, đồng chí Kỳ Vĩ, việc này anh cứ yên tâm, tôi đã đặc biệt cường điệu, bắt bọn họ nhất định phải chú ý tới phương thức công tác, dưới tiền đề không làm ảnh hưởng tới công tác bình thường của đồng chí địa phương triển khai công tác điều tra. Đương nhiên trong quá trình công tác cụ thể có thể sẽ sẽ phát sinh một số độ lệch, sinh ra một số mâu thuẫn và va chạm cũng là điều khó tránh khỏi, tôi cho rằng những mâu thuẫn này cũng không ảnh hưởng tới đại cục, đều là có thể xử lý nội bộ, mọi người nên gia tăng lý giải lẫn nhau, nên tăng cường độ tín nhiệm lẫn nhau, chỉ có như vậy mới có thể phối hợp tốt, mới có thể làm tốt công tác, anh thấy đúng không? Cung kỳ vĩ nói, thính trưởng cao nói rất có đạo lý, nhưng rất nhiều đồng chí không cho rằng như vậy, bọn họ cho rằng tỉnh lý phái tổ công tác tới là không tín nhiệm chúng tôi, cảm thấy bị tổn thương. Cao Trọng Hòa cười nói, những đồng chí này cũng quá nhạy cảm rồi. Cung kỳ vĩ nói, thính trưởng cao, điều tra nhầm vào bắc cảng kéo dài tới bao giờ? Cao Trọng Hòa nói cái này thì phải xem ý tứ bên trên. Cao Trọng Hòa chơi thái cực vẫn rất khá. Cung kỳ vĩ ở chỗ y cả nửa ngày, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Rời khỏi thính công an tỉnh, cung kỳ vĩ cân nhắc còn cần thiết đi tìm tỉnh trưởng Chu Hương Dân hay không, nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này cuối cùng vẫn bị hắn phủ định. Thật ra hắn cũng hiểu rõ, tìm ai thì kết quả cũng vậy, người có tác dụng mấu chốt trong chuyện này là Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh chỉ cần không nói ra, tổ điều tra khẳng định sẽ tiếp tục tra nữa, nếu Tống Hoài Minh tiếp tục gây áp lực, các cấp đều sẽ trồng loại áp lực này xuống, áp lực mà phía Bắc Cảng bọn họ phải chịu cũng sẽ càng lúc càng lớn. Cung Kỳ Vĩ bên trong xe bên trong xe, trước tiên gọi điện thoại cho Trương Dương, hắn có chút bực bội hỏi Trương Dương rốt cuộc có câu thông với Tống Hoài Minh hay không? Trương Đại Quan Nhân bên kia lời thề son sắt nói, câu thông rồi, cái gì tôi cũng nói hết rồi, anh hôm nay có gặp ông ta không? Cung Kỳ Vĩ nói ra chuyện mình bị Tống Hoài Minh cự tuyệt không gặp thở dài nói tôi thấy thái độ của bí thư tống rất kiên quyết trương dương nói bí thư cung tôi thấy anh cũng đừng nóng lòng bí thư tống vừa mới hạ đạt mệnh lệnh chưa được vài ngày anh đã muốn thuyết phục ông ta thu hồi mệnh lệnh đã ban ra tôi thấy chuyện này rất khó thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi cung kỳ vĩ nói thằng nhóc cậu đây là có ý gì trương dương nói thật ra bí thư hạng bảo anh tới đây chính là ném cho anh một củ khoai lang nóng hắn cũng không trông mong anh có thể hoàn thành được chuyện này đâu nếu anh làm được thì hắn mừng rỡ ngồi mắt ăn bát vàng, anh nếu không làm được thì hắn sẽ có lý do để cười nhạo anh, trong chuyện này anh đã bị chú định là trái phải đều thiệt, nếu đã tới rồi thì anh cứ an tâm ở thêm vài ngày đi. Cung kỳ vĩ đầu kia điện thoại lại thở dài, hắn đương nhiên có thể nhìn thấu được chuyện này. Trương Dương nói, anh cũng đừng buồn, tôi thấy ý tứ của bí thư tống cũng không phải là kiên quyết như vậy đâu, thật ra cấp trên muốn đi nước cờ gì, bước tiếp theo của bọn họ muốn đi như thế nào, chúng ta cũng đoán không ra, nếu đoán không ra thì dứt khoát mà đi theo đi, dù sao ở phía Bắc Cảng xảy ra vấn đề thì người đứng mũi chịu xào cũng không phải là anh. Cung kỳ vĩ nói, chán chả buồn nói với anh, đồ tiểu tử suốt công không xuất lực. Trương Dương nói, đừng gác điện thoại vội, buổi trưa ở đâu. Đến vọng giang lâu đi, tôi mời anh bữa cơm. Cung kỳ vĩ nói, không được, chị và cháu gái cậu đều ở Đông Giang, tôi đi chơi với hai người họ đã. Trương Dương cười nói, lấy việc công làm việc tư, tôi coi như là nhìn ra rồi, anh mới là người xuất công không xuất lực. Cung kỳ vĩ cười một tiếng rồi gác điện thoại. Trương Dương gác điện thoại, nhìn thấy xe BMW của Lương Thành Long lái tới, hắn nhìn đồng hồ, Lương Thành Long mới từ trong xe chui ra thì Trương Dương đã trách, anh đúng là không tuân thủ thời gian, đã nói là 11 giờ tới đón tôi, giờ đã quá 20 phút rồi. Lương Thành Long cười nói, tôi ở nhà có việc, hai mẹ con nó cứ quấn lấy tôi tôi khó lắm mới đi được đấy trương dương xì một tiếng khinh miệt lê mê anh sắp thành đàn bà rồi mở cửa xe ngồi vào thì mới nhìn thấy ghế sau còn có lương hiểu âu trương đại quan nhân cười nói chủ nhiệm lương sao cô lại ở đây lương hiểu âu cười nói nghe nói bí thư trương đại giá quang lâm cho nên tôi chủ động xin đi giết giặc tới tiếp rượu anh chắc sẽ không không chào đón tôi chứ trương dương nói cầu còn không được một đại mỹ nữ như cô tiếp tôi tôi thật sự là tam sinh hữu hạnh lương thành long tức giận đến nỗi giơ nắm đấm về phía hắn anh cẩn thận đấy nó là em tôi em anh chính là em tôi chỉ đùa một chút cũng không được à đúng là càng lúc càng nhỏ nhen lương hiểu âu cười khanh khách không ngừng trương dương nói chủ nhiệm lương đúng là người trong thể chế lòng dạ so với anh thì rộng rãi hơn thương nhân đúng là con buôn Lương Thành Long nói, anh còn nói xấu tôi nữa là tôi tẩn anh đấy. Trương Dương nói, đúng là khó mà có được tiếng nói chung với loại người như anh, tôi câu thông với chủ nhiệm Lương vẫn dễ dàng hơn. Hắn cợt nhả dựa vào Lương Hiểu Âu, cô hôm nay có rảnh không? Lương Hiểu Âu nói, tôi rất rảnh. Trương Dương nói, không phải chứ, theo lý thuyết thì ban chiêu thương là nơi bận rộn nhất, cô thì sao lại nhàn vậy? Lương Hiểu Âu nói, năm nay công tác chiêu thương của khu khai phá ảm đạm lắm, tất cả đều bị nội thành mới đoạt đi rồi. Dù sao cũng không hoàn thành được nhiệm vụ, tôi cố gắng cũng vô dụng. Trương Dương nói, đồng chí Tiểu Âu, loại thái độ công tác tiêu cực này của cô là không đúng đâu. Lương Hiểu Âu nói, kể ra thì chuyện này cũng là tại anh, lúc trước anh từ trong tay tôi cướp đi rất nhiều hạng mục. Trương Đại Quan Nhân cười nói, đồng chí Tiểu Âu, vừa khen cô xong, giờ lại thành lòng giả cô không ổn rồi, Bất kể hạng mục đặt ở khu khai phá hay là nội thành mới thì còn không phải ở Đông Giang Ư, thịt vẫn ở trong nồi, có chạy được sang nhà khác đâu." Lương Hiểu Âu nói, "Đúng rồi, tôi vừa nghe nói một chuyện, bí thư đảng công ủy nội thành mới Tần Thanh từ chức." Trương đại quan nhân đương nhiên đã biết, có điều thằng cha này ngoài mặt vẫn giả bộ vô cùng kinh ngạc, "Từ chức ư, thật hay giả đó." Lương Thành Long nhìn Trương Dương qua gương chiếu hậu, nghĩ thầm anh giả vờ cái gì, quan hệ của anh và Tần Thanh tốt như vậy anh không thể nào không biết được. Có điều rất nhiều chuyện nhìn thấy nhưng không thể vạch trần, Lương Thành Long nói, thật đấy, tôi nghe chú tôi nói, Tần Thanh quả thực đã đệ đơn từ chức, nói là muốn xuất ngoại đào tạo sâu, giờ Nội Thành mới gặp nguy cơ nhân viên rồi, Thường Lăng Phong vốn đã quyết định sẽ đi, không ngờ Tần Thanh cũng đi, Nội Thành mới trước đây là hai người bọn họ đưa lên, bọn họ nếu đồng thời đi thì công tác của Nội Thành mới nhất định sẽ lộn xộn. Lương Hiểu Âu nói, Bí thư Trương, không ngại cân nhắc về công tác lại đi anh là một trong những người khai thác của nội thành mới, anh trở về tiếp nhận công tác của Tần Thanh thì thích hợp nhất. Trương Dương nói, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ, tôi sẽ không về đâu. Lương Thành Long nói, đúng vậy, Tân Hải hiện tại đã thành công bỏ huyện lập thành phố, lại thành lập khu bảo lưu thuế nhập khẩu cấp quốc gia, bí thư Trương đang ở vào lúc đường làm quan rộng mở, sao lại bỏ mà về được. Lương Hiểu Âu nói, cấp bậc khác đấy, quay lại thì chính là từ cấp ban nhảy lên cấp thính lương thành long nói cấp ban cấp thính gì tất cả là ảo thôi tôi coi như nhìn ra rồi trên quan trường mấu chốt thực sự vẫn là quyền lực cho anh cấp bậc cao hơn trong tay không có quyền thì cũng chỉ là hư danh như trương dương hiện tại rất tốt trời cao hoàng đế xa tân hải tuy nhỏ nhưng nói một không hai bá chủ một phương uy phong biết bao trương đại quan nhân cười nói nghe anh nói như vậy tôi sao cảm giác mình cứ như thổ hào cắt cứ một phương ý nhỉ lương thành long nói lần này anh nói đúng rồi anh chính là thổ hào thổ hào không hơn không kém ô tô tới trước cửa vọng giang lâu bọn họ đi xuống nhìn thấy viên ba đã đứng ở cửa trương dương cười cười đi tới viên ba vỗ vai hắn nói bí thư trương đại giá quang lâm khiến tiểu điếm vô cùng vẻ vang trương dương nói anh viên không nói mấy câu trêu tôi thì khó chịu à viên ba nói không dám không dám lương thành long nói đỡ bí thư trương hiện tại khác với ngày xưa rồi đám thảo dân của chúng tôi nào có dám với cao. Trương Dương cười nói, Lương Thành Long, anh đáng ghét lắm, tẹo nữa tôi kiểu gì cũng phải chúc cho anh say không biết đường về thì thôi. Nói tới uống rượu, không ai dám phân cao thấp với Trương Đại Quan Nhân, Viên Ba, Lương Thành Long, Trần Thiệu Bân, Đinh Triệu Dũng tất cả cộng lại cũng không dám, có điều đám người này mỗi lần gặp nhau, Trương Dương không nghi ngờ gì nữa chính là trung tâm, uống so với người khác cũng phải nhiều hơn. Viên ba cũng nghe nói tới chuyện Tần Thanh từ trước, hắn nói với Trương Dương, Trương Dương, mấy ngày nay anh An bài đi, tôi muốn mời bí thư Tần ăn bữa cơm, những năm gần đây người ta cũng chiếu cố tôi không ít, mọi người là bằng hữu, hiện giờ bí thư Tần sắp đi, tôi cũng phải tỏ vẻ. Lương Thành Long gật đầu nói, lời này của anh Viên có lý, tính cho tôi một phần. Trương 1913, không dễ làm ba. Trương Dương nói, anh cũng không phải là không quen với Tần Thanh, trực tiếp liên hệ với cô ta là được sao cứ việc gì cũng phải thông qua tôi trần thiệu bân nói ai bảo anh quen với cô ta hơn hai người hợp tác nhiều năm như vậy tình cảm cũng sâu hơn chúng tôi trương dương nói mọi người đều là bằng hữu mà mọi người bật cười trương đại quan nhân cực kỳ bất mãn lườm đám người này một cái luôn cảm giác đám người này cười rất không có hảo ý có điều bởi vậy cũng có thể nhìn ra nếu muốn người ta không biết thì trừ phi mình đừng làm chuyện giữa mình và Tần Thanh che giấu tốt đến mấy thì người khác vẫn có thể nhìn ra một số manh mối. Lương Hiểu Âu nói, tôi thật sự là không hiểu Tần Thanh, cô ta hiện tại đang ở vào lúc đường làm quan rộng mở, tỉnh Lý cũng công nhận năng lực của cô ta, cho cô ta tín nhiệm cực lớn, xây dựng nội thành mới cũng có hình dáng rồi, nếu cô ta làm tiếp, tiền đồ chính trị khẳng định không thể hạn lượng, không biết vì sao đột nhiên tư bỏ. Lương Thành Long nói, tôi cũng nghĩ không thông, đổi lại là tôi, Tôi không nỡ bỏ đi địa vị chính trị mà khó khăn lắm mới với tới được đâu. Trương Dương nói, ai có chí nấy, có lẽ cô ta đã chán ghét quan trường, có lẽ cô ta đã thay đổi sở thích. Thật ra đừng nói là cô ta, ngay cả tôi càng lúc càng mất hứng thú đối với quan trường rồi. Trần Thiệu Bân nói, thôi đi, anh chính là một tên quan mê, cảnh giới đó anh cả đời này cũng đừng hy vọng nhìn thấy. Trương Dương nói, cảnh giới của anh thì cao lắm à trần thiệu bân nói dù sao cảnh giới của tôi cũng cao hơn so với anh năm đó tôi tốt xấu cũng coi như là một nửa người trong thể chế tôi không cần suy nghĩ gì đã từ bỏ công tác bỏ quan tòng thương rất là quyết đoán lương thành long nhìn trần thiệu bân một cái anh mà có quyết đoán ư tôi không nhìn ra gì cả trần thiệu bân nói đừng nhìn phương diện kinh thương tôi không bằng anh về phương diện làm quan tôi không bằng trương dương nhưng nói tới làm người rộng lượng tiêu sái thì hai anh cộng lại cũng chẳng bằng được tôi nhân sinh trên đời quan trọng nhất là gì tự do trăm ngàn lần đừng tự đeo gông cho mình tôi hiện tại mới tính là nhìn rõ đám người các anh có những người muốn kiếm càng nhiều tiền càng tốt có những người muốn làm quan càng to càng tốt nhưng các anh có từng nghĩ đây đều là đeo gông cho mình có mệt không các vị huynh đệ tỉ muội ngồi đây có ai có thể sống hai đời vì danh vì lợi mà bôn ba cả đời nhưng các anh có dừng lại suy nghĩ một chút thật kỹ hay không mình rốt cuộc là khổ sở vì ai vì cái gì chờ tương lai có một ngày, các anh kiếm đủ tiền rồi, làm quan cũng to rồi, nhưng cả đời này sai cũng nhiều, quay đầu lại nhìn, anh anh chỉ có thể phát hiện cả đời này mình chưa làm được gì cả. Viên ba cầm chén rượu lên uống một ngụm rồi nói, nghe hình như cũng có chút đạo lý, nhưng tôi nghe không hiểu. Trương Dương nói, tôi cũng không hiểu. Đinh Triệu Dũng gật đầu theo. Lương Thành Long nói, rốt cuộc năng lực hiểu của đám người này chúng ta có vấn đề hay là năng lực biểu đạt của thằng ôn này có vấn đề tôi cũng chả hiểu. Trần Thiệu Bân nói, chúng ta lấy ví dụ nhé, giống như chúng ta cả đời này dạo chơi trong khu phong cảnh, các anh chỉ lo liều mạng mà chạy, căn bản chẳng buồn nhìn phong cảnh bên cạnh, mà thái độ nhân sinh của tôi chính là đi ngang qua chỗ nào thì thưởng thức phong cảnh chỗ ấy, lúc nào thưởng thức đủ rồi tôi mới đi. Vậy so sánh với các anh, trong thời gian tương tự tôi không thể nào đi được xa, leo được cao bằng các anh, nhưng tôi gặp may, tôi ít nhất cũng thưởng thức được hết phong cảnh ven đường, còn các anh thì sao? các anh chỉ lo cắm đầu mà chạy, chẳng ngắm được gì. Lương Thành Long chép miệng, nghe ra thì tựa hồ cũng có chút đạo lý. Đinh Triệu Dũng nói, tôi vẫn không hiểu. Viên Ba nói, nghe thì có vẻ rất cao thâm mạc chắc, nhưng những lời này không phải là xuất phát từ miệng anh. Lương Hiểu Âu nói, tôi hiểu được chút chút. Trương Đại Quan Nhân nói, dám, anh nói thì dễ nghe lắm, nhưng anh căn bản không có cảnh giới đó, phong cảnh vô hạn ở chỗ núi cao hiểm trở, với chút cảnh giới của anh, cũng chỉ có thể nhìn thấy được hoa cỏ trước mắt thôi. trần thiệu bân cười nói cũng đúng thể lực của tôi không bằng anh cho dù phong cảnh ở nơi cao hiểm trở có đẹp đến mấy tôi cũng không trèo lên được so với mệt chết ở giữa đường chẳng thà thật thà thưởng thức cảnh đẹp bên đường thôi. lương thành long nói thằng nhóc cậu từ lúc nào để thăng được cảnh giới vậy tôi không tin đánh chết tôi cũng không tin đinh triệu dũng nói mỗi người đều đang tiến bộ chỉ là tiến bộ ít nhiều bất đồng thôi thiệu bân từng làm quan Từng đi buôn, từng đầu cơ, từng kiếm được tiền, từng nợ nần, cũng từng lừa dối, có thể nói người ta sóng to gió lớn gì cũng đều đã trải qua, các anh nói xem, loại người như vậy còn nhìn không ra thì sống trên đời có phải là uổng không? Trương Dương cười ha ha gật đầu nói, tôi thấy cũng đúng, người ta nếu sống đến tuổi này rồi còn chưa trải qua cái gì thì cũng chỉ có cái chết mới có chút sức hấp dẫn đối với hắn mà thôi. Lương Thành Long nói, chỉ còn đường chết, đi tìm chết đi, anh chết cũng không có gì hối tiếc. Trần Thiệu Bân vẻ mặt đau khổ nói, tôi nói này mấy anh, đừng nói những lời ác độc như vậy với tôi có được không? Tôi chọc gì các anh à mà các đám đuổi tôi đi chết thế? Viên ba vỗ vai hắn, nói, huynh đệ, thật ra người sống đến như anh là đã đủ rồi, còn gì mà nhìn không thấu nữa? Nhưng chết không sướng bằng sống. Mọi người đồng thanh cười nói, vẫn nhìn không thấu. Tuy rằng mấy vị lãnh đạo thành phố Đông Giang đều thành khẩn giữ Tần Thanh lại, nhưng Tần Thanh lần này đã quyết ý ra đi, từ chối các lãnh đạo giữ lại, sự từ chức của cô ta chẳng những gây chấn động rất lớn trong ban lãnh đạo Đông Giang, hơn nữa còn kinh động tới mấy vị lãnh đạo tỉnh Lý. Vì thế Tống Hoài Minh còn đặc biệt hỏi bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính, Lương Thiên Chính cũng có chút bất đắc dĩ đối với việc này. Y nói với Tống Hoài Minh, bí thư Tống, tôi đã đặc biệt tìm Tần Thanh nói chuyện rồi, nhưng thái độ của cô ta rất kiên quyết. Tống Hoài Minh nói, Tần Thanh là cán bộ trẻ tuổi có năng lực. Thành tích công tác ở Giang Thành, ở Lam Sơn đều vô cùng xuất sắc, sau khi để cô ta phụ trách xây dựng nội thành mới Đông Giang, năng lực công tác của cô ta ai ai cũng thấy. Tôi rất thưởng thức cô ta, cũng rất xem trọng sự phát triển của cô ta, lão lương, có phải cô ta không hài lòng đối với công tác trước mắt hay không? Lương Thiên Chính nghe ra ẩn ý của Tống Hoài Minh, y lập tức giải thích, bí thư Tống, tôi trước giờ luôn rất ủng hộ công tác của Tần Thanh, dưới điều kiện có thể đã cho cô ta quyền lực và điều kiện công tác lớn nhất, tôi tin cô ta chắc không có gì không hài lòng tống hoài minh nói lão lương anh hiểu lầm ý của tôi rồi tôi là nói cô ta có phải cảm thấy chúng ta đại tài tiểu dụng đối với cô ta hay không lương thiên chính nói chắc không đâu đồng chí tần thanh luôn rất khiêm tốn cô ta không có nhiều ham muốn đối với quyền lực đối với quan chức cũng không biểu hiện ra khát vọng quá lớn tố dưỡng chính trị của cô ta rất xuất chúng trong những cán bộ trẻ tuổi chương 1914, đã quyết ý đi một. Tống Hoài Minh có chút tiếc hận nói, nếu cô ta khăng khăng vứt bỏ thì thật sự là rất đáng tiếc. Lương Thiên Chính nói, tôi không thể không chuẩn bị cho phát triển về sau của nội thành mới. Tống Hoài Minh nói, có phải đã có nhân tuyển thích hợp hay không? Lương Thiên Chính cười khổ lắc đầu, chưa có, vẫn đang xem xét, có điều. Tống Hoài Minh nhìn ra sự do dự của y, mỉm cười nói, có suy nghĩa gì thì anh cứ nói thẳng. Lương Thiên Chính nói, tôi cũng cảm thấy Trương Dương không tồi, hắn là người khai thác trong xây dựng nội thành mới, vô cùng quen thuộc với nghiệp vụ bên này. Nếu có thể để hắn tới tiếp nhiệm công tác của Tần Thanh thì không thể tốt hơn. Trong lòng Lương Thiên Chính quả thực nghĩ như vậy, nhưng hiện tại mà nói thì không có nhân tuyển thích hợp hơn Trương Dương. Tống Hoài Minh lắc đầu nói, hắn không được, mới tới Tân Hải không được bao lâu, bên kia cũng đang là lúc hết sức cần người, hơn nữa kinh nghiệm quản lý của hắn vẫn chưa được cần phải rèn luyện thêm một đoạn thời gian ở cơ sở." Lương Thiên Chính cười nói, "Tôi cũng chỉ nói vậy thôi." Tống Hoài Minh nói, "Vẫn phải làm công tác tư tưởng với Tần Thanh, hy vọng cô ta có thể thay đổi chủ ý, bồi dưỡng một cán bộ trẻ tuổi ưu tú rất không dễ dàng, vẫn phải tận lực giữ lại." Sự giữ lại của Lương Thiên Chính đối với Tần Thanh là khá thành khẩn, trên đường trở về, y bảo lái xe trực tiếp đưa tới bộ chỉ huy xây dựng nội thành mới. Tần Thanh căn bản không ngờ tới Lương Thiên Chính đột nhiên tới chơi, cô ta đang nghỉ ngơi trong văn phòng, phản ứng có thai của cô ta rất nặng, Trương Dương vốn đã kê một toa thuốc đồng y để giảm bớt phản ứng cho cô ta, nhưng Tần Thanh kiên trì không uống, bởi vì cô ta lo lắng dược vật sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với Thai Nhi, tuy rằng cô ta tin y thuật của Trương Dương, nhưng hiện tại là chuyện liên quan đến con mình, Tần Thanh trở nên rất cẩn thận. Từ trước là sự lựa chọn mà cô ta không thể không làm ra, Tần Thanh xét đến cùng vẫn là một nữ nhân cô ta cuối cùng trong sự nghiệp và tình cảm đã lựa chọn cái trước. Nhìn thấy Lương Thiên Chính tới, Tần Thanh lập tức liền đoán được mục đích của hắn, mỉm cười mời Lương Thiên Chính vào, bí thư Lương, ngài tới đây làm gì? Có chuyện gì thì gọi tôi tới là được mà. Lương Thiên Chính cười nói, đi ngang qua tiện thể qua chơi. Y ngồi xuống sofa. Tần Thanh tự mình đi phá chén trà cho Y. Lương Thiên Chính tiếp lấy chén trà rồi đặt trên bàn trà, nói khẽ tiểu Tần, xây dựng nội thành mới vẫn thuận lợi chứ. Tần Thanh gật đầu nói, tất cả đều vô cùng thuận lợi, công trình xây dựng đều dựa theo kế hoạch đã đề ra mà tiến hành vững bước, theo dự tính của vẫn thì xây dựng công trình cơ sở có thể xong sớm. Lương Thiên Chính khen ngợi, rất tốt, y nói xong, ánh mắt nhìn lên bản đồ quy hoạch nội thành mới, hai mắt híp lại, vẻ mặt lộ ra có chút bối rối, tiểu tần, xây dựng nội thành mới đang tiến hành trong khí thế hừng hực, cô từ trước vào lúc này khiến tôi thật sự có chút trở tay không kịp, Tần Thanh nói, Bí Thư Lương, thật ra tôi sớm đã có ý định từ trước rồi, trong quá trình công tác thực tế tôi phát hiện bản thân còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, tôi muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, học tập thêm một chút. Lương Thiên Chính nói, cho dù có ý nghĩ như vậy thì cũng không cần thiết phải từ trước. Tổ chức có thể an bài cho cô đi học tập đào tạo sâu. Tần Thanh tất nhiên không thể nói ra rằng mình đã mang thai, cô ta mỉm cười nói, Bí Thư Lương, không giấu gì ngài, tôi cũng không hài lòng với trạng thái trước mắt của mình, Tôi muốn thay đổi cách sống, hơn nữa áp lực phải chịu trong quan trường thật sự là quá lớn, tôi lo lắng mình cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ có một ngày tinh thần của tôi sẽ sụp đổ mất. Lương Thiên Chính thở dài, "Tiểu Tần, cô ra đi vào thời điểm mấu chốt này, quả thực cho tôi một nan đề." "Xin lỗi." Lương Thiên Chính lắc đầu nói, "Chẳng những tôi muốn giữ cô lại, lãnh đạo tỉnh Lý cũng đều tiếc cô, Tiểu Tần, cô trẻ tuổi như vậy, tương lai của cô còn có khả năng vô hạn, vứt bỏ vào lúc này là điều mọi người đều không ngờ." Tần Thanh nói, không phải vứt bỏ, mà là muốn thay đổi cách sống. Lương Thiên Chính nói, cô muốn đi, Thường Lăng Phong cũng muốn đi, hai người là chỉ huy nòng cốt trong xây dựng nội thành mới, trong nhất thời bảo tôi đi đâu tìm nhân tuyển thích hợp để thay thế hai người đây. Tần Thanh nói, Bí thư Lương, tôi đã viết một bản kiến nghị công tác, đưa ra một số đề nghị cho công tác về sau của nội thành mới, nếu có thể thì ngài không ngại cân nhắc một chút, tôi sẽ tạm rời cương vị công tác vào cuối tháng 6 trong khoảng thời gian này tôi sẽ hoàn thành giao nhận công tác trong tay, về phần đồng chí Thường Lăng Phong thì anh ta đã đáp ứng cuối năm mới đi. Lương Thiên Chính Minh Bạch Tần Thanh đã quyết ý đi, mình có nói mấy cũng không có tác dụng, y gật đầu nói, được rồi, Tiểu Tần, cô đã lựa chọn rồi thì tôi tất nhiên không tiện ngăn cản, nhưng tôi vẫn cảm thấy tiếc cho cô, cô lăn lộn trong thể chế nhiều năm như vậy mới có được thành tựu hôm nay, vứt bỏ như vậy thật sự là rất đáng tiếc. Tần Thanh thì không cảm thấy tiếc, đối với tương lai của mình, Cô ta đã bình tĩnh phân tích rồi, cô ta yêu Trương Dương, vì hắn, cô ta cam nguyện hy sinh, giữa hai người phải có một người từ bỏ sự nghiệp, Tần Thanh quyết định trở thành người đó. Trương Đại Quan Nhân vẫn cũng không muốn để Tần Thanh mang thai sớm như vậy, nhưng nếu đã có thì phải hoan nghênh hai tay, buổi trưa Trương Dương cùng Tần Thanh tới quán cơm ở thành Đông Giang, canh gà mái nơi này đặc biệt ngon, Trương Đại Quan Nhân cũng đặc biệt đưa cô ta tới đây để bồi bổ dinh dưỡng. Tần Thanh kể lại chuyện Lương Thiên Chính buổi sáng tìm cô ta nói chuyện. Trương Dương, y nói đúng, em hiện tại từ bỏ quả thực có chút đáng tiếc. Tần Thanh liếc hắn một cái, cái nào quan trọng hơn? Trương Dương bật cười. Tần Thanh nhấc chân đá vào đùi hắn một cái, hỏi anh đó. Trương Đại Quan Nhân nói khẽ, đương nhiên là hai mẹ con em. Mặt Tần Thanh hơi đỏ lên, nói khẽ thật ra em cũng muốn cố thêm một đoạn thời gian, dù sao nửa đường vứt bỏ công tác thì thật sự là có chút vô trách nhiệm, nhưng em lại lo lắng bị người khác nhìn ra manh mối, mang đến ảnh hưởng không tốt, cho nên mới không thể không đề xuất từ trước vào lúc này. Trương Dương nói, không sao, từ thì từ, không cần cân nhắc nhiều làm gì, tiểu yêu đã giúp em an bài chuyện tới châu Âu rồi, chờ sau khi hoàn thành giao nhận công tác ở đây thì em có thể đi được rồi. Tần Thanh gật đầu, có chút xấu hổ nói, em cũng không biết đối mặt với cô ta như thế nào trương đại quan nhân cười thầm trong lòng cho tới bây giờ tần thanh vẫn chưa biết an nữ thần đã sinh con trai cho hắn nghĩ thầm đến lúc đó em sẽ biết thôi tần thanh nhìn thấy trương dương không trả lời thì nói khẽ anh sao không nói gì trương dương nói thanh còn nhớ chuyện lúc trước anh nói với em không tần thanh nói chuyện gì anh là người cổ đại tần thanh thở dài anh nhàm chán quá đi trương đại quan nhân chỉ đành cười khổ hắn đã vài lần thử nói ra chân tướng sự thật với tần thanh nhưng hiện tại xem ra khi mình nói thật thì căn bản sẽ không có ai tin vì thế thằng cha này lại nói anh thực sự không phải là người cổ đại tần thanh bật cười khanh khách anh có bệnh à trương đại quan nhân cũng không có bệnh gì trong khoảng thời gian này biểu hiện của hắn giống như là một nhà tư tưởng thường thường lâm vào trầm tư hắn bắt đầu cân nhắc nên an bài tình cảm và hôn nhân của mình như thế nào làm sao bình hành giữa quan niệm hôn nhân cổ đại và đạo đức xã hội hiện đại, hắn bắt đầu cân nhắc tới sĩ đồ của mình sẽ đi đến bước nào. Có phải Bắc Cảng sẽ là điểm cuối trong sĩ đồ của hắn hay không? Quá nhiều chuyện dồn nén trong đầu hắn, có lẽ giải quyết vấn đề trước mắt mới là thực tế nhất. Trong thời gian ở Đông Giang, Trương Dương dành thời gian tới trường Đảng tỉnh, hắn vẫn đang là nghiên cứu sinh trong chương trình học, Trương Đại Quan Nhân cũng chỉ là đi qua chơi thôi chủ nhiệm giáo vụ Trương Lập Lan vô cùng chiếu cố hắn tất nhiên là vì hắn nắm được chứng cứ cô ta và Ngô Minh yêu đương vụng trộm. Có điều Trương Dương chưa bao giờ định dùng con bài này, Trương Lập Lan cũng ý thức được Trương Dương vĩnh viễn sẽ không vạch trần bí mật này, khi đối mặt Trương Dương cũng thản nhiên hơn trước kia. Trương Dương nói chuyện với Trương Lập Lan trong văn phòng, khi rời khỏi văn phòng thì ở bên ngoài gặp thư ký Trung Bồi Nguyên của Tống Hoài Minh, Trung Bồi Nguyên gần đây cũng đang học ở trường đảng tỉnh, nhìn thấy Trương Dương, Trung Bồi Nguyên cười cười chào, bí thư Trương, khéo vậy. Trương Dương cười nói, tôi trước giờ đều là của ban nghiên cứu sinh trường đảng mà, tới đây báo cáo tình huống học tập một chút. Trung Bồi Nguyên nói, tôi gần đây cũng tham gia một khóa huấn luyện ngắn hạn, công tác bận quá, muốn tranh thủ cơ hội học tập cũng không dễ dàng gì. Trương Dương nói, cùng nhau ăn cơm nhé. Trung Bồi Nguyên nói, bí thư Tống và thính trưởng Vinh đang ăn cơm với nhau, bảo tôi tới ăn cùng. Hắn chủ động mời, bí thư Trương đi cùng luôn nhé. Trương Dương cười nói, cao tầng các anh ăn cơm tôi đi cùng làm gì. Trương 1915, đã quyết ý đi khai. Trung bồi nguyên cười nói, tôi cũng không phải là cao tầng gì cả. Nói tới đây thì điện thoại của Trương Dương đổ chuông, có câu không khéo không thành sách. Điện thoại là Tống Hoài Minh gọi tới, bảo hắn buổi trưa tới Việt chiều các trà săn ăn cơm, cha vợ có lệch, Trương đại quan nhân không dám chối từ chỉ có thể chấp nhận. Gọi Trương Dương tới ăn cơm cùng trên thực tế là chủ ý của Vinh Bằng Phi, đoạn thời gian gần đây giữa Y và Trương Dương xảy ra một số hiểu lầm, Vinh Bằng Phi có thể cảm thấy Trương Dương đang xa lánh mình, cho nên muốn tìm cơ hội trao đổi một chút với hắn, vừa hay có cơ hội Tống Hoài Minh mời Y đi ăn cơm, Trương Dương lại đang ở Đông Giang, gọi Trương Dương tới ăn cùng cũng là chuyện đương nhiên. Trương Dương và Trung Bồi Nguyên cùng nhau tới Việt Triều Các, Tống Hoài Minh và Vinh Bằng Phi nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau đến, Tống Hoài Minh nói các anh sao lại gặp nhau. Trung Bồi Nguyên cười cười kể lại chuyện bọn họ gặp mặt ở trường đảng. Tống Hoài Minh gật đầu nói, người trẻ tuổi nhất định không thể lơ là học tập. Ở trước mặt trưởng bối trương đại quan nhân trước giờ đều biểu hiện vẻ kiêng nóng kiêng gấp, hắn cười bảo, chú Tống yên tâm, cháu sẽ không gián đoạn học tập vinh bằng phi nói nghe nói cậu tới đông giang cho nên tôi đặc biệt bảo bí thư tống gọi cậu tới ăn cơm trương dương cười nói cảm ơn vinh thính ăn cơm còn có thể nghĩ tới tôi vinh bằng phi nói tôi có lúc nào quên cậu đâu tống hoài minh bảo bọn họ ngồi xuống buổi trưa cũng không dùng rượu vinh bằng phi gặp tống hoài minh chủ yếu là để báo cáo với y tình huống điều tra ở bắc cảng y trong khoảng thời gian này trong việc điều tra bắc cảng thì tổng thể mà nói có tiến triển không lớn trước mắt tổ công tác do văn hạo nam xuất lĩnh vẫn đang tiếp tục công tác ở bắc cảng tống hoài minh nói nhắc tới chuyện tổ công tác tôi phải nhắc nhở các anh một chút công tác điều tra của các anh tận lực đừng can thiệp vào công tác bình thường của cơ quan đảng chính địa phương tổ công tác được phái xuống là để điều tra rõ tình huống chứ không phải là can thiệp vào nội chính của địa phương vinh bằng phi nói bí thư tống yên tâm điểm này tôi đã đặc biệt cường điệu trương dương nói trong quá trình chấp hành cụ thể rất khó nắm giữ được chừng mực vinh bằng phi nói trương dương cậu không cần phải băn khoăn quá nhiều tỉnh lý phái tổ điều tra xuống chỉ là để tìm hiểu rõ tình huống chúng tôi không phải là lấy can thiệp vào nội chính của địa phương làm mục đích hơn nữa hiện tại còn có một số phát hiện trương dương nói phát hiện gì vinh bằng phi mỉm cười nói tạm thời giữ bí mật trương dương nói có gì mà phải giữ bí mật anh sợ tôi sẽ tiết lộ ư tống hoài minh không khỏi nhìn trương dương với vẻ trách cứ vinh bằng phi là lão bằng hữu của y y cho rằng Trương Dương nên bảo trì tôn trọng đối với Vinh Bằng Phi, nhưng thái độ của Trương Dương đối với Vinh Bằng Phi tựa hồ quá mức tùy ý. Vinh Bằng Phi cười nói, Trương Dương, tôi phát hiện cậu gần đây chút tình tự mâu thuẫn đối với tôi có. Trương Dương ăn ngay nói thật, không phải đối với đối với, là có chút ý kiến với phương pháp công tác của các anh, thật ra rất nhiều chuyện các anh cha đều có trùng lập với chúng tôi, mỗi người đều có phương pháp công tác của mình. Hiện tại các anh đã tạo thành ảnh hưởng tới công tác và điều tra của chúng tôi. Vinh Bằng Phi nói, cho nên, tôi hy vọng mọi người có thể ngồi xuống nói chuyện, tăng tiến câu thông, chỉ có bù đắp cho nhau mới có thể chân chính hỗ trợ được cho nhau. Trương Dương nói, Vinh Thính, ý của anh tôi minh bạch, nhưng tôi luôn cảm thấy có một số việc, nguyện vọng ban đầu của mọi người thường thường là tốt, nhưng trong quá trình chấp hành cụ thể thì xuất hiện lệch lạc. Tống Hoài Minh nói, cậu có ý gì, dứt khoát nói ra hết đi, đừng có vòng vo. Trương Dương nói, tôi cảm thấy phương pháp công tác của tổ công tác thính tỉnh có chút vấn đề, lần này nói là muốn điều tra sự cố của Lưu Thính, nhưng phạm vi tra của tổ công tác rất rộng, thậm chí ngay cả vụ án con rể phùng kính quốc của Đinh Cao Sơn năm đó bị giết cũng lật ra, phạm vi liên quan phải chăng là quá rộng. Tổ công tác làm như vậy, chẳng khác nào phủ định tất cả công tác của chúng tôi lúc trước, điều này khiến cho đồng chí của chúng tôi sao có thể không nghĩ khác. Vinh Bằng Phi nói, anh nói cũng có đạo lý, nhưng có hay không có nghĩ tới hay không, nguyên nhân chân chính sinh ra tình trạng này là gì, ở phía các anh không phối hợp đầy đủ với tổ công tác, cho nên mới tạo thành hiểu lầm, mới tạo thành trùng lập trên công tác, nếu ngay từ đầu mọi người có thể đối đãi thẳng thắn thành khẩn với nhau thì cũng sẽ không tạo thành nhiều mâu thuẫn và hiểu lầm như vậy. Trương Dương nhìn Tống Hoài Minh một cái rồi nói, trước mặt hai vị lãnh đạo, tôi lớn mật nói một câu, thật ra tổ công tác không thể nào hiểu được tình huống địa phương bằng đám người chúng tôi, so với phái tổ công tác xuống, không bằng cho cán bộ địa phương đủ tín nhiệm để chúng tôi giải quyết mấy vấn đề này thì thích hợp hơn. Tống Hoài Minh nói, lời này của cậu là nhầm vào tôi. Trương Dương nói, là ngài bảo tôi thẳng thắn nói ra, tôi nói ra rồi ngài lại mất hứng. Tống Hoài Minh nói, tôi nào có mất hứng, lòng giả của cậu không tốt tí nào, mắt cứ nhìn vào khối đất nhỏ địa phương này, có thể đề thăng chút cao độ, có cái nhìn đại cục hơn một chút được không? Trương Dương nói, không phải vấn đề lòng giả tôi là luận sự, như thính trưởng Lưu mà nói, đối với quen thuộc tình huống của tình huống, trong lãnh đạo của Ủy ban kỷ luật tỉnh không ai có thể hơn được cô ta, chuyện ngay cả cô ta cũng không thể giành được tiến triển thì các anh cho rằng đồng chí Ngụy Long Hưng vừa tiếp nhận là có thể thế như trẻ tre, giải quyết dễ dàng ư. Trương Dương lắc đầu nói, tôi cảm thấy không thể, cho dù các anh xem trọng hắn có thể liên tiếp đốt ba bó lửa, cũng chỉ chẳng qua là da lông mà thôi, vấn đề bên trong Bắc Cảng không dễ dàng giải quyết như vậy đâu. Vinh Bằng Phi nói, dù sao cũng phải phải có bắt đầu, nếu chúng tôi không tới cha thì vấn đề vĩnh viễn sẽ không có kết quả, hiện tại chúng ta nếu phát hiện, thì sẽ cha giành mạch, sẽ giải quyết vấn đề. Trương Dương nói, tôi cũng không phải là phản đối giải quyết vấn đề, mà là tôi hy vọng các vị lãnh đạo có thể cho những cán bộ chúng tôi thêm một chút lòng tin, tin chúng tôi có thể giải quyết được vấn đề của bản thân mình. Tống Hoài Minh và Vinh Bằng Phi liếc mắt nhìn nhau, hai người đều lâm vào trầm mặc. Sau bữa cơm trưa, Vinh Bằng Phi cáo từ rời đi, Tống Hoài Minh đề nghị Trương Dương tới Hồ Ly ở phía sau đi dạo. Trước đây Hồ Ly từng là thủy đạo ô nhiễm nghiêm trọng, sau khi Tống Hoài Minh tới Bình Hải đặc biệt cường điệu vấn đề tinh lọc hà đạo trong thành phố Đông Giang, thông qua một đoạn thời gian sửa trị, nước sông của nơi này đã khôi phục xanh biếc trong suốt như ngày xưa, cảnh khu ở hai bên hờ sông cũng xanh tươi, hoa thơm chim hót, đi dạo ở trong đó rất sảng khoái. Tống Hoài Minh dựa vào lan can bên sông, nhìn nước sông trong suốt, nói khi tôi mới đến đông giang đi qua hồ ly từ xa đã ngửi thấy mùi hôi thối lúc ấy tôi đã quyết tâm nhất định phải khiến nước sông nơi này trở lại trong suốt trương dương mỉm cười nói chú tống chú đã khiến đông giang thay đổi rất nhiều tống hoài minh nói bất kỳ thay đổi nào cũng không thể là trong một ngày là thành hồ ly tuy rằng đã trong suốt nhưng vẫn không thể so sánh với lúc trước giải phóng tôi đã đọc xử trí của đông giang trước giải phóng nước sông ly có thể trực tiếp dùng để uống hiện tại nước thoạt nhìn thì trong nhưng trong đó vẫn còn chứa rất nhiều tạp chất và độc tố không nhìn thấy được trương dương nghe ra ẩn ý của tống hoài minh quan trường cũng là như vậy tống hoài minh mỉm cười nói không chỉ là quan trường thế giới này cũng vậy thôi có đen có trắng có đục có trong có ác có thiện chúng tôi muốn thay đổi thì không thể nóng vội được trương dương nói tôi cũng không vội tống hoài minh nói cậu có câu nói đúng vấn đề của mình thì phải là tự mình đi giải quyết Trương Dương nghe Tống Hoài Minh nói như vậy thì nội tâm khẽ động, hắn nói khẽ chú Tống, chú có phải đã thay đổi chủ ý rồi không? Tống Hoài Minh nói, lúc trước sở dĩ phái đồng chí Lưu Diễm Hồng tới Bắc Cảng xâm nhập điều tra, là vì gần đây tố cáo nhằm vào ban lãnh đạo Bắc Cảng càng lúc càng nhiều, trước khi chưa có chứng cứ thẩm tra thì chúng tôi sẽ không tùy tiện xử lý, chuyện này ngay từ đầu đã gặp trở ngại lớn như vậy, cũng không phải trong dự liệu của tôi, nên nói, chúng tôi đã xem nhẹ khó khăn trong chuyện này, cũng xem nhẹ tính mạo hiểm của nó. Y quay sang nói với Trương Dương, đảng của chúng ta chưa bao giờ thả lỏng công tác phản hủ dù chỉ một khắc, thái độ nhất định phải rõ ràng, phương pháp cũng phải lựa chọn cách mạnh mẽ vang dội, nếu không giải quyết được vấn đề thì ngược lại có thể sẽ đả thảo kinh xà, cho nên làm việc nhất định phải chặt lòng thích đáng. Trương Dương cẩn thận nghiền ngẫm lời nói của Tống Hoài Minh, trong đó có rất nhiều chỗ hắn không hiểu, nếu Tống Hoài Minh biết phải lựa chọn phương pháp làm việc thì vì sao lần này lại áp dụng hành động mạnh mẽ vang dội như vậy? chương 1916, kiếp này không yêu ai nữa một. Tống Hoài Minh nói khẽ, vấn đề của Bắc Cảng tôi đã sớm nghe thấy rồi, cũng một mực không hề từ bỏ tiến hành điều tra ban lãnh đạo Bắc Cảng, nhưng tiến triển không lớn, Thủy Trung không tìm thấy được mấu chốt chân chính. Đồng chí Diễm Hồng từng đề nghị với tôi, để cậu giúp điều tra vấn đề của Bắc Cảng, tôi không hề đồng ý, bởi vì tôi cảm giác chuyện này quan hệ tới quá nhiều, phiêu lưu quá lớn, không khéo sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ chính trị của cậu. Trong chuyện này, tôi thừa nhận tôi có tư tâm." Nghi Vỗ vỗ vào lan can, nhìn bầu trời xa xa rồi thở dài, nói: "Vấn đề của đồng chí Diễm Hồng không đơn giản như vậy, có lẽ không phải là hành vi trả thù như chúng ta nhìn thấy ngoài mặt, mà là có người muốn lợi dụng chuyện này để tập trung sự chú ý của chúng ta tới Bắc Cảng, nội tình trong đó nhất định rất phức tạp." trương dương nói cháu sẽ giúp chú giải quyết chuyện này tống hoài minh lắc đầu nói cậu không cần làm gì cho tôi cả trương dương có những lúc tôi thậm chí suy nghĩ nếu cậu là con tôi thì tôi sẽ không lựa chọn cho cậu phát triển theo con đường này trương dương nói tốt xấu cũng coi như là một nửa mà tống hoài minh không khỏi bật cười con rể cũng là một nửa con trai những lời này của trương dương nói vô cùng chính xác tống hoài minh nói cậu định đi mãi trên con đường này ư Trương Dương ăn ngay nói thật, không biết, hắn đã mất đi hứng thú lúc trước đối với quan trường, hiện tại nghĩ đến nhiều nhất chính là làm như thế nào để vẽ ra cuộc sống gia đình tương lai của mình, từ sau khi Tần Thanh mang thai, nguyện vọng trở về với gia đình của Trương đại quan nhân trở nên càng ngày càng mãnh liệt, ham muốn quyền lực trong lòng trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Tống Hoài Minh nói, người ta cả đời khẳng định không thể chỉ làm một chuyện, nhưng làm một chuyện thì phải làm thật tốt. Trương Dương nói: lưu thính từng nói với tôi tình huống của bắc cảng vô cùng phức tạp muốn phá cục nhất định phải dấn thân vào trong cuộc tống hoài minh yên lặng đứng đó qua một hồi lâu mới nhìn thẳng vào hai mắt trương dương nói khẽ cậu quyết định vậy ư trương dương nói quyết định vậy cháu hiểu bắc cảng hơn so với bất kỳ ai tống hoài minh nói yên nhiên không nhìn lầm cậu cậu là người có trách nhiệm trương đại quan nhân bất giác có chút nóng mặt mình không tính là người có trách nhiệm mắt thấy đã trở thành cha của hai đứa nhỏ mà vẫn phải giấu giếm, hắn cũng muốn thổ lộ, nhưng hắn không dám, làm thế nào có thể giữ thăng bằng bát nước tình cảm này, thật sự là rất không dễ dàng. Tống Hoài Minh nói, về sau bất kể phát sinh chuyện gì, cứ trực tiếp báo cáo với tôi. Sau lần nói chuyện này với Tống Hoài Minh, Trương Dương càng kiên định muốn tra ra manh mối vấn đề của Bắc Cảng, hắn mời hai người triệu thiên tài và ngũ đắc trí tới Đông Giang, nhà máy khí tu mà Triệu Thiên Tài và Viên Ba cùng mở hiện giờ đã đi vào quỹ đạo, thằng cha này nhàn rỗi không có việc gì làm, trong khoảng thời gian này cũng bắt đầu cân nhắc tới du lịch thế giới. So với hắn, ngũ đắc trí an phận hơn rất nhiều, hắn rất ít ra ngoài hoạt động, nếu không phải Trương Dương tìm hắn thì hắn cũng lười chẳng muốn rời khỏi nơi công tác của mình. Trương Dương thông qua quan hệ của giúp ngũ đắc trí liên hệ với một chuyên gia chỉnh hình, đã nói trong thời gian ngắn nhất sẽ tới trong nước mổ cho hắn, hắn cùng đã nói qua chuyện này với ngũ đắc trí, ngũ đắc trí cũng không có hứng thú lắm với chuyện này, hắn nhẹ giọng thở dài nói tôi hiện tại đã thích ứng với khuôn mặt này rồi, nếu lại thay đổi thì chỉ sợ tôi sẽ mất đi chính tôi. Trương Dương nói, anh trước giờ không hề mất đi chính mình, chỉ chẳng qua là anh phong bế mình lại thôi. Bác sĩ trình hình đó là chuyên gia đứng đầu quốc tế, bằng hữu của tôi khó khăn lắm mới mời được người ta, tôi đã liên hệ rồi, anh theo tôi về Tân Hải, anh sẽ ở Bệnh viện Nhân dân thành phố Tân Hải địa điểm phẫu thuật cũng là ở đây. Ngũ Đắc Chí nói, tôi đều chấp nhận hiện thực rồi, anh Hà tất phải phí tâm. Trương Dương cười cười không nói gì, thật ra là là không đành lòng nhìn Ngũ Đắc Chí phong bế mình như vậy, từ sau khi hắn bị hủy dung, đã cắt đứt liên hệ với đồng tú tú, Trương Dương biết trong lòng Ngũ Đắc Chí Thủy Trung không thể quên được đồng tú tú, chỉ là bởi vì hắn xấu hổ mình xấu xí, cho nên mới cự tuyệt tình cảm của đồng tú tú, nếu lần này có thể giúp hắn khôi phục bộ dạng trước đây, có lẽ ngũ đắc trí sẽ lấy lại được sự tự tin. Trương Dương nói, tôi giúp anh cũng có giá cả đấy. Gần đây tôi trong công tác gặp một số phiền toái, muốn hai anh tới Tân Hải giúp tôi. Triệu Thiên Tài cười nói, tôi đã sớm biết trong thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Bí Thư Trương khẳng định có việc mà. Trương Dương nói, đừng có coi tôi như con buồn thế, cả đám là anh em mà. Tôi gặp phiền phức, trước tiên đương nhiên là nhớ tới các huynh đệ của mình. Triệu Thiên Tài nói, đừng có làm thần bí như vậy rốt cuộc có chuyện gì? Trương Dương cười nói, hiện tại không thể nói được, sau này các anh ắt biết, tóm lại anh cứ yên tâm, tôi khẳng định sẽ không làm chuyện lừa bằng hữu của mình. Ngũ Đắc Chí nói, anh tốt nhất cứ nói rõ ràng ra đi, lần trước bị anh ép tới Bắc Triều Tiên, lần này không đơn giản như vậy chứ. Trương Dương cười nói, tôi cam đoan, lần này ở ngay trong nước thôi, ở ngay Bắc Cảng này, hai người các anh giúp tôi một chút, thuận tiện hít thở khí biển, phơi nắng tắm nắng, nhẹ nhàng như nghỉ ngơi thôi triệu thiên tài nói thực sự có chuyện tốt như vậy ư ngũ đắc trí nói nhân sinh của tôi gần đây quả thực là quá thái bình nhạt héo tôi chỉ có hai bàn tay trắng cho dù là anh lừa tôi thì tôi cũng không có tổn thất gì triệu thiên tài nói anh đi làm phẫu thuật bên cạnh luôn phải có người chiếu cố vì tình bạn của chúng ta tôi sẽ đi cùng anh ngũ đắc trí lắc đầu nói tôi vẫn chưa quyết định có nhận nhân tình này của bí thư trương hay không mà hắn nhìn trương dương một cái rồi nói anh vẫn chưa nói cho tôi biết là ai giúp tìm bác sĩ kim mẫn nhi trương đại quan nhân chớp chớp mắt anh yên tâm tuyệt đối không phải là đồng tú tú thật sao trương đại quan nhân cười nói tôi lừa anh làm gì từ lần trước sau khi các anh bị thương tôi cũng chưa từng gặp cô ta trương đại quan nhân không nói thật tuy rằng người giúp mời bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu thế giới là kim mẫn nhi nhưng phương diện siêu tập tư liệu và người chủ động nhắc tới chuyện này lại là đồng tú tú, sau khi hắn nói với ngũ đắc trí chuyện này không lâu thì liền gặp mặt đồng tú tú. Sau khi trương đại quan nhân rời khỏi quốc an, cơ hồ không tiếp xúc với người của bọn họ nữa, gặp mặt đồng tú tú cũng không phải là bởi vì quan hệ công tác, hắn đã định vị đồng tú tú là bằng hữu của mình, bọn họ gặp mặt cũng là vì ngũ đắc trí. Đồng tú tú khôi phục rất tốt, vụ nổ lần trước không hề lưu lại bất kỳ vết sẹo nào cho cô ta, nhưng lại để lại cho cô ta vết thương và đau xót bao lớn. Cô ta đã thử hàn gắn tình cảm giữa mình và ngũ đắc trí, nhưng ngũ đắc trí lại xa lánh cô ta, từ sau khi bị thương, liền lạnh lùng xa cách cô ta. Đồng Tú Tú biết đây không phải là bổn ý của hắn, ngũ đắc trí là vì vụ nổ mà tàn phế hủy dung, sinh ra tâm lý tự ti nghiêm trọng. Khi Trương Dương tới quán cà phê Lam Mạn, đồng Tú Tú đã ngồi đây phơi nắng được một lúc, nhìn thấy Trương Dương, cô ta mỉm cười vẫy vẫy tay, nhưng trương dương vẫn rất dễ dàng từ trong hai mắt cô ta tìm được sự yêu thương ẩn sâu trương đại quan nhân cười cười ngồi xuống đối diện cô ta sau đó theo thói quen quan sát bốn phía đồng tú tú nói khẽ cà phê hay là trà trương dương nói trà trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt đã lướt qua mỗi một ngóc ngách của quán cà phê đồng tú tú cười nói vẫn cảnh giác như vậy à lo lắng có người theo dõi anh ư trương dương lắc đầu nói tôi là một cán bộ bình thường nào có ai thèm theo dõi tôi ngược lại là anh cô cơ cấu tổ chức của các cô nghiêm mật như vậy nhất cử nhất động chỉ sợ cũng bị giám thị thở dài thở dài sau chuyện lần trước tổ chức đã cho tôi vài nhiệm vụ tôi đều làm rất không tốt cuối năm ngoái tôi còn bị thương nằm hơn một tháng ở bệnh viện trương dương nhìn đồng tú tú có chút đồng tình nói vụ nổ lần đó đã để lại ám ảnh trong lòng cô ư đồng tú tú gật đầu nhẹ nhàng quấy cốc cà phê trước mặt nói tôi chỉ cần nhắm mắt lại là trước mắt sẽ hiện lên tình cảnh vụ nổ ngày đó, tôi không thể đảm nhiệm công tác của quốc an nữa. Sau khi xin chỉ thị của lãnh đạo tôi sẽ lựa chọn tạm rời cương vị công tác, hiện tại tôi và quốc an đã không có bất kỳ liên quan gì. Trương Dương kinh ngạc nhìn cô ta, hắn không biết đồng tú tú xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đồng tú tú nói, tôi hiện tại ở Đông Giang, làm huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ cho một trung tâm. Trương Dương nói, ngũ đắc chí cũng không biết à. Đồng Tú Tú nói, tôi tới Nam Thích thăm hắn, từ rất xa, không để hắn phát hiện, cuộc sống hiện tại của hắn rất yên ổn, tôi không muốn bởi vì sự xuất hiện của tôi mà quấy dày đến sự yên tĩnh của hắn. chương 1917, kiếp này không yêu ai nữa, hai. Trương Dương có chút cảm động mấp máy môi, tình cảm chân chính không phải mỗi thời mỗi khắc đều ở gần nhau, tình cảm của đồng tú tú đối với ngũ đắc trí đã sớm thăng hoa, Trương Dương tiếp lấy hồng trà mà nhân viên phục vụ đưa tới, uống một ngụm rồi nói, trước đó tôi đã tôi từng cho bác sĩ vô tử lương tìm giúp một chuyên gia chỉnh hình nước Mỹ, nhưng đắc chí lần đó thả chim bồ câu tôi. Đồng Tú Tú nói, tôi cũng không quan tâm tới hình dáng của hắn, bất kể hắn biến thành bộ dáng gì nữa thì tôi cũng vấp thương hắn, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Khi nói những lời này, sóng mắt của đồng Tú Tú cực kỳ ôn nhu, cô ta ngẩng đầu nhìn Trương Dương rồi nói, vị bác sĩ Nam Triều Tiên này là chuyên gia chỉnh hình cấp cao nhất thế giới, Tôi đã đọc rất nhiều tư liệu về hắn, biết hắn có năng lực làm dịu vết thương của đắc chí. Trương Dương nói, chỗ mà đắc chí thực sự bị thương là chỗ này. Hắn chỉ vào ngực mình, nói khẽ, hắn muốn giữ lại tôn nghiêm, muốn cô hạnh phúc. Đồng Tú Tú lớn tiếng nói, hạnh phúc của cô ta chính là hắn, không ai có thể an bài cuộc sống của tôi, cho dù là hắn cũng không thể. Trương Dương gật đầu, cô muốn thông qua khôi phục dung mạo của hắn để chữa khỏi vết thương trong lòng hắn ư? đồng tú tú nói tôi không dám kết luận là có thể làm được hay không nhưng cho dù chỉ có một tia hy vọng tôi cũng sẽ thử cô ta lấy ra một tấm chi phiếu đưa cho trương dương rồi nói trong đây là tích tụ nhiều năm của tôi phí phẫu thuật của bác sĩ xa rất đắt tôi cũng chỉ có thể lấy ra được từng này trương dương đẩy trả tấm thẻ cho đồng tú tú phí phẫu thuật để tôi giải quyết đồng tú tú lắc đầu nói phải để tôi tôi chỉ muốn anh đáp ứng một việc đừng nói với hắn chuyện này có liên quan tới tôi Trương Dương nói khẽ, vì sao không nói với hắn tất cả, vì sao không nói với hắn, cô vì sao lại nói tất cả những điều này. Rõ ràng là hai người yêu nhau, vì sao lại phải chia ly, vì sao phải tra tấn nhau. Đồng Tú Tú Dương Dương nói, tôi kiếp này sẽ không yêu nữa. Khi hai người đang nói chuyện thì Triệu Thiên Tài và Ngũ Đắc Chí An vị ở trong ô tô đối diện quán cà phê, hai người từ máy nghe trộm nghe được rành mạch cuộc đối thoại trong quán Triệu Thiên Tài. Triệu Thiên Tài nói, tôi đã nói rồi, Trương Dương khẳng định có quỷ, quả nhiên bị tôi đoán chúng rồi. Hắn quay sang Triệu Thiên Tài, lại phát hiện dưới kính dâm của Triệu Thiên Tài chảy xuống hai hàng lệ nóng. Triệu Thiên Tài vỗ vỗ vai ngũ đắc chí, ngũ đắc chí quay đi, lặng lẽ lau nước mắt trên mặt, nói khẽ Thiên Tài, tôi hiểu hết rồi. Ngũ đắc chí minh bạch, tất cả những gì trước mắt đều là Trương Dương và Triệu Thiên Tài bắt tay thiết kế, bọn họ cố ý muốn cho mình thấy một cảnh như vậy, nghe thấy tất cả, người duy nhất chẳng hay biết gì là đồng tú tú, Trương Dương có thể lừa được đồng tú tú, nhưng không lừa được mình. Ngũ đắc chí không hề cảm thấy bị lừa gạt mà phẫn nộ, ngược lại, hắn lại bởi vậy mà cảm động, không chỉ đồng tú tú chân tình vĩnh cửu không thay đổi của đồng tú tú đối với mình, cũng bởi vì hai bằng hữu của hắn. Chuyến đi lần này của cung kỳ vĩ tới Đông Giang không hề đạt được kết quả của hắn muốn, quả thực mà nói thì không hoàn thành được nhiệm vụ mà bí thư thị ủy hạng thành giao cho hắn, Thật ra Cung Kỳ Vĩ lúc mới tới Đông Giang cũng đã minh bạch hạng thành đã cho mình một nan đề, ném cho mình một củ khoai lang nóng phỏng tay. Lãnh đạo tỉnh không thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra nhanh như vậy, khi Cung Kỳ Vĩ chuẩn bị vô công mà về thì hắn lại nhận được điện thoại của thư ký trung bồi nguyên của Tống Hoài Minh, bảo hắn tới văn phòng bí thư tỉnh ủy một chuyến. Khiến Cung Kỳ Vĩ bất ngờ là đề tài của Tống Hoài Minh lại bắt đầu từ Trương Dương. Tống Hoài Minh nói: "Đồng chí Kỳ Vĩ, tôi muốn hỏi anh một chuyện." Đề danh Trương Dương trở thành Thường ủy thị ủy Bắc Cảng anh có tham dự không? Cung Kỳ Vĩ có chút bối rối lắc đầu, hắn không thích nói dối, chuyện Trương Dương được đề danh trở thành Thường ủy Bắc Cảng hắn căn bản không biết. Tống Hoài Minh nói, thì ra là ý tứ của Hạng Thành. Cung Kỳ Vĩ nói, thật ra với chính tích của Trương Dương sau khi tới Tân Hải, trở thành Thường ủy Bắc Cảng cũng là rất bình thường. Tống Hoài Minh lắc đầu nói, tôi không đồng ý. Cung Kỳ Vĩ lập tức trầm mặc, Tống Hoài Minh nói không đồng ý thì có nghĩa là đã định luận chuyện này, hắn phát biểu ý kiến cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tống Hoài Minh nói, hắn quá trẻ tuổi, tư lịch của hắn vẫn chưa đủ. Cung Kỳ Vĩ nói, Bí thư Tống, có lẽ nên cho người trẻ tuổi nhiều cơ hội hơn. Tống Hoài Minh gật đầu nói, Kỳ Vĩ, hắn cần tôi luyện chứ không phải cổ vũ. Y tạm dừng một chút rồi nói, tôi nghe nói anh không đồng ý với ý kiến tỉnh lý phái tổ công tác xuống. Cung Kỳ Vĩ nói, Bí thư Tống Tôi lần này tới là đại biểu cho ban lãnh đạo thành phố Bắc Cảng." Tống Hoài Minh ngắt lời hắn, "Tôi không muốn nghe anh đại biểu ai. Tôi muốn biết suy nghĩ của bản thân anh." Cung Kỳ Vĩ nói, "Bí thư Tống, cá nhân tôi cũng không đồng ý với cách làm can thiệp quá nhiều vào chính vụ địa phương của tổ công tác, cho dù có thể mang đến tác dụng cảnh tỉnh nhất thời, nhưng không thể giải quyết vấn đề từ căn bản." Tống Hoài Minh nói, "Anh từ phương pháp giải quyết vấn đề từ căn bản ư?" Cung kỳ vĩ nói, tôi đang tìm hiểu Bắc Cảng, muốn tìm được phương pháp giải quyết vấn đề từ căn bản thì đầu tiên phải tìm hiểu tòa thành thị này. Anh cần thời gian bao lâu? Cung kỳ vĩ nghĩ nghĩ, chậm thì nửa năm lâu thì một năm. Tống Hoài Minh nói, tôi cho anh thời gian nửa năm, nếu anh vẫn không thể tìm hiểu được tòa thành thị Bắc Cảng này thì tôi sẽ một lần nữa tìm hiểu lại anh. Cung kỳ vĩ nhìn Tống Hoài Minh, từ trong ánh mắt của Tống Hoài Minh nhìn thấy được sự kiên định và quả quyết hắn ý thức được Tống Hoài Minh đã không thể nhịn được vấn đề của Bắc Cảng nữa rồi. Đã không còn nhẫn nại, nửa năm là kỳ hạn mà Tống Hoài Minh cho mình. Trong mắt hắn, nửa năm thời gian này đã đủ để khảo sát Cung Kỳ Vĩ có thể đảm nhiệm công tác ở Bắc Cảng hay không rồi. Cung Kỳ Vĩ nói, tôi sẽ cố hết sức. Tống Hoài Minh nói, tôi không thích nghe những lời này, tôi chỉ muốn thấy hiệu quả, nhìn thấy thành tích. Cung Kỳ Vĩ nói, bí thư Tống, Bắc Cảng có lẽ sẽ tác động tới một nhóm người lợi ích rất lớn. Tống Hoài Minh nói, anh nhớ kỹ, anh là chịu trách nhiệm trước tôi, anh chỉ cần báo cáo với tôi là được rồi. Dương Ninh phát hiện tâm sự của chồng, từ sau khi Cung Kỳ Vĩ từ tỉnh ủy trở lại khách sạn, trong thời gian dài lâm vào trầm tư, Dương Ninh tới bên cạnh hắn, ôm vai hắn nói khẽ Kỳ Vĩ, buổi tối cùng con gái đi xem phim đi. Cung Kỳ Vĩ có chút tâm thần không yên gật đầu sau khi gật đầu mới như ở trong mộng mới tỉnh nói em nói gì cơ dương ninh thở dài anh đó lúc trước ở nam thích thì cả ngày bận công tác của cảng nước sâu hiện tại đến bắc cảng em vốn cho rằng anh sẽ thoải mái hơn một chút nhưng không ngờ chuyện của anh còn nhiều hơn hay là thế này đi chờ đến nghỉ hè em xin nghỉ vài ngày cùng nhã hình tới bắc cảng với anh vài ngày một mình anh công tác ở bên đó em thực sự có chút không yên tâm cung kỳ vĩ cười nói có gì mà không yên tâm em lo lắng anh ở bên ngoài tìm tình nhân à? dương ninh sẵn giọng anh dám ư nói xong cô ta lại ôm cổ chồng hôn lên má hắn cung kỳ vĩ cười nói vợ chồng già rồi còn con gái nữa dương ninh nói nó đi tắm rồi lúc này trong phòng tắm chuyển đến giọng nói của cung nhã hinh dương ninh hôn một cái lên mặt chồng rồi đứng dậy đi lấy quần áo cho con gái thay cung kỳ vĩ nhìn đồng hồ gọi điện thoại cho trương dương Hắn là hỏi Trương Dương có muốn sáng mai cùng về với hắn không. Trương Dương nói: "Bí thư Cung, tôi còn có chút việc, có thể sẽ về muộn một ngày." Cung Kỳ Vĩ nói: "Anh tới chỗ tôi một chuyến, tôi có việc muốn bàn với anh." Trương Dương tới chỗ ở của Cung Kỳ Vĩ, sau khi bấm chuông cửa, người mở cửa là con gái của Cung Kỳ Vĩ Cung Nhã Hinh, con gái tới 18 thì thay đổi, Trương đại quan nhân suýt nữa không nhận ra cô ta, cho đến lúc Cung Nhã Hinh gọi một tiếng "Chú Trương". Trương Đại Quan Nhân mới nhận ra nữ học sinh thanh thuần đáng yêu trước mắt này không ngờ là Cung Nhã Hinh, hắn cười nói, thì ra là Nhã Hinh, đã thành đại cô nương, tôi suýt nữa thì không nhận ra. Cung Nhã Hinh có chút ngượng ngùng cười cười, chú Trương này vẫn như trước kia, ấn tượng của Cung Nhã Hinh đối với hắn rất sâu sắc, bởi vì Trương Dương đã cứu tính mạng của cô ta. Vợ chồng Cung Kỳ Vĩ từ bên trong đi ra, Dương Ninh nói, nữ hài tử mỗi ngày mỗi khác, đừng nói là anh, ngay cả cha nó còn suýt không nhận ra nó. Cung kỳ vĩ cười nói, nghe những lời này hình như đang chỉ trách anh không quan tâm tới gia đình. Trương Dương cười nói, chị à, bí thư cung chính là nam nhân tốt của cố gia, ở trước mặt tôi không ngừng nhắc tới chị đó. Dương Ninh nói, miệng cậu khéo lắm, tôi và Nhã Hinh ra ngoài đi dạo đây, tới Đông Giang vừa hay mua chút quần áo, hai người các anh nói chuyện đi, có điều buổi tối phải dành thời gian cho chúng tôi đấy, nhà tôi còn cùng nhau đi xem phim. Trương Dương gật đầu sảng khoái, chị yên tâm, Tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới gia đình chị đâu. Chương 1918, kiếp này không yêu ai nữa ba. Cung Kỳ Vĩ đợi cho hai mẹ con họ đi rồi thì cười khổ lắc đầu, "Trương Dương, cậu đừng trách, chỉ cậu nói chuyện trước giờ rất ngay thẳng." Trương Dương nói, "Lâu rồi không gặp, người nhà đương nhiên phải đoan tụ rồi." Cung Kỳ Vĩ mời hắn ngồi xuống sofa, từ trong tủ lạnh cầm bình nước khoáng ra đưa cho hắn trương dương uống một ngụm rồi nhắc nhở hắn nước này thu phí đấy đắt lắm cung kỳ vĩ cười nói tôi biết cho nên chỗ nước này đều là chỉ cậu mau từ siêu thị về trương dương bật cười ha ha cung kỳ vĩ kể lại cuộc nói chuyện buổi sáng hôm nay với tống hoài minh cho trương dương trương dương nghe nói tống hoài minh đã cấp kỳ hạn thì không khỏi nhíu mày trước đây nhạc phụ đại nhân làm việc cổ tay cũng không cứng như vậy chẳng lẽ y đã biết trước gió thổi cỏ lai gì ư Cung kỳ vĩ nói, Trương Dương, Bí Thư Tống rất không hài lòng với hiện trạng của Bắc Cảng, hắn hắn chúng ta có thể thay đổi diện mạo địa khu Bắc Cảng từ căn bản. Trương Dương nói, Bí Thư Cung, nơi này không có người ngoài, anh cứ nói thẳng, anh có tính toán gì không? Cung kỳ vĩ thở dài nói, tôi đến Bắc Cảng đã được một đoạn thời gian, nhưng tôi phát hiện công tác của Bắc Cảng so với trong dự đoán của tôi thì phức tạp hơn hơn nhiều, cho tới bây giờ tôi vẫn không tìm được đầu mối. Trương Dương nói, bí thư tống khiến anh cảm thấy áp lực ư. Cung kỳ vĩ nói, anh còn nhớ khi tôi tới Bắc Cảng nhậm chức đã nói gì với anh không? Trương Dương gật đầu, nói khẽ, rồi bỏ không bâu chứng lành, quan hệ giữa chúng ta quá ăn ý, người khác sẽ cho rằng không có cơ hội lẻn vào, sẽ kính nhi viễn chi đối với chúng ta, nhưng nếu giữa chúng ta xuất hiện vết rách, sẽ có kẻ dụng tâm kín đáo ủa tới. Hắn lúc ấy không hề quá mức, tới những lời này của cung kỳ vĩ, nhưng sau khi Lưu Diễm Hồng gặp chuyện không may, hắn bắt đầu nhớ lại tất cả những gì đã phát sinh bên cạnh mình trong đoạn thời gian gần đây. Bất kể là Lưu Diễm Hồng hay là Cung Kỳ Vĩ, nỗ lực của bọn họ đều không thể phá cục được Bắc Cảng, trước khi Lưu Diễm Hồng gặp chuyện không may đã nghĩ tới biện pháp biện pháp, chỉ có đi sâu vào bên trong một đoàn thể lợi ích nào đó mới có thể phát hiện ra vấn đề của bọn họ, những lời của Cung Kỳ Vĩ trước đây tựa hồ là trùng hợp với suy nghĩ của Lưu Diễm Hồng. Cung Kỳ Vĩ nói khẽ tôi luôn coi anh là bạn tốt trương dương nói một người như tôi anh sẽ tin tôi vi phạm kỷ luật ư cung kỳ vĩ lắc đầu cảnh giới của anh không chỉ như thế trương dương nói nếu khuyết điểm của tôi bại lộ trước mặt người ta có một số người liệu có chủ động lôi kéo tôi không cung kỳ vĩ nói sẽ có lẽ mục đích của bọn họ không chỉ là mượn sức anh hắn tạm dừng một chút rồi lại nói có lẽ người người muốn thông qua anh để đả kích bí thư tống trương dương nói quá mạo hiểm Tôi nếu gặp chuyện không may thì ai sẽ chứng minh sự trong sạch của tôi? Cung Kỳ Vĩ vươn ta về phía hắn, hắn người nắm chặt tay nhau. Trương Dương sở dĩ quyết định đi muộn một ngày, là vì hắn còn muốn tới gặp một người Cố Doãn Chi. Cố Doãn Chi vừa mới từ kinh thành trở về không lâu, khi Trương Dương tới thăm y, Cố Doãn Chi đang một mình sửa sang lại mộ của Cố giai đồng ở hậu viện, rất cẩn thận nhổ cỏ dại trên mộ, chỉ mới có mấy ngày mà hậu viện đã lộ ra vẻ hoang vu rồi. Trương Dương mang đến một đóa bách hợp đặt trước mộ, đứng đó nhắm mắt lại, lặng lẽ nhớ lại nụ cười tiếng nói của người xưa. Cố Doãn Chi nói khẽ có chuyện tôi muốn thương lượng với anh. Trương Dương mở mắt ra, cha, cha nói đi. Cố Doãn Chi nói tôi muốn lấp cái mộ này. Trương Dương hơi ngẩn ra, ngạc nhiên nói, gì cơ? Cố Doãn Chi nói tôi bỗng nhiên cảm thấy cái mộ chôn quần áo và di vật này không hề tồn tại ý nghĩa gì cả, giai đồng đã đi rồi trong lòng mỗi người chúng ta đều giữ vị trí của nó. Việc gì phải xây một tòa mộ rỗng ở đây? Tôi sống, tôi có thể tới chăm sóc nó, nhưng rồi cũng có một ngày tôi già đi, còn có thể mà. Trương Dương lớn tiếng nói. Cố Doãn Chi lắc đầu. Giai Đồng muốn chúng ta lặng lẽ hoài niệm nó ở trong lòng là đủ rồi, chứ không phải một cái mộ rỗng trở thành gông xiềng trong ký ức của chúng ta. Tôi tin nó muốn để lại cho chúng ta những gì tốt đẹp nhất chứ không phải là sự yêu thương. Trương Dương nhìn Cố Doãn Chi. Nhìn nụ cười tự nhiên trên môi y, hắn bỗng nhiên hiểu được nội tâm của Cố Doãn Chi. Trương Dương gật đầu nói: "Cha, con tôn trọng ý kiến của cha." Cố Doãn Chi vỗ vỗ vai Trương Dương, cùng hắn trở lại trong nhà, Cố Doãn Chi nói: "Lần này tới kinh thành khiến khiến tôi hiểu được rất sâu, nhân sinh không thể cứ thủy chung đắm chìm trong hồi ức, đối với người già như tôi, hôm nay vĩnh viễn quý giá hơn ngày hôm qua." Trương Dương mỉm cười nói: "Cha đã hòa hảo với Minh kiện rồi ư?" cố doãn chi cười nói người ta đối với con trai mình luôn đặc biệt khoan dung cho nên tôi vĩnh viễn không thể thành một người vĩ đại được trương dương nói trong lòng con trai luôn là người vĩ đại cố doãn chi cười nói khi tôi mất rồi cậu hãy nói những lời này trương dương cười nói cha cha cứ nói không đâu cố doãn chi nói minh kiện quả thực đã thay đổi rất nhiều trở nên thực tế hơn không còn suy nghĩ viển vông nữa có điều những cái này cũng không đủ để thành lý do mà tôi khen nó trương dương cười nói cha cha luôn kỳ vọng vào minh kiện rất cao cố doãn chi gật đầu nói tôi thừa nhận trước đây tôi đối với hắn quả thực là kỳ vọng rất cao nhưng trên người trên người xảy ra quá nhiều chuyện phát hiện phát hiện không chỉ là vấn đề của bản thân hắn tôi vô hình chung đã tạo cho hắn áp lực quá lớn cho nên hiện tại hiện tại đã không còn hy vọng gì vào hắn trương dương nói cha không hy vọng gì vào hắn nói cách khác cha không tạo áp lực cho hắn, có lẽ về sau có thể có thu hoạch bất ngờ. Cố Doãn Chi mỉm cười nói, bình an là tốt rồi, nhân sinh của tôi đã không cần kinh nghỉ, tôi cũng không muốn đối mặt với bi thương. Trương Dương lẳng lặng nhìn Cố Doãn Chi, hắn lần này tới vốn định hỏi chuyện xưa giữa Cố Doãn Chi và Tiết Thế Luân, nhưng khi chân chính đối mặt với Cố Doãn Chi lại không đành lòng hỏi ra. Hắn không muốn Cố Doãn Chi không vui, nhiễu loạn tâm tình vốn đã bình phục của y ánh mắt thâm thúy của cố doãn chi nhìn trương dương ánh mắt y trước sau như một có lực xuyên thấu tựa hồ có thể nhìn thấy sâu trong lòng người ta cố doãn chi nói cậu có phải có vấn đề muốn hỏi tôi hay không trương dương lắc đầu nói vốn là có nhưng sau khi nhìn thấy cha thì không còn nữa rồi cố doãn chi nói tôi không tham gia lễ tang của tiết lão khiến cậu cảm thấy vô cùng hoang mang trương dương nói hoài niệm của một người đặt ở trong lòng con hiểu Cố Doãn Chi nói, giữa tôi và Tiết Thế Luân không hòa thuận giống như cậu nghĩ đâu, năm đó hắn và tôi từng cộng sự với nhau, đầu óc của hắn vô cùng linh hoạt, cũng vô cùng có năng lực, làm kinh tế rất khá, là phái cải cách đúng nghĩa, so sánh với hắn, tôi chỉ có thể được coi là phái bảo thủ. Cố Doãn Chi tạm dừng một chút, ánh mắt trở nên có chút bối rối, về sau húng tôi xảy ra phân tách trong một chuyện. Tôi đã phản ánh chuyện của hắn cho Tiết Lão, lúc ấy, tôi chỉ là muốn hắn sửa chữa sai lầm của mình, nhưng tôi cũng không ngờ sự kiện đó khiến hắn phải vứt bỏ tiền đồ chính trị. Cố Doãn chi thở dài, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc, hắn là thiên tài chính trị, tôi vẫn luôn cho rằng thành tựu của hắn trong chính trị sẽ vượt qua tôi, nhưng hắn lại ngã quá sớm. Chương 1919, chuyện cũ như mới hôm qua một. Cho nên hắn cho rằng cha đã hủy diệt tiền đồ chính trị của hắn. Cho nên hắn vẫn luôn ghi hận cha cố doãn chi lắc đầu nói chuyện trôi qua nhiều năm như vậy rồi tôi tin thế luân sẽ không dối rắm vì những việc nhỏ này có những lúc chỉ oán trách thầm thôi trương dương nói một người có thể ghi hận chuyện này tới mấy chục năm như vậy lòng giả của hắn khẳng định có vấn đề cố doãn chi nói trương dương đừng bởi vì chuyện của chúng tôi mà làm thay đổi thái độ của cậu với người khác bằng hữu của người khác chưa chắc đã là bằng hữu của cậu đồng dạng kẻ địch của người khác cũng chưa chắc là kẻ địch của cậu Huống chi tôi và Thế Luân căn bản không phải là kẻ địch. Trương Dương nói cha, cha có cảm thấy hay không, Thọ Yến lần này của Tiết Lão là hắn cố ý muốn làm lớn. Cô Doãn Chi nói, nếu cậu đặt mình ở vị trí của hắn thì sẽ cho rằng việc này rất bình thường, chuẩn bị tiệc thọ cho cha không có gì là không đúng cả. Trương Dương nói cha, con vẫn luôn thấy rất lạ, Tiết Thế Luân rốt cuộc đã đắc tội với ai? Vì sao có người muốn giết hắn cho thống khoái? Cố Doãn Chi nói, từ sau khi hắn xuất ngoại làm kinh thương, chúng tôi đã cắt đứt liên lạc, bởi vì duyên cớ của hắn, tôi cũng hiểu mình thẹn với Tiết Lão, những năm gần đây, cũng rất ít lui tới với Tiết Lão, tôi cũng không biết chuyện của hắn. Trương Dương nói, Dưỡng Dưỡng nói, hắn cố ý ở Thọ Yến của Tiết Lão nhắc tới chuyện của Giai Đồng để kích thích cha. Cố Doãn Chi lạnh lùng nói, chuyện quá khứ đã trôi qua rồi, chúng ta nếu cứ ghi nhớ trong lòng thì sẽ chỉ làm bản thân không vui trương dương nói cha con biết nên làm như thế nào rồi hai người đều trầm mặc qua một hồi lâu cố doãn chi bỗng nhiên nói tiết thế luân và nguyên hòa hạnh tử có phải đã quen nhau rất lâu rồi hay không trương dương nói bọn họ quen biết nhau như thế nào thì con không biết có điều nguyên hòa hạnh tử và tiêu quốc thành hợp tác bắt lấy công trình cải tạo và xây dựng thêm cảng phước long tiêu quốc thành và cô ta quen biết hình như là thông qua quan hệ của tiết thế luân cố doãn chi gật đầu vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng y bỗng nhiên nhớ tới khi mình ở tân hải tản bộ trên bãi biển với tiết thế luân đã ngẫu nhiên gặp nguyên hòa hạnh tử tiết thế luân giả bộ không quen nguyên hòa hạnh tử như vậy xem ra ngẫu nhiên gặp ngày đó có thể là tiết thế luân đã an bài trước trương dương đã nhận ra sự khác thường cha cha có phải cảm thấy có gì không đúng hay không cố doãn chi nói không có gì trương dương tôi chỉ là thấy nguyên hòa hạnh tử đó xuất hiện có chút đột nhiên trương dương nói cô ta và giai đồng thật sự là quá giống nhau Cố Doãn Chi nói, trên đời không thể có người giống nhau như vậy. Thật ra từ sau khi Nguyên Hòa Hạnh Tử xuất hiện, Trương Dương đã rất hoài nghi thân phận của cô ta, hắn thậm chí hoài nghi Nguyên Hòa Hạnh Tử chính là Cố Giai Đồng, nhưng trải qua điều tra của hắn, phát hiện Nguyên Hòa Hạnh Tử và Cố Giai Đồng hẳn là hai người hoàn toàn bất đồng, lúc này mới dần dần đánh mất hy vọng, lời nói của Cố Doãn Chi và quyết định mà hắn đưa ra đã tựa hồ chứng minh Cố Doãn Chi bắt đầu sinh ra một loại không xác định nào đó đối với cái chết của con gái, Cố Giai Đồng tuy rằng rơi vào sông Niagara, nhưng không ai tìm được thi thể của cô ta, bất kể ở trong lòng Trương Dương hay là Cố Doãn Chi, bọn họ thủy chung vẫn không thừa nhận Cố Giai Đồng đã chết, ở sâu trong lòng bọn họ đều bảo tồn một tia hy vọng xa vời này, bọn họ hy vọng Cố Giai Đồng còn ở nhân thế. Thông qua cuộc nói chuyện hôm nay với Cố Doãn Chi, Trương Dương đã chứng thực được một điểm. Giữa Cố Doãn Chi và Tiết Thế Luân là có mâu thuẫn hơn nữa loại mâu thuẫn này đối với tiết thế luân mà nói thì không thể điều hòa nếu không hắn cũng sẽ không trên thọ yến của cha mình ngang nhiên nhắc tới cố giai đồng để kích thích cố doãn chi trương dương bỗng nhiên nghĩ đến thật ra có phương pháp trực tiếp hữu hiệu nếu có thể có được mẫu máu của nguyên hòa hạnh tử lấy ra đối chiếu với cố doãn chi có thể chứng minh giữa bọn họ có quan hệ huyết thống hay không trước đây hắn cũng từng có ý đồ này có điều có quá nhiều chứng cứ có thể chứng minh xuất thân và lý lịch của nguyên hòa hạnh tử hắn vẫn cho rằng không cần dùng phương pháp này. Trương Dương nói, tôi vẫn luôn suy nghĩ, hải sắt phu nhân lúc trước vì sao muốn ra hại giai đồng. Cố Doãn Chi nói khẽ, bởi vì hứa thường đức, tử vong của cha con hứa thường đức ít nhiều có chút quan hệ tới Y và Trương Dương, vương quân giao bởi vậy mà sinh ra cừu hận, từ đó giận cho đánh mèo lên cố giai đồng cũng là rất bình thường. Đây cũng là chỗ mà Cố Doãn Chi và Trương Dương Thủy Trung cảm thấy áy náy, bọn họ đều cho rằng mình mình làm liên lụy giai đồng. Trương Dương thường thường sẽ nghĩ, nếu dài đồng không phải quen mình, có lẽ sẽ không bị hải sắt phu nhân chú ý, có lẽ cô ta hiện tại vẫn có thể sống êm đẹp. Trương Dương nói con từng nhiều lần tới lô ra lương thôn tiểu thạch hoa, tìm hiểu một số tình huống nơi đó, lúc trước trong thanh niên trí thức xuống nông thôn tổng cộng có 8 người, hứa thường đức, đồng đắc trí, thẩm lương ngọc, vương quân giao, trần ái quốc, trần thiên trọng, mẫn cương, tiêu minh hiên này trong đó hứa thường đức, đồng đắc trí, thẩm lương ngọc, mẫn cương, trần thiên trọng, vương quân giao đều đã được chứng minh tử vong, chỉ có Trần Ái Quốc và Tiêu Minh Hiên vẫn còn sống. Khi Trương Dương nói những lời này cố ý che giấu một sự thực, đó láp vương quân giao vẫn còn sống, lúc trước hắn từ chỗ quốc an đã có được tư liệu về việc này. Cố Doãn Chi nghe rất nghiêm túc, đối với đoạn này y cũng tìm hiểu, nhưng không tường tận. Trương Dương nói, Trần Ái Quốc hiện giờ vẫn đang dạy học ở thôn Tiểu Thạch Hoa, mà Tiêu Minh Hiên, chính là Tiêu Quốc Thành đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, hắn hiện tại đã thành một vị hoa thương nổi danh. Cố Doãn Chi cũng không ngờ quan hệ trong đó lại phức tạp như vậy. Trương Dương nói, con có lý do để tin rằng, Vương Quân Giao ở hải ngoại kinh doanh một mạng lưới rửa tiền cực lớn, có một số quan viên bẩn trong nước đã thông qua con đường của cô ta để không ngừng rửa tiền. Vương Quân Giao, Hứa Thường Đức, Đồng Đắc Chi, những người này vẫn luôn cấu kết với nhau, tuy rằng không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh Tiêu Quốc Thành có quan hệ với bọn họ, nhưng bọn họ nếu đều là thanh niên trí thức từ cùng một thôn đi ra giữa bọn họ có lẽ vẫn còn có thể có chút liên hệ cố doãn chi gật đầu trương dương lại nói sau lưng vương quân giao chắc còn có hắc thủ còn có lý do để tin rằng chuyện đều là một tay hắn đạo diễn ra cố doãn chi nói cậu đang tại hoài nghi tiêu quốc thành trương dương nói con không biết người này hắn và tiết thế luân trên người có quá nhiều chỗ khiến cho người ta nhìn không thấu bọn họ ở nước ngoài làm gì là thông qua phương thức nào mà trong thời gian ngắn đã tích lũy được một khoản tài phú lớn như vậy. Cố Doãn Chi nói, Trương Dương, có một số lời nhất định là không thể nói lung tung được, trước khi cậu chưa nắm giữ đủ chứng cứ thì nếu để hắn biết đang nhầm vào hắn, chỉ sợ. Những lời còn lại Cố Doãn Chi không nói hết, nhưng ý tứ của y đã được biểu đạt rất rõ ràng, với căn cơ và nhân mạch của đám người tiết thế luân, nếu Trương Dương chọc giận bọn họ thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trương Dương nói, con không sợ, chỉ cần để con cha ra được kẻ nào đứng đằng sau, để con cha ra kẻ nào là hung phạm mưu hại giai đồng thì bất kể là ai, con cũng sẽ bắt hắn nợ máu phải trả bằng máu. Cố doãn chi cao mày, thông qua những lời này của Trương Dương, y đã biết Trương Dương đang tại hoài nghi điều gì, Trương Dương đã liệt tiết thế luân vào một trong những nghi hung. Cố Doãn Chi không nghĩ sai, từ sau khi Trương Dương biết Tiết Thế Luân lợi dụng Cố Giai Đồng để kích thích Cố Doãn Chi, hắn đã minh bạch nhiều năm như vậy, Tiết Thế Luân chưa bao giờ vứt bỏ sự thù địch đối với Cố Doãn Chi, hắn nếu có thể cừu hận Cố Doãn Chi hơn 20 năm, làm ra chuyện cực đoan cũng là chuyện trong tình lý. Trận mưa này của kinh thành thực sự rất lớn, nhưng Tiết Thế Luân và Tiêu Quốc Thành vẫn kiên trì tới cúng mộ Tiết lão, hai người mỗi người cầm một cái ô, đứng trước bia mộ của lão gia tử, có lẽ là do thời tiết, ánh mắt bọn họ đều lộ ra vẻ ướt át. Tiêu Quốc Thành nói, ngày mai tôi về Canada có một số việc cần xử lý, trước mùng 1 tháng 7 sẽ không về được. Tiết Thế Luân nhìn chầm chầm vào di ảnh của cha trên bia mộ, nói khẽ chúng ta đã đáp ứng lão gia tử, sẽ cùng ông ấy nhìn hương cảng về. Tiêu Quốc Thành nói, người định không bằng trời định, có đôi khi ngẫm lại, chúng ta tựa như hai con bò kéo xe, liều mạng vùi đầu tiến về phía trước. Cho rằng chúng ta có thể thay đổi gì đó, nhưng khi chúng ta kéo xe tới điểm cuối, nhìn lại thì thấy chẳng có gì thay đổi, chỉ có chúng ta thay đổi thôi trương 1920, chuyện cũ như mới hôm qua hai. Tiết Thế Luân lắc đầu, luôn có thay đổi. Thay đổi chỉ trong nhất thời, nếu anh không quay đầu lại, cỏ hoang rất nhanh sẽ mọc đầy mảnh đất mà anh vừa cày. Tiết Thế Luân bật cười, cái hoang tàn không phải là đất, mà là trong đây của anh. Y chỉ vào ngực mình. Tiêu Quốc thành thở dài nói, hiện tại Bắc Cảng đang thần hồn nát thần tính, rất khó bảo trì tâm tính bình tĩnh. Tiết Thế Luân nói, phương diện tâm thái anh vẫn luôn là sư phụ của tôi. Tiêu Quốc Thành cười cười lắc đầu, y nói khẽ, anh gần đây có rất nhiều hành vi khiến tôi khó hiểu. Trước mặt mọi người kích thích cố doãn chi, hiện tại lại muốn đốt bó lửa này về phía Bắc Cảng. Tiết Thế Luân quay sang Tiêu Quốc Thành, anh cho rằng chuyện của Bắc Cảng có liên quan tới tôi. Tiêu Quốc Thành nói, sự can đảm của anh trước giờ tôi luôn bội phục. Tiết Thế Luân lắc đầu nói, anh nhầm rồi, chuyện này không liên quan gì tới tôi cả, chuyện tự dước lấy họa tôi sẽ không làm. Tiêu Quốc Thành nói, vậy là ai? Tiết Thế Luân nói, bất kể là ai cũng đều là kẻ địch của tôi. Tiêu Quốc Thành không nhịn được lại thở dài, Thế Luân, đến loại tuổi này của chúng ta còn có cái gì mà không buông được, thôi đi. Tiết Thế Luân mỉm cười nói, thật ra tôi đã sớm muốn từ bỏ rồi, chỉ anh cho rằng tôi không bỏ được thôi. Ánh mắt hai người đồng thời hướng về phía bia mộ, tiêu quốc thành nói khi còn sống nên có gắng ở bên cạnh người nhà tiết thế luân nhắm mắt lại trong thiên địa trừ bọn họ ra thì chỉ còn tiếng mưa rơi rồn rập thật lâu sau hắn mới mở mắt ra nói khẽ gần đây có chuyện truyền rất thịnh nghe nói con gái kiều trấn lương không phải là thân sinh của hắn tiêu quốc thành nói lời đồn nhảm nhỉ thôi tiết thế luân nói nhưng tôi nghe nói chuyện này là thật tiêu quốc thành nói thế luân anh muốn nói gì Tiết Thế Luân nói, anh năm đó không phải. Trong mắt Tiêu Quốc Thành hiện lên một tia không vui, giữa tôi và cô ta rất thanh bạch. Tiết Thế Luân nói, Quốc Thành, anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là cảm thấy cô ta và anh có những chỗ rất giống nhau. Tiêu Quốc Thành nói, thật ra tôi cũng rất hy vọng có thể có một cô con gái. Nói xong y xoay người đi vào trong mưa gió. Tháng 6 trong phạm vi lớn toàn quốc đổ mưa to, nhưng kỳ quái là bắc cảng gần biển lại thủy chung không mưa, trời chỉ âm u, rất nặng nề, khiến cho người ta cả thấy áp lực đến thở không nổi. Tổ công tác ở Bắc Cảng triển khai điều tra trong phạm vi lớn, hành động của bọn họ cũng trở thành nỗi ám ảnh trong lòng cán bộ Bắc Cảng. Cung Kỳ Vĩ lần này tới Đông Giang không hề mang về kết quả hài lòng, Hạng Thành đã đoán trước được việc này, tất nhiên không thiếu được vài câu nói móc, nhưng trong lòng Hạng Thành cũng hiểu rõ đơn giản là biểu đạt một chút buồn bực thôi. Hạng Thành vô cùng không hài lòng với hiện trạng trước mắt của Bắc Cảng, nhưng y tin sẽ không cứ tiếp tục như vậy mãi. Tổ công tác không thể thủy chung duy trì nhiệt tình như vậy, tỉnh lý cũng không thể thủy chung gây áp lực như vậy, chỉ cần bọn họ không thể trong thời gian ngắn có tiến triển, tỉnh lý sẽ mất kiên nhẫn, thậm chí sẽ rút tổ công tác về. Hạng Thành không đoán sai, tổ công tác trong nửa tháng điều tra ở Bắc Cảng không hề có được tiến triển quá lớn, đủ loại dấu hiệu cho thấy bọn họ đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Tổ công tác của Ủy ban kỷ luật tỉnh do Ngụy Long Hưng cầm đầu cũng cảm thấy rõ ràng tình tự đối kháng đến từ phía Bắc Cảng bọn họ đến khẳng định đã xúc phạm tới lợi ích chính trị của cán bộ Bắc Cảng, bị chống đối cũng là đương nhiên. Khiến Ngụy Long Hưng buồn bực là, công tác điều tra ở Bắc Cảng so với trong mong muốn của hắn thì còn khó có thể triển khai hơn. Cái này cũng không thể quy kết cho cán bộ Bắc Cảng không phối hợp, bất kể bọn họ cố gắng như thế nào, tư liệu mà bọn họ tìm được cũng chỉ có thể dùng từ ít tới đáng thương để hình dung. Ngụy Long Hưng lần này tới gặp Hạng Thành là để chào từ biệt, thật ra với cấp bậc của Ngụy Long Hưng, không cần thiết phải báo gì với Hạng Thành, nhưng hắn vẫn đặc biệt tới một chuyến, có nghĩa là tổ công tác của bọn họ đã kết thúc thẩm tra sơ đối với Bắc Cảng, cũng tuyên cáo bọn họ lần này vô công mà về. Biểu hiện của Hạng Thành vẫn khiêm tốn có lễ, mặc dù hắn không có bao nhiêu thiện cảm với Ngụy Long Hưng, nhưng cấp bậc của người ta bày ra đó, mặc dù không thể trở thành bằng hữu với người như vậy, nhưng y cũng không muốn có thêm kẻ địch như vậy. Hạng Thành mời Ngụy Long Hưng vào trong phòng ngồi. Mỉm cười nói, "Ngụy Thính trưởng hôm nay tới đây là muốn tìm hiểu tình huống gì?" Ngụy Long Hưng nói, "Tôi lần này đến không phải vì tìm hiểu tình huống." Ồ, Hạng Thành ra vẻ ngạc nhiên. Ngụy Long Hưng nói, "Thông qua điều tra trong khoảng thời gian này, chúng tôi đã bước đầu tìm hiểu được một số tình huống, đã tới lúc về báo cáo với lãnh đạo rồi." Hạng Thành thầm cười lạnh trong lòng, tìm hiểu bước đầu ư? Tìm hiểu tìm hiểu được gì? Đơn giản là tự rát vàng lên mặt mình nhưng ngoài miệng lại nói ngụy thính vất vả rồi ngụy long hưng nói không có gì mà vất vả cả mọi người đều là vì công tác trong khoảng thời gian này chúng tôi đã quấy dày bắc cảng cũng tạo thành không ít ảnh hưởng đối với công tác của các anh mong rằng mọi người bao dung nhiều hơn hạng thành nói ngụy thính mục đích của mọi người đều là giống nhau đều là vì muốn bắc cảng trở nên tốt hơn ngài nói như vậy thì quá khách khí rồi thính trưởng lưu lần này phát sinh sự cố chúng tôi cũng vô cùng bất ngờ chúng tôi vô cùng chú ý, hy vọng có thể tìm được kẻ đầu sỏ đằng sau, sớm ngày đưa hắn ra trước pháp luật. Lúc ban đầu tôi đã nói, chỉ cần có thể, bác cảng chúng tôi sẽ cung cấp sự giúp đỡ với hạn độ lớn nhất cho tổ công tác, Ngụy Thính vẫn hài lòng với sự phối hợp của chúng tôi chứ. Những lời này của hạng thành hỏi không mềm không cứng, Ngụy Long Hưng gật đầu nói, hài lòng, hài lòng. Hạng thành nói, Ngụy Thính, có chuyện tôi vẫn luôn muốn hỏi, cũng không biết có hợp quy củ hay không. Ngụy Long Hưng nói: Anh nói đi. Vì sao địa điểm thính gặp chuyện không may là ở Giang Thành Xuân Dương, nhưng mục tiêu điều tra trọng điểm của tổ công tác lại tập trung ở Bắc Cảng? Ngụy Long Hưng nói: Đây là vì Lưu Thính tối hôm đó là từ Bắc Cảng rời khỏi, cho nên mới coi Bắc Cảng là một trong những mục tiêu điều tra trọng điểm. Hạng Thành cười nói: Ngụy thính trưởng, tôi hỏi như vậy cũng liền bất mãn đối với tổ công tác, tôi chỉ là muốn nói cái nhìn cá nhân thôi. Theo tôi được biết, tối hôm đó Thính là từ Bắc Cảng tới Kinh Sơn dựa theo duy bình thường thì hình như là bắc cảng có người bất mãn với công tác của lưu thính cho nên lựa chọn xuống tay trên đường nhưng từ phương diện khác mà nói có phải có người không muốn để lưu thính tới kinh sơn hay không à đúng rồi lưu thính hiện tại chắc đã tỉnh lại buổi tối ngày hôm đó cô ta đội mưa lớn suốt đêm đến kinh sơn rốt cuộc có chuyện gì quan trọng cô ta tới kinh sơn rốt cuộc là để làm gì hai hàng lông mày của ngụy long hưng nhíu chặt lại hắn nghe ra Hạng Thành rõ ràng đang trào phúng nửa tháng điều tra của mình là vô ích. Hạng Thành đang chỉ ra, sự điều tra của tổ công tác ngay từ đầu đã chọn sai phương hướng. Ngụy Long Hưng nói, điều tra là một quá trình trường kỳ, phải đi bước một, có một số việc chúng tôi đã nắm giữ được, nhưng cũng không thích hợp công bố. Đó là một câu trả lời không rõ ràng và cực kỳ yếu ớt, Ngụy Long Hưng tất nhiên không có hứng thú ở lại đây tiếp, đứng dậy bỏ đi. Khi Ngụy Long Hưng ra khỏi cửa thì cửa gặp Bí thư Ủy ban kỷ luật Bắc Cảng Trần Cương, Trần Cương nhìn thấy Ngụy Long Hưng, nhiệt tình chào, "Ngụy Thính, ngài cũng ở đây à?" Ngụy Long Hưng thản nhiên gật đầu, không nói nhiều mà đi ngay. Trần Cương tiến vào trong phòng Hạng Thành, nhìn thấy sự u ám bao phủ nhiều ngày trên mặt Hạng Thành đã tan đi, Trần Cương cười nói, "Bí thư Hạng, tổ công tác đi rồi." Hạng Thành khinh thường nói, "Sớm muộn gì cũng phải đo thôi, không thể ở Bắc Cảng cả đời được." trần cương nói cha tới cha lui vẫn chỉ là làm cho có không thấy thấy bọn họ cha ra được thứ gì có tính thực chất cả hạng thành tức giận nói người ta điều tra ra vấn đề liệu có nói với anh không trần cương lúng túng nói tôi nói chính là tỉnh lý lần này phái tổ công tác xuống là không thỏa đáng rõ ràng là không tiến nhiệm đối với chúng ta hạng thành nói thính công an không phải còn có tổ chuyên án tiếp tục điều tra ư đừng tưởng rằng chuyện này như vậy là xong Trần Cương nói, cha thì cứ cha, thính trưởng lưu xảy ra chuyện ở Xuân Dương, bọn họ không tới địa phương đó mà cha, lại đến chỗ chúng ta, làm cái gì vậy? Dựa theo logic của họ, thính trưởng lưu là từ Đông Giang mà tới, vì sao không cha ở Đông Giang? Hạng thành phát hiện Trần Cương rõ ràng đã khôi phục sinh khí, hai mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm vào Trần Cương, lão Trần, không cần tôi nhắc nhở anh Lưu Thính lúc trước từ Đông Giang tới đây là để điều tra vấn đề gì chứ. Mặt Trần Cương nóng lên, đó đều là người khác phỉ báng tôi. Hạng Thành nói, người sống trên đời chỉ mong được có mặt mũi, muốn người khác để mặt thì mình trước tiên phải cần mặt đã. Trần Cương mặt đỏ tới tận mang tai, ạc. À. Trường 1921, ghen ghét dữ dội một Hạng Thành nói, tôi ở vị trí này không được bao nhiêu thời gian nữa, tôi chỉ muốn được bình yên ổn quá độ, chờ sau khi tôi về hưu, tôi không cần người khác giơ ngón cái lên khen ngợi tôi, nhưng tôi cũng không muốn người khác ở sau lưng chửi tôi trần cương nói bí thư hạng cống hiến của ngài cho bắc cảng trong lòng mỗi người chúng tôi đều ghi nhớ khi nói những lời này vẻ mặt của hắn lộ ra ý vị sâu xa ánh mắt nhìn hắn của hạng thành trở nên lạnh hơn đều nhớ thì tốt tôi hy vọng trong lòng mỗi người đều nhớ nói xong câu đó y nhắm mắt lại chuyện tôi đề nghị bổ sung trương dương làm thường ủy thị ủy bị tỉnh lý phủ quyết rồi trần cương nói chuyện này tôi cũng nghe nói tôi còn nghe nói là bí thư tống sau khi trưng cầu ý kiến của đồng chí nào đó rồi mới quyết định hạng thành mở mắt ra đồng chí nào phó bí thư cung hạng thành nói hắn và trương dương trước đây quan hệ không phải vẫn luôn rất tốt ư trần cương nói tôi cũng không rõ có điều có những chuyện nghe nói chưa chắc đã là thật hạng thành ý vị thâm trường nói trên đời không có bằng hữu vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh hằng đối với ai cũng vậy cả mà quan hệ giữa anh và trương dương hình như cũng tốt lên rồi trần cương bị y hỏi đúng chỗ yếu hại vẻ mặt lúng túng nói tôi và hắn vốn không có nhiều mâu thuẫn hạng thành nói kẻ thức thời là trang tuấn kiệt trần cương trong lòng mắng thầm hạng thành nói chuyện khó nghe nhưng người ta là lãnh đạo trực tiếp của mình không thể bởi vì một câu nói mà trở mặt được hạng thành nói có một số việc vẫn phải truyền đạt đúng sự thật một chút trần cương gật đầu hắn lại nghĩ tới một chuyện bí thư hạng Tôi đã ghi lại tất cả hóa đơn ăn, mặc ở, đi lại trong lúc tổ công tác ủy ban kỷ luật ở Bắc Cảng rồi. Vậy, Hạng Thành nhìn bộ dạng tự cho là thông minh của Trần Cương thì không nhịn được muốn mắng một trận, thằng cha này căn bản là từ học được là từ chỗ Trương Dương, không ngờ còn dương dương tự đắc, cho rằng lập được công lao, Hạng Thành tặng Trần Cương một câu, học theo Hàm Đan. Rời khỏi văn phòng của Hạng Thành, khóe môi Trần Cương phát ra một tia cười lạnh, nếu Hạng Thành thực sự cho rằng hắn là đang học theo Hàm Đan thì sai rồi. Học theo hàm đan mà mình lưu lại cho hắn là biểu hiện giả dối, làm người khác cho rằng anh là tự cho là thông minh, như vậy mục đích lừa gạt đã đạt được, Trần Cương tuyệt đối không phải là một kẻ ngốc, hắn nhìn thấu tình thế của Bắc Cảng ít ít bất kỳ hơn, tổ công tác của ủy ban kỷ luật tỉnh tuy rằng đi rồi, nhưng tuyệt không có nghĩa là chuyện này sẽ kết thúc như vậy. Lưu Diễm Hồng xảy ra chuyện lớn như vậy, tỉnh lý tuyệt đối sẽ không hồ đồ bỏ qua. Trần Cương biết thời gian còn lại cho mình cũng không nhiều, rồi sẽ có một ngày tất cả những chuyện bẩn thỉu của hắn sẽ lộ ra, Trương Dương không chọc ra, có lẽ là khinh thường không thèm làm, hoặc có lẽ là vẫn chưa tới lúc, nhưng loại cảm giác bị người khác tóm lấy cổ này rất không thoải mái, không thể hô hấp tự nhiên, tùy thời đều có thể bị tắc thở. Nếu mình không thể mau chóng thoát khỏi sự khống chế của hắn, như vậy sớm muộn gì cũng sẽ chết ở trong tay hắn. Trần Cương đã sớm bình tĩnh phân tích tình cảnh hiện tại của mình, cái hắn cần là thời gian. Chỉ có mê hoặc những người chung quanh hắn mới có thể thắng được nhiều thời giờ hơn. Với hắn mà nói, thời gian cũng có nghĩa là cơ hội. Hạng Thành vừa rồi vạch Trần chuyện Cung Kỳ Vĩ phản đối Trương Dương vào Thường ủy thị ủy tuyệt đối không phải là vô tình nhắc tới, hắn là muốn thông qua mình để tiết lộ tin tức này cho Trương Dương, mục đích là gây chia rẽ quan hệ của Trương Dương và Cung Kỳ Vĩ. Trần Cương tuy rằng nhìn rất thấu chuyện này, nhưng hắn vẫn sẽ đi làm chỉ có cam tâm bị người khác lợi dụng mới có thể giành được thiện cảm của người khác, mới có thể mê hoặc người khác một cách hữu hiệu. Xuất phát từ suy nghĩ như vậy, Trần Cương hẹn gặp Trương Dương mới từ Đông Giang trở về không lâu, nói là hẹn gặp, nhưng thời gian và địa điểm đều do Trương Dương định, trên thực tế là giao Trương Dương cho Trương Dương, đợi Trương Dương triệu kiến. Trương Dương cũng rất sảng khoái, trực tiếp nói với Trần Cương buổi tối tới khách sạn Vương Nguyệt. Đoạn thời gian gần đây huynh đệ viên gia bị vây trong bi thương, Viên hiếu nông mặc dù rất hỗn đản, nhưng dù sao cũng là máu mù tình thâm. Viên hiếu công vận dụng tất cả các thủ đoạn có thể để phá án, tuy rằng bắt được tình phụ lưu điểm của viên hiếu nông, nhưng từ trong miệng cô ta không hề có được manh mối hữu dụng. Tối hôm đó, tình huống của sàn nhảy quá mức hỗn loạn, dưới ánh đèn mờ, không ai chú ý cảnh giết người phát sinh. Bên trong công an cũng chia thành hai phái, một số người trong đó cho rằng, vụ án này phát sinh vô cùng ngẫu nhiên, bởi vì sau khi viên hiếu nông bị giết, ví tiền và đồng hồ trên người hắn đều bị lột sạch. Viên Hiếu công lại không cho rằng như vậy, hắn cho rằng tất cả đều là biểu hiện giả dối, cướp bóc là để che giấu sự thật mưu sát, cái chết của nhị đệ khẳng định là một hồi dự mưu. Viên Hiếu thương và đại ca giữ quan điểm giống nhau, hắn và đại ca đồng dạng cũng bi thương, nhưng so với viên Hiếu công thì hắn vẫn lý trí hơn, hắn đề nghị đại ca giao vụ án này cho người khác xử lý, đừng cứ mãi bám lấy trên vấn đề lưu điềm. Trần Cương có quyền miễn đơn ở khách sạn Vương Nguyệt, chỉ cần hắn gọi điện thoại thì nơi này sẽ chuẩn bị tốt cho hắn phòng riêng tốt nhất. Viên Hiếu thường nghe nói Trần Cương mời Trương Dương ăn cơm, đặc biệt tới trước cửa nghênh đón. Trương Dương nhìn thấy Viên Hiếu thường đứng trước cửa thì mỉm cười đi tới bắt tay hắn, tôi còn tưởng rằng là bí thư Trần hẹn tôi ăn cơm. Viên Hiếu thường cười nói, bí thư Trần bí thư Trần, tôi chỉ phụ trách tiếp khách, bí thư của Ủy ban kỷ luật Bắc Cảng không thể đứng ở cửa lớn vương miện làm tiên sinh tiếp khách được hai người đều bật cười trương dương nói chuyện của nhị ca anh cha thế nào rồi viên hiếu thương thở dài nói không có tiến triển gì cả trương dương nói chuyện đã xảy ra rồi đừng quá thương tâm viên hiếu thương nói tối nay nếu không có việc gì chờ anh và bí thư trần ăn cơm xong chúng ta cùng nhau đi giải trí trương dương cười nói lát nữa rồi nói sau khi hai người nói chuyện thì nhìn thấy tang bối bối mặc áo sơ mi màu trắng váy ngắn màu đen lượn lờ đi tới, cặp đùi trắng nõn lổ lộ ra ngoài, ánh mắt của trương đại quan nhân không khỏi sáng lên, tối nay nhà đầu kia ăn mặc gây hỏa như vậy không biết là muốn làm gì. Kể ra thì bọn họ cũng lâu rồi chưa liên lạc. Tang bối bối nhìn thấy Trương Dương, mắt lườm hắn một cái, khoác túi lên vai, ngẩng cầm, uốn éo đi qua bên cạnh Trương Dương, căn bản không để ý đến hắn. Trương Đại Quan Nhân không khỏi có chút sửng sốt, mình đắc tội với cô ta khi nào vậy? Tan bối bối đi được vài bước thì dừng lại, dùng một tư thế mạn diệu quay lại nhìn Trương Dương, ê, anh không nhận ra tôi hả? Trương đại quan nhân cười nói, bối bối, làm gì thế? Hai người chúng tôi lù lù đứng đây mà cô cùng không thấy, còn trách tôi à? Anh sao lâu như vậy không tìm tôi? Viên Hiếu thương thầm bật cười, hắn chỉ coi như không thấy, nói với Trương Dương, hai người nói chuyện nhé, tôi còn có việc phải đi xử lý. Tang Bối bối giơ ngón tay lên đâm vào ngực Trương Dương. Trương đại quan nhân ho khan một tiếng, "Hình tượng, hình tượng, chú ý giữ hình tượng chính diện cho tôi." Tang Bối bối không nhịn được bật cười, nhỏ giọng mắng, "Anh chính là cái đó." "Hả?" Ra vẻ đạo mạo, "Ngụy quân tử, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, sau lưng thì lại là nhân vật nam đạo nữ sướng." Trương đại quan nhân nói, "Nam đạo nữ sướng ư, tôi một mình thì khó lắm, hai chúng ta phối hợp thì còn được." cút đi, tang bối bối cơ hồ muốn vung túi đánh hắn, nhưng cuối cùng lại thôi. Cô ta bỗng nhiên khôi phục bộ dạng thục nữ, "Tìm tôi à?" Trương đại quan nhân nhếch miệng cười nói, "Ngại quá, tôi đến ăn cơm, vốn định lát nữa thì tới thiên nhai tìm cô, không ngờ hôm nay cô tới sớm như vậy." Tang bối bối nói, "Ăn cơm à, tôi vừa hay chưa ăn cơm, anh dẫn tôi theo nhé." Trương Dương bật cười, cô ta cũng không hỏi xem người được mời ăn cơm là tang bối bối nói anh cười cái gì chẳng lẽ cảm thấy tôi đi với anh thì mất mặt lắm à trương dương nói chân cô rất dài trước đây lúc mặc quần áo tôi cũng không phát hiện ra mắt phượng của tang bối bối trợn lên anh là cái đồ lưu manh cẩn thận tôi tới ủy ban kỷ luật tố cáo anh đó trương dương nói tốt bí thư trần của ủy ban kỷ luật vừa hay ở đây kết quả là tang bối bối liền nghênh ngang theo trương dương đi ăn cơm trần cương nhìn thấy cô ta thì hoảng sợ một trong những nguyên nhân hắn sợ là vì chuột dạ, nhớ ngày đó, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tang Bối Bối đã động tâm tư, không ngờ cô nàng này độc ác vô cùng, chẳng những cho em hắn một bạt tai, còn khiến cho hai huynh đệ họ xấu mặt, khi đó hắn đã minh bạch, giữa Tang Bối Bối và Trương Dương khẳng định có quan hệ ám muội. Trần Cương Tư duy như vậy cũng rất bình thường, hắn cho rằng nam nhân thiên hạ giống như hắn. Chương 1922, ghen ghét dữ dội hai Tàn bối bối ngồi xuống cạnh Trương Dương, cô ta căn bản không để Trần Cương vào mắt, coi như là một phần tử hủ bại, thật sự là nghĩ không thông, Trương Dương vì sao muốn ăn cơm với loại người này? Trương Dương cười nói, Bí thư Trần, tôi ở đại sảnh gặp bối bối, cho nên liền dẫn cô ta đi ăn cơm cùng, không ngại không ngại chứ. Trần Cương liên tục lắc đầu, không ngại, không ngại, mọi người đều là bằng hữu mà. Trong lòng lại thầm nghĩ, thằng cha này đúng là lớn mật không ngờ dám dẫn tiểu tình nhân theo rêu dao như vậy, nếu chuyện này truyền tới tai bí thư tống, chỉ sợ đủ để hắn toi mạng, nhưng Trần Cương nghĩ lại vạn nhất vạn nhất chuyện này truyền ra thằng cha này thằng cha này liệu có cho rằng là mình từ trong phá dối hay không. Cho nên mới nói người không biết gì thì vô tội, người biết càng nhiều thì càng phiền phức. Tang bối bối quan tâm tới hắn. Sau khi đồ ăn được đưa lên, Trương Dương bảo Tang bối bối rót rượu, trước mặt Trần Cương, biểu hiện của Tang bối bối cũng rất nhu thuận, Rót đầy chén rượu trước mặt cho Trần Cương. Trần Cương có chút thụ sủng nhược kinh, tang bối bối tuy rằng mặc gợi cảm, nhưng Trần Cương không dám liếc cô ta thêm cái nào. Nữ nhân của Trương Dương, hắn không thể trêu vào. Trương Dương nhìn ra vẻ mất tự nhiên của Trần Cương, hắn cười nói, "Bí thư Trần, bối bối không phải người ngoài, tìm tôi tìm tôi có chuyện gì thì cứ nói." Trần Cương nói, cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn tẩy trần cho anh trương dương nói tôi nghe nói tổ công tác của ủy ban kỷ luật tỉnh đã rời khỏi bắc cảng rồi trần cương gật đầu nói không sai nói là trở về báo cáo công tác với lãnh đạo không rõ có quay lại hay không trương dương nói điều tra nhiều ngày như vậy bọn họ có điều tra kết quả gì không trần cương cười nói không có tiến triển gì nếu không bọn họ cũng sẽ không rời khỏi trương dương nói ủy ban kỷ luật tỉnh có chút can thiệp quá nhiều vào công tác của ủy ban kỷ luật địa phương chúng ta Công tác của bí thư ủy ban kỷ luật như anh thực sự là làm không tốt lắm." Trần Cương cảm khái nói, tuy rằng tình lý là có hảo ý, nhưng cách làm lần này của bọn họ vẫn làm thương tổn lòng nhiệt tình công tác của không ít đồng chí, nếu đã giao công tác cho chúng ta thì phải tín nhiệm đầy đủ chứ. Hắn cầm chén rượu lên, nói, không nói nữa, chúng ta uống rượu. Trương Dương và Trần Cương uống rượu, tăng bối bối rất nhu thuận rót cho bọn họ, có điều vẫn lộ ra có chút không yên lòng, thường nhìn đồng hồ của mình trần cương nói bí thư hạng có ý để anh tiến vào ban thường ủy bắc cảng trương dương nói tôi có nghe nói trần cương nói các thường ủy đa số đều là tán thành không biết lần này vì sao tỉnh lý lại phủ quyết chén rượu của trương dương đã đưa đến môi lại rừng mỉm cười nói bí thư trần có gì thì cứ nói rõ ra trần cương thở dài nói tôi nghe nói phó bí thư cung là lão bằng hữu của anh lúc trước anh còn cứu con gái hắn trương dương nói tin tức của anh cũng linh thông đấy trần cương nói làm trong thể chế nhiều năm như vậy bằng hữu vẫn có được vài người trương dương uống hết rượu trong chén rồi nói khẽ có biết là ai ở tỉnh lý nói xấu tôi hay không trần cương cười thầm trong lòng trương dương à trương dương anh ngoài mặt thì tỏ vẻ bất cần thì ra vẫn rất để ý tới vị trí thường ủy trần cương nói tôi chỉ nghe nói một số tin tức rốt cuộc có phải thật hay không thì tôi cũng không thể xác định Trương Dương mắng thầm Trần Cương là một lão hồ ly, bị mình nắm thóp rồi còn dám không thành thật. Không ngờ muốn nghĩ cách đưa mình vào bẫy, vừa hay tương kế tựu kế hắn, Trương Dương nói, tôi trong chuyện này sở dĩ gặp trở ngại, nguyên nhân là có người nói tôi tác phong bất chính trước mặt bí thư tống. Trần Cương ngẩn ra, vốn hạng thành là bảo hắn đến ly gián quan hệ giữa Trương Dương và Cung Kỳ Vĩ, nhưng không ngờ thật sự có chuyện này, Cung Kỳ Vĩ chẳng lẽ thực sự nói Trương Dương tác phong bất chính trước mặt tống hoài minh ư. Không đúng, theo lý thuyết thì hắn chắc không muốn gây thù hằn với Trương Dương chứ. Trần Cương rất am hiểu thuận gò xuống lừa, hắn thở dài, bí thư Trương, xem ra cũng nghe cũng nghe nói rất nhiều lời đồn bên ngoài. Thật ra có một số lời không có chứng cứ gì, tôi thấy hay là đừng những chuyện này. Trương Dương nói, bí thư Trần không coi tôi là bằng hữu ư. Trần Cương nói, sao lại không chứ? Những thứ nghe bên ngoài chưa chắc đã là thật, rất nhiều người nói giữa chúng ta có cửu oán. Nhưng ai biết hai người chúng ta có thể ở đây thành thật nói chuyện với nhau, rất nhiều người nói bí thư hạng là nhầm vào anh, nhưng ai có thể ngờ hắn lại để danh anh làm thường ủy Bắc Cảng, ai cũng nói anh và phó bí thư cung là lão bằng hiếu. Nói tới đây Trần Cương tạm dừng một chút rồi nói, có một số lời tôi thực sự không tiện nói ra, bằng không anh sẽ cảm thấy tôi đang bàn lộng thị phi. Tang bối bối chen vào một câu, anh không phải là đang bàn lộng thị phi ư. Ra mặt của Trần Cương cũng đủ dày, cười ha ha, nói tăng tiểu thư đúng là dí dỏm. Trương Dương nói, không nói những chuyện này nữa, thật ra tôi cũng không có cảm giác gì đối với vị trí thường ủy Bắc Cảng, chúng ta uống rượu. Trần Cương cười cười gật đầu, nhìn thấy tăng bối bối và Trương Dương dựa rất sát nhau, trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị. Lá gan của Trương Dương này cũng quá lớn rồi, ngang nhiên anh anh em em với tiểu tình nhân, điều này chứng tỏ một chuyện, hắn cho rằng mình hiện tại sẽ không cấu thành uy hiếp với hắn, nói cách khác, mình tạm thời an toàn cửa phòng vang lên tiếng gõ sau khi được đáp ứng viên hiếu thương bước vào đi theo hắn tới còn có nhân viên phục vụ cầm một lọ mao đài viên hiếu thương mỉm cười nói hai vị khách quý đại giá quang lâm tôi quấy thì không phải mà không quấy giày cũng không phải nghĩ đi là nghĩ lại hay là mặt giày tới quấy giày vậy trương dương cười nói tôi và bí thư trần chỉ là uống chút rượu nói chuyện phiếm thôi không có chuyện gì phải kỵ húy anh cả ngồi xuống cùng nhau uống rượu đi viên hiếu thương vui vẻ ngồi xuống hắn trước tiên phân biệt kính rượu hai người trần cương quan tâm nói hiếu thương chuyện của nhị ca anh xử lý thế nào rồi viên hiếu thương gật đầu nói coi như là thuận lợi trần cương thở dài trời có gió mây bất chắc người có hòa phúc sớm tối hiếu nông làm người tận tâm trượng nghĩa không ngờ lại rơi vào kết cục như vậy trương dương nói bí thư trần chuyện không vui chúng ta đừng nói nữa quý trọng hiện tại mới là quan trọng nhất uống rượu uống rượu mấy người cùng làm một chén, di động của tang bối bối đột nhiên đổ chuông, cô ta bắt máy xong thì đứng dậy muốn đi, lại bị Trương Dương kéo lại, đi đâu? tang bối bối nói, có khách tìm tôi. Trương Dương nói, cô không phải phụ trách điều rượu sao ư? Từ lúc nào bắt đầu học người ta tiếp khách vậy? Mày liếu của tang bối bối dựng đứng lên, anh mới tiếp khách ý. Sao lại nói tôi vậy? Hai người viên hiếu thương và Trần Cương ngồi ở bên cạnh buồn cười lại không dám cười, vẻ mặt vô cùng buồn cười, tang bối bối này tính tình có chút rất cương, người thường chỉ sợ ăn không tiêu. Trương Dương nói, tôi cũng đi, tôi cũng muốn xem là khách nào mà quan trọng vậy. Tang bối bối lườm hắn một cái, không có chuyện của anh. Trương Dương hiển nhiên của cô ta ngữ khí của cô ta làm tức giận, sao lại không phải chuyện của tôi. Chuyện của cô chính là chuyện của tôi. Chẳng lẽ tôi được bán cho anh à? Anh dựa vào gì mà quản tôi? Trương Dương nói, cô tốt nhất thành thành thật thật ở lại cho tôi, nếu không tôi sẽ cho cô biết tay. Thằng cha này tựa hồ thực sự tức giận rồi. Tang Bối Bối tức giận nói, tôi sợ anh à, tôi hiện tại về đợi, đợi xem anh làm gì tôi, anh không tới thì anh là cháu tôi. Trần Cương cúi đầu thật thấp, thực con mẹ nó buồn cười quá đi, Tang Bối Bối này đúng là hiếm thấy, không ngờ dám trở mặt với Trương Dương. Tang Bối Bối đứng dậy, thở phì phì rồi bỏ đi. Viên Hiếu thương lại cảm giác chuyện này có chút không đúng, hắn đã đặc biệt dặn dò Trần Thanh Hồng, cần phải chiếu cố tang bối bối, theo lý thuyết thì Trần Thanh Hồng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, chuyện này vấn đề có thể ở trên người tang bối bối. Trương Dương nói, đi, tới thiên nhai xem nào, tôi đi xem cái thằng nào muốn tìm cô ta. Trần Cương cũng cảm giác chuyện có điều kỳ lạ, mình cũng không muốn dính vào vũng nước đục này. Hắn cười nói, tôi không đi, tôi tối này hắn vốn định nói mình buổi tối có còn chút việc, nhưng Trương Đại Quan Nhân đã ôm vai hắn nói, Bí Thư Trần, chúng ta thành thật chút được không? Tôi biết anh muốn đi mà. Trần Cương thật sự là dở khóc dở cười, hắn quả thực muốn đi, nhưng từ sau khi bị Trương Dương nắm thóp, hắn đối với thiên nhai có thể nói là kính nhi viễn chi. Trương 1923, ghen ghét dữ dội ba. Viên Hiếu thương nhìn ra trong đây có huyền cơ, hắn vui mừng đứng ngoài, đối với tình cảnh trước chỉ làm như không thấy, dù sao bất kể Trần Cương có đi hay không, hắn cũng sẽ đi. Bất kỳ ai cũng đều hiếu kỳ, chỉ có điều lớn nhỏ bất đồng thôi, viên hiếu thương rất muốn nhìn một chút tối nay Trương Dương sẽ hát bài gì. Trần Cương không làm sao được chỉ có thể đi theo, hắn lặng lẽ quan sát sắc mặt của Trương Dương, phát hiện vẻ mặt của thằng cha này rất giận dữ. Trần Cương là nhân tinh rồi, trong mắt hắn, trong thiên hạ không có chuyện khéo như vậy, tuy rằng tang bối bối đi làm ở thiên nhai, cũng không có lý do tình cờ gặp mặt như vậy. Hơn nữa Trương Dương là con rể của bí thư tỉnh ủy, lại là bí thư thị ủy Tân Hải, cho dù tìm tình nhân cũng phải kiêng rẻ chút chứ. Đúng lý hợp tình quang minh chính đại như vậy thực sự không thấy nhiều lắm. Có điều Trần Cương cũng không nghĩ ra lý do thằng cha này diễn trò, nhược điểm của mình nằm trong tay hắn, hắn căn bản không cần thiết phải lừa gạt mình. Trần Cương tìm được cơ hội, thấp giọng khuyên Trương Dương, Trương Dương, đừng kích động, phải chú ý ảnh hưởng. Trương Dương nói, anh yên tâm, tôi rất bình tĩnh. Viên Hiếu thương lẳng lặng bàng quan, điều hắn thực sự cảm thấy hứng thú là quan hệ của Trần Cương và Trương Dương. Viên Hiếu thương cùng Trương Dương và Trần Cương tới thiên nhai, trên đường hắn đã thông chi cho Trần Thanh Hồng, Trần Thanh Hồng đã chuẩn bị phòng, đã đợi ở lối vào, mấy người đi vào, cô ta cười cười ra đón, Trương Dương vốn định đến thẳng quầy ba nhưng bị Trần Thanh Hồng đưa vào phòng riêng trước. Trần Thanh Hồng nói, tôi đi gọi bối bối. Viên Hiếu thường đánh mắt ra hiệu cho Trần Thanh Hồng đi theo Trần Thanh Hồng ra ngoài cửa nói khẽ tang bối bối rốt cuộc là có chuyện gì? Trần Thanh Hồng cắn cắn môi nói tôi cũng không rõ lắm cô ta rất hấp dẫn gần đây không ít khách nhân đều vây quanh cô ta. Viên Hiếu thương trong khoảng thời gian này bởi vì lễ tang của nhị ca mà lơ là chuyện của Thiên Nhai hắn không khỏi trách cứ tôi không phải đã nói cô nhất định phải chiếu cố tốt cho cô ta ư? Trần Thanh Hồng nói tôi vẫn luôn chiếu cố cô ta Viên tổng. Cô ta cũng không phải tiểu thư bình thường, tôi bảo cô ta điều rượu, khách nhân muốn mua rượu, chẳng lẽ tôi không bán cho người ta à? Như vậy sinh ý không thể nào làm được cả. À? Viên Hiếu Thương nói, cô không biết quan hệ của Trương Dương và cô ta ư? Trần Thanh Hồng nói, tôi biết bọn họ có quan hệ gì chứ. Trong khoảng thời gian này hắn lại không tới đây, lần trước đến đánh cho thương nhân Nhật Bản một trận, lần này đến chắc không phải lại muốn đánh người chứ? Viên tổng, xin ngài đấy bối bối này tôi không dám dùng đâu, ở chỗ này là tai họa đấy. Viên hiếu thương nhìn thoáng qua quầy ba ở xa xa, nhìn thấy tang bối bối đang ở đó điều rượu, một gã trẻ tuổi mặc tây trang đi giày ra đang ngồi ở trước quầy ba mỉm cười trò chuyện với cô ta. Viên hiếu thương nói, người nọ là ai? Trần Thanh Hồng nói, hình như họ giang, nửa tháng gần đây thường xuyên tới đây ủng hộ, mỗi lần đều uống rượu nói chuyện, hắn rất tử tế, chưa bao giờ thấy hắn làm bậy, hình như quen bối bối, bọn họ rất hợp nhau, tôi nhìn thấy hắn từng đưa tang bối bối về nhà. Viên Hiếu thương nói, cô không tra ra lai lịch của hắn à? Trần Thanh Hồng nói, tôi sao biết được, hắn có thẻ hội viên, rất nhiều người được anh tặng nhân tình, tôi chỉ nhận thẻ không nhận được, hơn nữa hắn và tang bối bối quen nhau như vậy, tôi cũng phải nể mặt bà trẻ kia mà. Viên Hiếu thương nhíu mày nói, tôi mặc kệ người nọ là ai, cô lập tức bảo tang bối bối đi vào phòng tiếp Trương Dương, tôi thấy Trương Dương đang giận lắm. Trần Thanh Hồng nói: "Phiền chết đi được, lát nữa tôi không sợ đắc tội với người ta, đuổi việc cô ta đi luôn, tránh phiền phức." Viên Hiếu Thương chừng mắt lườm cô ta một cái, xoay người đi vào phòng riêng. Trần Cương và Trương Dương đang thấp giọng trò chuyện gì đó, Viên Hiếu Thương càng cảm thấy quỷ dị, hai người này sao lại ngồi cùng một chỗ? Trên Thương Trường không có kẻ địch vĩnh viễn, xem ra trên chính đàn chuyển biến lập trường còn nhanh hơn, Trương Dương vừa đến Tân Hải đã đá em trai Trần Khải của Trần Cương ra hai người này vốn nên là kẻ thù mới đúng chứ, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của bọn họ, hình như rất thân thiết, trên thế giới này thứ vĩnh hằng chỉ có lợi ích. Trần Thanh Hồng tới quầy ba, cười nói với nam tử đó, Giang Tiên Sinh, ngài tới đây ủng hộ bối bối à. Nam tử đó cười nói, chỉ nói chuyện phiếm vài câu thôi. Trần Thanh Hồng nói với tang bối bối, bối bối, cô tới phòng số 9 đưa hai bình Louis 13 đi. Tang bối bối nói, tôi đang bận, Trần Thanh Hồng thầm giận trong lòng, nếu không phải là vì viên hiếu thương trước chuyện đã dặn dò, cô ta đã sớm đuổi việc tang bối bối rồi, cô gái nhỏ này thật sự là phiền toái, rất không nghe lời, một nhân viên tạm thời mà không ngờ dám làm trái ý mình. Trần Thanh Hồng vẫn giữ nụ cười, bối bối, ông chủ trương điểm danh gọi cô tới, hai người là bạn cũng mà. Tang bối bối nói, tôi không biết hắn. Trần Thanh Hồng ngây ra đó. Tang bối bối xoay người cười nói với nam tử đó, Trần Thanh Hồng vẫy vẫy tay với tang bối bối, ghé vào tai cô ta nói khẽ, bối bối, tính tình của ông chủ trương thế nào thì không cần tôi nhắc nhở cô chứ. Tang bối bối nói, tính tình của hắn thế nào thì có liên quan tới tôi ư. Trần Thanh Hồng cũng hiểu tính tình cứng mềm đều không ăn của cô nàng này, cô ta thở dài, ngẫm nghĩ rồi thực sự là đành bất lực, cuối cùng vẫn đi tới phòng số 9 của Trương Dương. Viên Hiếu thương nhìn thấy Trần Thanh Hồng vào một mình vào đây thì liền cảm thấy có chút bất diệu, hắn mỉm cười nói, Trần Tổng, tôi nghe nói các anh gần đây có mười mấy sinh viên. Trần Thanh Hồng cười nói, tôi đang muốn nói chuyện này với các anh đây. Trần Cương giả mù sa mưa nói, chúng tôi chỉ uống rượu nói chuyện phiếm thôi, thanh tịnh thì tốt hơn. Tuy rằng đáy lòng hắn rất thích nữ sinh viên thanh xuân, nhưng cũng phải xem xem bên cạnh là ai. Huống chi tối nay không khí không đúng, nhân vật chính không phải hắn. Trương Dương nhìn Trần Thanh Hồng, ánh mắt sắc bén xuyên thấu qua ánh sáng mở nhợt, thấy nội tâm của Trần Thanh Hồng run lên, tuy rằng Trần Thanh Hồng và Trương Dương đã giao tiếp ít lần, nhưng cô ta không hề hiểu Trương Dương. Viên Hiếu Thương cười cười dơ chén rượu lên nói: Bí thư Trương, xin bất giận, Trần tổng, tang bối bối đâu? Viên Hiếu Thương cũng không hài lòng đối với Trần Thanh Hồng, không ngờ một chuyện đơn giản như vậy cũng làm không xong. Trương Dương nói: Tôi chưa giận mà Viên tổng đã tức giận thay cho tôi rồi à? Hắn cười nói với Trần Cương: Bí thư Trần. Lòng giả và khí lượng của tôi nhỏ nhen vậy ư Trần Cương lắc đầu Với sự hiểu biết của tôi về anh thì anh rất rộng lượng Trần Cương nhìn ra hôm nay mình phụ trách định bợ Trương Dương nói gì hắn cũng sẽ hùa theo vài câu Có điều hắn cũng không tin Trương Dương có thể làm loạn ở đây Ánh mắt của Trương Dương lại hướng sang Trần Thanh Hồng Bảo tang bối bối tới đây rót rượu cho tôi Trần Thanh Hồng nhìn về phía Viên Hiếu thương cầu xin sự giúp đỡ Viên Hiếu thương đánh mắt ra hiệu còn không mau đi đi thế nào cũng đừng để bí thư trương mất hứng. Trương 1924, mất lý trí 1. Trần Cương lúc này đã nhìn rõ rồi, Trương Dương hôm nay chắc không phải lập bẫy chơi hắn, phát giận ở thiên nhai, người thực sự khó xử không phải hắn mà là Trần Thanh Hồng mà là ông chủ phía sau màn của thiên nhai viên hiếu thương. Tuy rằng viên hiếu thương đã dứt bỏ quan hệ rất rõ ràng, nhưng không thể gạt được Trần Cương. Quan hệ giữa Trương Dương và viên hiếu thương vẫn luôn không tồi, theo lý thuyết thì Trương Dương sẽ không muốn làm mất mặt hắn, giải thích duy nhất chính là tang bối bối này quả thực đã chọc giận Trương Dương, giữa nam nữ có chút va chạm là rất bình thường. Xem ra Trương Dương cũng có lúc xung động nghĩ đến đây nghĩ đến đây Trần Cương thầm bật cười thằng cha này thằng cha này có lúc nào mà không xung động chứ. Trần Thanh Hồng lại tới quầy ba, trong lòng thực sự đã tức giận đến cực điểm. Tang bối bối vẫn nói chuyện với nam tử họ giang đó, nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Trần Thanh Hồng thì tang bối bối nói, làm sao vậy? Trần Thanh Hồng nén giận nói, ông chủ trương điểm danh gọi cô tới, bối bối, tôi bình thường đối với cô không tệ, cô đừng khiến tôi khó xử. Nam tử họ giang đó cũng rất hiểu chuyện, bối bối, em đi đi, anh cũng đi đây. Tang bối bối nói, anh chờ em, em đi một chút sẽ trở lại ngay. Trần Thanh Hồng nghe thấy cô ta cuối cùng cũng đáp ứng đi một chuyến thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm tang bối bối bước nhanh về phía phòng số 9, Trần Thanh Hồng lo lắng cô ta nói năng vô lễ nói năng vô lễ chọc giận Trương Dương, liền vội vàng đi theo, cướp mở cửa phòng trước tang bối bối, cười nói, bí thư Trương, tôi đã mời bối bối tới rồi, vừa rồi ở quầy ba bận quá. Tang bối bối đi vào trong phòng rồi đứng đó, mắt gườm gườm nhìn Trương Dương. Trần Thanh Hồng vội vàng hòa giải, bối bối, mau kính rượu bí thư Trương đi, Viên Hiếu thường cười nói với Trương Dương: Tối nay Thiên Nhai quả thực đông khách. Bí thư Trương bỏ qua cho, bối bối. Cô tới kính rượu Bí thư Trương đi. Hắn khẳng định không giận cô đâu. Trần Thanh Hồng đi tới đưa rượu vang cho Tang Bối Bối. Tang Bối Bối cầm rượu vang đi về phía Trương Dương, bỗng nhiên giơ tay lên hát rượu lên mặt Trương Dương. Trần Thanh Hồng hét lên kinh hãi. Trần Cương ngồi bên cạnh Trương Dương cũng bị hát mất mấy giọt. Bất kể Trần Cương hay là Viên Hiếu thương không ngờ không ngờ Tang Bối Bối có can đảm như vậy. Trương Dương nhìn Tang Bối Bối, rất bình tĩnh cầm cốc rượu trong tay lên nhấp một ngụm. Có điều trên mặt hắn dính không ít rượu, trông vô cùng thảm hại. Tang Bối Bối nói: "Trương Dương, anh nghe rõ cho tôi, tôi có cách sống của mình, không tới lượt anh can thiệp. Tôi nếu thích một người thì tôi có thể bất chấp tất cả vì hắn, cho dù là sinh mệnh của tôi, nhưng nếu tôi chán ghét một người, tôi sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn, đừng tưởng rằng anh có chút thế lực, anh coi tôi là gì? Đồ chơi à?" gọi thì đến đuổi thì đi ư, tôi là người, không phải là đồ chơi của anh, kết giao với ai là tự do của tôi, anh đừng có hỏng hạn chế tôi. Tang bối bối nói xong, xoay người bước đi. Trần Thanh Hồng muốn ngăn cô ta lại, nhưng lại bị cô ta đẩy ra, tôi không làm nữa. Trần Thanh Hồng bị tất cả những gì phát sinh trước mắt làm cho ngây ngốc, tối nay rốt cuộc là thế nào vậy? Trần Cương nhìn thấy một màn trước mắt, lại không khỏi nhớ tới chuyện Hồng Trường Thanh ngả bài với hắn, hắn không khỏi thầm kinh hãi lòng của phụ nữ quả nhiên là khó nắm bắt tình huống như vậy trần cương không tiện chen miệng viên hiếu thương thì lại không thể không nói gì hắn thấp giọng khuyên nhủ bí thư trương đừng nóng giận trương dương cười cười hắn đứng dậy chậm rãi đi ra cửa trần thanh hồng không dám ngăn trở hắn viên hiếu thương vội vàng đứng dậy đuổi theo trương dương cầm cánh tay trương dương nói khẽ bí thư trương bỏ đi trương dương hất tay hắn ra đi về phía quầy ba Tang bối bối đã chuẩn bị thu thập đồ bỏ đi, cô ta nói đó với tên nam tử họ giang trước quầy ba, nam tử đó đứng dậy, cũng muốn đi cùng cô ta, nhưng nhìn thấy Trương Dương đi tới, hắn ngây ra đó, trên mặt đầy vẻ bất khả tư nghị và sợ hãi, lắp bắp nói, bí thư. Trương, nội tâm viên hiếu thương chấn động, hắn vạn lần không ngờ nam tử đó nhận thức Trương Dương. Trương Dương nhìn nam tử đó, khóe môi lộ ra một nụ cười cực kỳ khinh thường, thư ký giang, khéo nhỉ. Nam tử đó chính là thư ký Giang Nhạc của bí thư thị ủy Tân Nhiệm Cung Kỳ Vĩ, nhìn thấy Trương Dương mặt hắn trắng bệch. Trương Dương chỉ vào mũi hắn nói, anh theo tôi vào đây. Tang Bối Bối nói, Giang Nhạc, anh đừng để ý đến hắn. Giang Nhạc cắn môi, không biết làm như thế nào cho phải, Trương Dương nói, số 9, tôi chờ anh. Trần Cương không ngờ bữa cơm tối nay sẽ trình diễn một màn kịch kịch tính như vậy khi hắn khi hắn nhìn thấy Trương Dương trở về không lâu thì Giang Nhạc Kinh sợ đi vào trong phòng, Trần Cương giờ mới hiểu được, người dám cướp nữ nhân của Trương Dương không ngờ là thư ký cung kỳ vĩ, thằng cha này thật sự là không biết trời cao đất rộng là gì. Trương Dương cầm chén rượu trước mặt lên, đưa cho Giang Nhạc uống chén rượu đi. Giang Nhạc vươn tay là cầm, Trương Dương không đợi hắn đụng tới chén rượu, tay trái đã tát cho hắn một cái, khiến Giang Nhạc quay mỏng mỏng tại chỗ, miệng chảy máu, Giang Nhạc ôm mặt, vẻ mặt ủy khuất nhìn Trương Dương. Trương Dương nói, đồ của tôi mà anh cũng dám chạm vào à. Trần Cương và Viên Hiếu thương liếc mắt nhìn nhau, chuyện hôm nay xem ra phiền toái thật rồi. Trương Dương rõ ràng đang ghen, oán khí vừa rồi bị tang bối bối hát rượu tất cả đã phát tiết lên đầu giang nhạc. Đầu giang nhạc xuống, bí thư Trương, tôi không có gì với cô ta cả. Trương Dương nói, quỳ xuống. Giang nhạc ngạc nhiên nhìn Trương Dương. Cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, tang bối bối nổi giận đùng đùng xông vào, chỉ vào nói Trương Dương nói anh làm gì thế? Thể hiện uy phong với người khác à, có gan thì nhắm vào tôi này. Trần Thanh Hồng cũng tiến vào theo, hôm nay người khỏe xử nhất chính là cô ta. Trương Dương căn bản không nhìn cô ta, nói với Giang Nhạc, anh quỳ xuống cho tôi. Quỳ xuống. Môi Giang Nhạc giật giật, cuối cùng đành khuất phục chậm rãi quỳ xuống. Trần Cương thầm than trong lòng hôm nay trương dương bị cơn ghen trơ mở hai mắt rồi chuyện gì cũng không để ý hắn nói khẽ thôi mà lại nói với giang nhạc giang nhạc anh nói lời xin lỗi với bí thư trương là được rồi giang nhạc đầu cũng không dám ngẩng lên run giọng nói xin lỗi bí thư trương về sau về sau tôi sẽ không dám đến đây nữa tang bối bối ở bên cạnh căm tức nhìn giang nhạc vẻ mặt khinh bỉ lạnh lùng nói đồ hèn trương dương chỉ chỉ vào giang nhạc Tràn ngập trào Phúng cười cười với Tang bối bối, sau đó nói với Giang Nhạc cút về sau đừng để tôi nhìn thấy anh ở đây. Giang Nhạc như được ân xá, đứng dậy không thèm nhìn Tang bối bối lấy một cái, bước nhanh ra cửa. Viên Hiếu Thương vốn cho rằng chuyện này sẽ như vậy là xong, nhưng không ngờ Tang bối bối bỗng nhiên lao tới trương dương tay nàng trong tay cô ta còn cầm một bình rượu, xem ra là muốn đập trương đại quan nhân, cô nàng này thật sự là giã tính trương đại quan nhân há có thể để cô ta đến đến mình một quyền nghênh đón đánh vỡ tan bình rượu mà tang bối bối cầm lúc này trương dương giống như một con sư tử bị chọc giận tóm lấy tóc tang bối bối rồi hung hăng đẩy cô ta sang một bên tang bối bối tuy rằng biêu hãn nhưng lực lượng dù sao cũng không bằng được trương dương bị đẩy về phía sau đầu dập mạnh vào tường ngã gục xuống đất trần thanh hồng vốn định qua xem thì lại bị trương dương hét lên không ai được chạm vào cô ta thằng cha này nổi nóng thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Viên Hiếu Thương và Trần Cương vốn ôm ý đồ làm ngơ, nhưng lập tức phát hiện tang bối bối sau khi nằm xuống thì tay chân run rẩy mấy cái rồi im lặng. Bọn họ bắt đầu ý thức được khả năng đã xảy ra chuyện. Trần Cương và Viên Hiếu Thương đều đi tới. Trần Thanh Hồng nhìn thấy tang bối bối nằm đó không nhúc nhích, mặt xám như cho tàn. Cô ta vươn tay ra thử hơi thở của tang bối bối, phát hiện hoàn toàn không có gì. Trần Thanh Hồng dù sao cũng là nữ nhân, sợ đến nỗi hét toáng lên. Viên Hiếu Thương vô cùng bình tĩnh, bịt ngay miệng cô ta lại. Trần Cương sờ sờ mạch đập của Tang Bối Bối, căn bản không có gì, tâm tình của mấy người lập tức xuống, không ai ngờ rằng một cú đẩy này của Trương Dương đã lấy đi mạng người. Trần Thanh Hồng run giọng nói, tôi đi gọi xe cứu thương. Viên Hiếu Thương trầm giọng nói, chậm đã. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trương Dương. Phát hiện vẻ mặt của Trương Dương lúc này cũng lộ ra vẻ kích động, Viên Hiếu Thương nói, tình huống hình như không ổn. Trương Dương lạnh lùng nói, giả chết à, hắn đi xuống bên cạnh tang bối bối, Trần Cương sắc mặt ngưng trọng nhìn Trương Dương, hắn đã xác định tang bối bối không còn hô hấp, cũng không còn nhịp tim, sau đầu chảy ra một vũng máu, chắc là chết rồi. Trương Dương sờ sờ mạch của tang bối bối, lại cúi người nghe nhịp tim của cô ta, vẻ mặt trở nên có chút sợ hãi, nhìn ra được hắn đang cố giả vờ chấn định, nói khẽ không sao, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Viên Hiếu Thương và Trần Cương liếc mắt nhìn nhau. Hai người từ vẻ mặt của đối phương đều nhìn ra không ai tin lời nói của Trương Dương cả. Chương 1925, mất lý trí khai. Trần Thanh Hồng nói, tôi đi gọi bác sĩ. Trương Dương tóm lấy tay cô ta, trong hai mắt lộ hung quang, gần từng chữ, chuyện đêm nay mọi người tốt nhất hãy cứ coi như là chưa xảy ra. Trần Thanh Hồng bị hắn dọa cho sợ đến nỗi nước mắt sắp tuôn ào ào. Trần Cương nói khẽ, làm sao bây giờ? Viên Hiếu Thương có chút không cam lòng, lại sờ sờ gáy Tang Bối Bối, vẫn không có mạch đập, hơn nữa nhiệt độ cơ thể của Tang Bối Bối tựa hồ trở nên có chút lạnh đi. Trong lòng hắn đã xác định Tang Bối Bối đã chết, hắn nhìn về phía Trương Dương. Vẻ mặt của Trương Dương cũng lộ ra vẻ vô cùng lo lắng bất an. Tâm tình của Trần Cương lúc này cực kỳ phức tạp, chuyện đêm nay hiển nhiên là ngộ sát, thân là bí thư ủy ban kỷ luật, Trần Cương nắm rất rõ pháp luật, hắn biết hậu quả của chuyện này cho dù Trương Dương bởi vậy mà gặp nạn, pháp luật cũng sẽ không được chết yên lành, hắn có nhược điểm bị Trương Dương nắm ở trong tay. Trương Dương nếu xảy ra chuyện thì mình khẳng định cũng xong rồi. Viên Hiếu Thương thì nghĩ đến một chuyện khác, chuyện tuy rằng phát sinh ở Thiên Nhai, nhưng ông chủ phía sau Thiên Nhai chính là mình, nếu một chuyện tang bối bối chết ở trong tay Trương Dương bại lộ, như vậy, về Sau Thiên Nhai, thậm chí ngay cả khách sạn Vương Miện cũng không thể làm ăn được nữa. Còn có một việc khá quan trọng Trương Dương có ơn đối với mình, nếu không phải nhờ Trương Dương. Con hắn đã sớm bị người ta bắt cóc rồi, viên hiếu thương nên đi đâu về đâu thì tất cả phải xem ý của bản thân Trương Dương. Trần Thanh Hồng vẫn có chút không cam lòng, cô ta vươn tay ra sờ cổ tang bối bối, cảm thấy ra thì tang bối bối đã lạnh, lúc này cô ta đã bắt đầu dần dần tiếp nhận sự thật tang bối bối đã chết, run giọng nói cô ta. Cô ta vốn định nói tang bối bối đã chết, nhưng viên hiếu thương kịp thời ngăn lại mấy người hướng ánh mắt về phía Trương Dương, chuyện này là Trương Dương gây ra, nên làm gì thì tất nhiên phải xem ý tứ của hắn. Trương Dương nói, bối bối say rồi, tôi đưa cô ta về nhà. Hắn đi tới đỡ tang bối bối dậy. Trần Cương minh bạch ý tứ của Trương Dương, hắn muốn che giấu chuyện tối nay. Trần Cương không tỏ thái độ, hắn biết bất kể mình muốn hay là không muốn thì cũng đã bị kéo vào trong một phiền phức cực lớn. Viên Hiếu thường nói với Trần Thanh Hồng, Trần Tổng, tang bối bối uống say, cô biết nên làm như thế nào chứ? Tôi nghe nói cô vừa sa thải cô ta hả? Trần Thanh Hồng tuy rằng sợ, nhưng cô ta vẫn chưa bị dọa cho ngu đi, những lời này của Viên Hiếu Thương căn bản chính là đang nhắc nhở cô ta, Trần Thanh Hồng liên tục gật đầu, hiện tại bất kể Viên Hiếu Thương nói gì thì cô ta chỉ có gật đầu. Trương Dương nói với Viên Hiếu Thương, "Hiếu Thương, anh giúp tôi đưa cô ta về." Viên Hiếu Thương không chút do dự gật đầu, Trương Dương lại nói với Trần Cương, "Bí thư Trần phiền ngài giúp tôi lái xe. Viên Hiếu Thương và Trần Cương đều đã kiến thức thân thủ của Trương Dương, ai cũng biết hắn lợi hại, Trương Dương lúc này đã hoàn toàn chấn định, hắn đang kéo hai người vào vũng bùn. Viên Hiếu Thương không hề do dự chút nào, Trần Cương thì lại không khỏi có chút lo lắng, thằng cha này chắc không phải muốn giết người diệt khẩu chứ. Có điều chuyện đã đến nước này, nếu hắn muốn bứt ra thì ngược lại sẽ khiến người ta nghi ngờ. Vì thế dưới sự trợ giúp của Viên Hiếu Thương và Trần Cương, Trương Dương ôm tang bối bối đi thang máy xuống dưới lầu, viên hiếu thương hiện tại phát hiện chốt tốt của thang máy là có tính bảo mật rất tốt, ít nhất tình cảnh Trương Dương mang tang bối bối đi không bị quá nhiều người ngoài nhìn thấy. Biểu hiện của viên hiếu thương sau khi chuyện là tích cực phối hợp, Trương Dương ném chìa khóa ô tô cho Trần Cương, Trần Cương Trương Dương xe của Trương Dương, viên hiếu thương giúp Trương Dương đưa tang bối bối vào bên trong xe. Sau khi khởi động ô tô, Trần Cương mới nói đi đâu? Trương Dương nói, góc thương ra. Trần Cương cắn cắn môi, hắn đời này tuy rằng làm không ít chuyện xấu, nhưng chuyện giúp người ta hủy thi diệt tích thì vẫn là làm lần đầu. Trương Dương à Trương Dương, tối nay anh đã biến cả tôi và viên hiếu thương thành đồng lõa rồi. Khi đi qua cửa hàng tạp phẩm Trương Dương bảo Trần Cương dừng xe, bảo viên hiếu thương xuống mua bao tải và dây thừng. Viên hiếu thương đã biết Trương Dương muốn làm gì, tăng bối bối nằm ở ghế sau không nhúc nhích, vẻ mặt của Trương Dương thì âm trầm tới dọa người. Trần Cương dựa theo chỉ dẫn của Trương Dương lái tới một con phố nhỏ tối tăm của góc thương gia, xác định chung quanh không có ai, Trương Dương ôm lấy thi thể của tang bối bối đi về phía trước, viên hiếu thương cầm bao tải và dây thừng theo ở phía sau, Trương Dương nói với Trần Cương anh chờ ở trong xe đi, thuận tiện trông chừng giúp tôi. Trần Cương lúc này đã sợ đến nỗi run rẩy, gật đầu, lấy ra một bao thuốc, rút một điếu rồi châm. Nhìn Trương Dương và viên hiếu thương một trước một sau đi về phía góc tối, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, thằng ôn trương dương này đúng là tâm ngoan thủ lạt, chẳng trách trẻ tuổi như vậy đã lên tới vị trí hiện tại, với thân thủ của thằng ôn này, tối nay liệu có giết mình diệt khẩu không? Trần Cương càng nghĩ càng sợ, nhưng nghĩ còn có viên hiếu thương, còn có Trần Thanh Hồng, Trương Dương không thể giết hết tất cả bọn họ được. Nhìn từ góc độ khác, Trương Dương cũng không sướng gì, hắn nắm được thóc mình, mình lần này cũng nắm được thóc hắn, người hói đầu đừng cười lão hòa thượng, mọi người đều chẳng phải là người tốt. Nội tâm của Trần Cương đang giao chiến kịch liệt. Viên Hiếu Thương và Trương Dương tới một dốc núi đá, dốc núi không tính là cao, nhưng phía dưới nước sâu sóng mạnh, đúng là địa điểm tốt để hủy thi diệt tích. Trương Dương sờ cổ Tang Bối Bối, tựa hồ vẫn còn mang một tia cuối cùng, hắn lắc đầu, thở dài rồi cúi xuống hôn khuôn mặt đã lạnh cứng của Tang Bối Bối, quay sang nói với Viên Hiếu Thương, "Anh giúp tôi nhét cô ta vào bao tải, tôi không đành lòng." Viên Hiếu Thương gật đầu, hắn tới trước mặt Tang Bối Bối, nhìn khuôn mặt xinh đẹp dạng người của tang bối bối trong lòng cũng thương tiếc hắn nhét thi thể của tang bối bối vào trong bao tải trong lúc này trương dương đã gom được không ít đá nhét hết vào bao tải chứa tang bối bối viên hiếu thương nhớ tới lời nói mới rồi của hắn trong lòng thầm than còn nói không đành lòng ư xuống tay so với tôi còn ác độc hơn vài phần trương dương nhét không ít đá vào bao tải sau đó thì buộc lại viên hiếu thương giúp hắn khinh bao tải lên cảm thấy bao tải này cực kỳ trầm trọng đừng nói bên trong là cỗ thi thể, cho dù là một người sống, ném xuống cũng mất mạng. Trương Dương nhìn viên hiếu thương một cái rồi nói khẽ tôi đếm tới ba, chúng ta cùng ném. Viên hiếu thương gật đầu, nghe thấy Trương Dương thấp giọng đếm, một, hai ba. Hai người đồng thời phát lực, ném bao tải chứa thi thể tang bối bối và đá xuống sườn đá. Hai người dõi mắt nhìn, thấy bao tải đã chìm vào trong nước biển sâu không thấy đáy. Viên hiếu thương nhìn nhìn chung quanh, xác định chung quanh không có ai, hai người nhanh chóng rời khỏi sườn núi, trở lại bên trong xe việt giã của trương dương. trần cương nói khẽ, xong chưa? trương dương nói, đi, rời khỏi nơi này. trần cương nhanh chóng quay đầu xa lái đi. ở khu nam thành phố bắc cảng, trương dương bảo trần cương dừng xe. trần cương đạp phanh, nhìn đèn đuốc phía trước vẫn có chút kinh hồn chưa. trương dương chỉ vào quán lẩu thập lý hương ở bên cạnh, nói, xuống xe đi, tôi mời các anh uống rượu cho đỡ sợ. Toàn bộ buổi tối đều là Trương Dương chỉ huy, Trần Cương và Viên Hiếu Thương hoàn toàn theo lệnh mà làm mỗi người bọn họ đều cần chấn định. Một chén rượu vào bụng, Trần Cương cảm thấy thân thể của mình đã khôi phục được một chút nhiệt độ, đầu óc đã trở nên cứng ngắc của hắn cũng dần dần ấm lại, đó là một buổi tối mà hắn cả đời cũng khó quên. Bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Bắc Cảng Trần Cương, bí thư thị ủy Tân Hải Trương Dương, phú thương Bắc Cảng Viên Hiếu Thương, ba người ngồi rong một quán lẩu ở khu Nam Bắc Cảng uống rượu, đây là tình cảnh mà người thường không thể tưởng tượng. Trương Dương đặt chén rượu xuống, nhìn thẳng vào Viên Hiếu Thương, nói, phía Trần Thanh Hồng sẽ không có vấn đề chứ? Viên Hiếu Thương gọi điện thoại trước mặt hắn, Trần Thanh Hồng ở bên kia vẫn luôn chờ điện thoại của hắn, Viên Hiếu Thương nói chuyện xử lý thế nào rồi? Trần Thanh Hồng run giọng nói, làm thỏa đáng rồi, trừ chúng ta ra thì không có bất kỳ ai biết cả, tự cô ta vừa rồi nói không làm nữa, mọi người đều biết cô ta nghỉ việc. Viên Hiếu Thương nói, Trần Tổng, tôi nghĩ chắc tôi không cần phải dặn cô nên làm thế nào chứ, chỉ cần chuyện này có thêm ai biết, tôi sẽ lôi cô ra hỏi tội. Trần Thanh Hồng nói, tôi hiểu, tôi hiểu, tôi không biết gì cả. Viên Hiếu Thương gác điện thoại, cầm chén rượu lên chạm với Trương Dương, tôi cam đoan phía thiên nhai sẽ không xảy ra vấn đề, Trần Thanh Hồng miệng rất kín. Trương Dương nhìn sang Trần Cương, Trần Cương không nhịn được dùng mình một cái, ngay cả Viên Hiếu Thương cũng không nghĩ thông, vì sao Trần Cương lại sợ Trương Dương tới mức này? Trần Cương nói, anh yên tâm, tôi sẽ không nói gì cả. Trương Dương rót đầy cho mình một chén, cầm chén rượu lên uống cạn, về sau tôi sẽ không quên những gì các anh đã làm cho tôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khết tập 212.